chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện một Nguyên Nhưỡng. Mới đầu những người đó cho rằng với lão Tam là nói chơi, chỉ là nhìn hắn một con tôm sông một con tôm sông trảo, có người thật sự là kiềm chế không được, thật đúng là cuốn ống quần tử lên bờ, chạy đến với Lý Lý trước mặt chắp tay trước ngực đã bái bái. Không chỉ có với Lý Lý sửng sốt, liền mạc thị cũng sửng sốt, này sao còn bái thượng A. Chỉ có minh bạch tình huống với lão tam cười ha ha. Với Lý Lý theo bản năng ngẩn khuôn mặt nhỏ nhìn về phía chính mình tam thẩm, mau xem, này có mấy cái ngốc tử. Khi mấy cái choai choai tiểu tử cũng có chút thẹn thùng, bọn họ còn không có gặp qua như vậy đẹp tiểu hoa nhi đâu, nho đen dường như mắt to càng thêm sấn khuôn mặt nhỏ trắng nõn sạch sẽ. Hơn nữa cũng không biết bọn họ mấy cái có hay không đem tiểu nữ qua cấp làm sợ. Đứng ở trong sông bóp eo với lão tam vui tươi hớn hở đem người cấp kêu trở về. Mấy cái tiểu tử ồ mà tán, với lý lý chớp chớp mắt to, thật đúng là tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Cũng không biết có phải hay không với lý lý thực sự có gì tác dụng, bọn họ mấy cái trở lại trong sông sờ tôm thời điểm, thật đúng là vớt ra tới không ít lớn hơn một chút bởi vì việc này lại vẫn có tiểu tử học theo tới với lý lý trước mặt lắc lư lắc lư tuy rằng không có giống vừa mới bắt đầu như vậy khoa trương nhưng đều nghĩ có thể hỗn cái quen mắt thậm chí còn có người cấp với lý lý tắt đường khối đây chính là hiếm lạ đồ vật ai đến một khối đường kia đều cùng bảo bối dường như không bỏ được ăn xem ra vì sờ tôm đều hạ vốn gốc với lý lý vương cái lưỡi tim liếm liếm kia đường khối ngọc tư tư nàng đôi mắt đều sáng rất nhiều sao lại cũng không biết ai truyền lên nói là lão vu gia tiểu cháu gái là cái phúc tinh hạ phàm, sờ cá trảo tôm người đi nàng trước mặt lắc lư lắc lư, khẳng định đều có thể có cái hảo thu hoạch. Vốn dĩ cũng chính là kia mấy cái hài tử nói chơi, ai biết sau lại càng truyền càng khai, đến sau lại lại vẫn có đại nhân tới xem náo nhiệt. Bất quá bọn họ không đến không, có đôi khi mang lên một khối đường, có đôi khi mang lên trong nhà tự chế bánh gạo từ từ, dù sao đều là một ít tiểu ăn vặt linh tinh. Cứ như vậy, với lý lý danh hào ở trong thôn thật đúng là cứ như vậy truyền khai. Chờ truyền tới với lão thái lỗ tai thời điểm, đã là hai ngày sau, nàng nghe càng truyền càng thần chăng nói, trong lòng rất có kiêu ngạo lại lo lắng. Nàng lo lắng chính là tựa như chạy nạn trên đường kia một lần, lý lý đều bị trộn. Thế cho nên hiện tại với lão thái trong chốc lát nhìn không tới lý lý đều không được, trước tiên nàng liền đau lý lý, hiện tại so trước kia càng là chỉ có hơn chứ không kém. Này không, lý lý liền ở trong sân đứng ở xe tập đi chơi một lát, với lão thái liền từ trong phòng ra tới dù sao cũng phải xem một cái mới yên tâm với lý lý hiện tại ở học đi đường nàng xe tập đi là với lão nhị làm tên là thúy bình khởi xe tập đi bên ngoài có một vòng bị thúy bình dùng bông bao vây lại đầu gỗ vừa lúc có thể ngăn trở với lý lý không té ngã xe tập đi phía dưới là có bánh xe cho nên với lý lý đứng ở bên trong đi lại mau cũng sẽ không đảo bất quá này xe tập đi là đầu gỗ làm liền tính là với lão nhị như vậy hảo thợ một này một xe có chút trầm vẫn là không thể tránh được. Bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất sẽ không trương lên, càng thêm vững chắc một ít. Với Lý Lý thực thích cái này xe tập đi, đã nhiều ngày mỗi ngày đều phải đi một chút, nói như vậy, Lý chính mình sẽ đi đường cũng không xa. Với lão Thái đứng ở dưới mái hiên nói, không sai biệt lắm là được, Lý Lý nên mệt mỏi. Thúy Bình nghe vậy cười nói, này mới vừa đi không nhiều lắm rẻ, ngài xem Lý Lý đang ở cao hứng, này nếu không có xe tập đi ở, phỏng chừng nàng đều muốn chạy lên bị điểm tên với Lý Lý Vình Vình quay hàm, nàng nhưng quá muốn chạy lộ, tự cấp tự túc cảm giác thật tốt a. À. Đâu giống hiện tại đi kia đều đến có người nhìn ôm đẩy. Nghĩ đến đây, nàng lại tiếp tục chậm chậm hoạt động. Với lão thái nhìn Lý Lý nhấp cái miệng nhỏ nghiêm túc học đi đường, nàng cười cười đã đi tới, này cũng không phải một ngày có thể học thành, cấp không được. Khi không phải Nguyên Bảo sẽ đi hai bước sau. Nguyên Bảo nương tới khoe khoang, Thúy Bình bất đắc dĩ nói, lý lý từ kia bắt đầu liền nghẹn dùng sức đâu nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được chính mình khuê nữ học đi đường chính là từ nguyên bảo nương tới khoe khoang xong lúc sau bắt đầu với lão thái nghe vậy gật gật đầu đừng nhìn ta lý lý tiểu trên người này cổ không chịu thu kính nhi cũng không nhỏ dù sao nàng là nhìn nhà mình cháu gái so với ai khác đều hảo xem trọng lý lý đừng làm cho những cái đó choai choai tiểu tử tổng tới lý lý trước mặt lắc lư thần thần thao thao lại làm sợ lý lý với lão thái dặn dò nói, chủ yếu là nhà nàng Lý Lý xác thật cùng tầm thường tiểu hài tử không quá giống nhau, nhưng với lão thái cũng không hy vọng người khác biết, khiến cho Lý Lý đương cái tầm thường tiểu cô nương lớn lên là được. Bằng không ai biết người khác trong lén lúc nói cái gì a? À? Người sợ nổi danh, heo sợ tráng. Thúy Bình thâm gật gật đầu đồng ý, bất quá nàng không có bà bà như vậy nghiêm túc, nghĩ bất quá là tiểu hài tử chi gian chơi đùa thôi. Mẹ chồng nàng dâu hai cái đang nói chuyện, với lão tam từ bên ngoài cổng sọc vào được, nhìn đến với lão thái thời điểm, chột dạ cười hắc hắc. Với lão thái tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cười cười cười, ngươi còn có mặt mũi cười, ở bên ngoài nói bậy gì đâu, đều là ngươi khiến cho tới đầu nhi. Nàng nhưng nghe nói, chính là lão tam nói gì lý lý là phúc tinh linh tinh, mới dẫn tới những cái đó tiểu hùng hài tử lâu lâu tới bái lý lý. Với lão tam tự biết đối lý, bất quá hắn kia có thể nghĩ đến đám kia hùng hài tử thật đúng là thật sự liền bái lý lý sự đều có thể làm được ta bắt công sông còn có con cua coi như là cho lý lý bồi tội hắn đem sọc mở ra cho các nàng xem chỉ thấy bên trong tràn đầy một cái sọc với lý lý theo bản năng mút mút miệng nhỏ đôi mắt đều không bỏ được rời đi cái kia sọc với lão tam nửa ngồi xổn xuống thân mình cùng với lý lý nhìn thẳng lý lý ngươi xem đây đều là tam thúc cho ngươi rảo ngươi có thể tha thứ tam thúc không nguyên nhưỡng với lý lý thanh thúy gật gật đầu các ngươi xem với lão tam vui vẻ, cười ha hả nhìn về phía với lão thái, lý lý đều nói nguyên nhưỡng. Với lý lý liệt cái miệng nhỏ gật gật đầu, như là ở ứng hòa hắn nói. Với lão thái bất đắc dĩ cười, công lưng nhẹ nhàng điểm điểm lý lý chóp mũi, hận sắc không thành thép, nói, sao như vậy không tiền đồ đâu, một chút ăn liền cấp mê hoặc ở. Với lý lý khờ khảo công công đôi mắt, không phải một chút ăn, là rất nhiều rất nhiều ăn. Thật sự là dụ hoặc lực quá lớn, nàng như vậy tiểu, sao có thể chống đỡ trụ đâu với lý lý thèm miêu nhi dường như tiểu biểu tình đem ở đây vài người đều chọc cười trong lúc nhất thời trong viện hoang thanh tiếu ngữ không ngừng có người ở nhà sao ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm đem vài người ánh mắt hấp dẫn qua đi với lão tam đem sọc đặt ở trên mặt đất đi qua đi mở cửa thấy là mấy cái xa lạ gương mặt khẽ nhíu mày các ngươi tìm ai chúng ta tìm chỉ thấy trong đó có một người nam nhân thăm thân mình hướng trong viện xem cuối cùng mắt sáng rực lên duỗi tay một lóng tay chúng ta tìm nàng Chương 202 lại không phải 3 tháng tiểu hài tử. Chúng ta tìm nàng, tìm nàng. Vài người trên mặt đều đôi cười, vòng qua che ở cửa với lão Tam liền hướng trong viện đi. Ai, các ngươi là ai a? À? Với lão Tam nhất thời không phản ứng lại đây, mấy người kia cũng đã vào sân, hắn chạy nhanh đuổi theo qua đi. Chỉ thấy mấy người kia đi đến với lão thái các nàng trước mặt dừng bước. Với lão thái cùng Thúy Bình nhìn nhau, các nàng cũng không quen biết mấy người này a. À? Các ngươi với lão thái nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến trong đó cầm đầu nam nhân đột nhiên chắp tay trước ngực, đối với với Lý Lý đã bái bái. Vu gia vài người cùng với nghe được động tĩnh lúc sau từ trong phòng đi ra vài người cũng đều ngây ngẩn cả người, ngay cả với Lý Lý đều mở to hắc bạch phân minh mắt to ngây dại. Trước hết phản ứng lại đây chính là với lão thái, nàng tức giận trừng mắt nhìn mắt một bên với lão tam. Với lão tam chột dạ gãi gãi đầu, nhìn nhìn lại kia mấy nam nhân, hắn chính là nói chơi, mấy người này là từ đâu nghe tới với lão thái thu hồi ánh mắt, lại dặn dò lão nhị tức phụ, Thúy Bình, trước ôm Lý Lý về phòng. Nga, Hảo. Thúy Bình thấy không khí không đúng, nghe bà bà nói, không lưng đem chính mình khuê nữ bế lên qua lại phòng. Khi mấy nam nhân còn thăm đầu xem, bị vu gia mấy nam nhân sắc mặt không tốt đến chặn ánh mắt, đành phải lại đem ánh mắt cấp thu trở về. Thấy ở người nhà sắc mặt đều không tốt lắm, bọn họ cũng biết là bọn họ quá lỗ mãn. Cầm đầu nam nhân vội vàng giải thích, các ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta chính là nghe nói suối nước thôn có cái tiểu Phúc tinh. Nguyên lai like bọn họ là suối nước thôn hạ du một cái kêu xa hương thôn thôn dân, lần này tới một người chính là nghe nói suối nước thôn có cái tiểu hài nhi có phúc tinh cao chiếu, chỉ cần cúi chào nàng, vậy có thể vạn sự trôi chảy. Mà bọn họ trong thôn có mấy cái hài tử luôn sinh bệnh, bọn họ nghe nói chuyện này, liền nghĩ tới bái nhất bái, nói không chừng có thể bảo bình an, cho nên mới có vừa rồi kia một màn. Kia đều là nói bừa, với lão thái giải thích nói ta cháu gái chính là cái bình thường tiểu hài tử các ngươi nghe nói cũng bất quá là nàng tam thúc nói vui đùa lời nói với lão tam thấy chính mình xác thật chọc họa đầu đại mở miệng ta thật là nói bừa lúc ấy chính là đậu lý lý chơi hắn đem ngày đó sờ tôn sự tình lại nói một lần luôn mãi cho thấy cái gì bái nhất bái đều là hắn lung tung nói chơi khi mấy nam nhân nghe xong lúc sau ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi cũng không biết làm sao các ngươi hài tử bị bệnh phải đi xem đại phu, đừng nghĩ này đó có không, với lão thái tiếp tục nói, đừng chậm trễ nữa hài tử. Mấy nam nhân đều trầm mặt không nói, vẫn là cầm đầu nam nhân kia dẫn đầu đã mở miệng. Đại phu cũng không nói lên được kia tật xấu, chúng ta lúc này mới suy nghĩ bên biện pháp. Hắn nói ôm đầu suy sút ngồi sổn trên mặt đất, đi theo hắn phía sau những người khác cũng đều là ủ rũ cục đuôi. Vu gia người nhìn nhau, đã đồng tình bọn họ tao ngộ cũng có chút bất lực trong viện lâm vào một mảnh yên tĩnh thủy thủy đột nhiên truyền đến non nớt thanh âm đem đại gia hỏa ánh mắt hấp dẫn qua đi chỉ thấy thúy bình bất đắc dĩ ôm lý lý lại ra tới thấy bà bà không tán đồng nhìn về phía chính mình thúy bình cũng không thể nề hà này tiểu nha đầu trở về phòng không thành thật bao lớn một lát liền chi tiểu thân thể muốn ra tới với lý lý thấy không ai lý chính mình đành phải lại lặp lại một lần lời nói mới rồi thủy thủy ý gì xa hương thôn một người nam nhân nghi hoặc hỏi. Thúy Bình, ông Lý Lý đi uống nước. Với lão Thái nói cho nàng đưa mắt ra hiệu, làm nàng ôm Lý Lý về phòng, đừng ở chỗ này là được. Với Lý Lý còn không nghĩ đi, nhưng là nhìn đến nải nải nhíu mi, nàng đành phải thành thành thật thật ghé vào chính mình nương trên vai, ôm nương cổ tùy ý nàng ôm trở về. Chờ Thúy Bình ôm Lý Lý trở về phòng, với lão Thái mới nhẹ nhàng thở ra, Lý Lý là cái tiểu phúc tinh không có sai, nhưng là nàng cũng biết không thể làm người ngoài hiểu được, bằng không một truyền mười mười truyền trăm, còn không biết đem lý lý truyền thành gì bộ dáng đâu. Các ngươi vẫn là lại ngẫm lại biện pháp đi thôi, với lão thái thấy mấy người này còn không có phải đi ý tứ, đành phải biển chuyển đuổi người, các ngươi cũng đã nhìn ra, nhà ta tiểu cháu gái chính là cá nhân liền lời nói đều nói không được đầy đủ tiểu hài nhi, kia có truyền như vậy thần chăng, muốn thật là như vậy, nhà của chúng ta còn có gì sầu, không được cả ngày ăn sung mặt sướng a Đúng đúng đúng, thật là ta nói bừa, lừa gạt đám kia tiểu thí hài với lão Tam cũng đi theo bổ cứu. Mấy người kia thấy bọn họ không giống như là nói dối, trong lòng vẫn là có chút thất vọng, nguyên bản cho rằng cái này được cứu rồi đâu. Là chúng ta quấy rầy. Vài người tới thời điểm có bao nhiêu hưng phấn, đi thời điểm liền có bao nhiêu suy sút. Với lão Thái trong lòng không đành lòng, gọi lại bọn họ nói. Như vậy nhiều hài tử đều bị bệnh, các ngươi nên nhìn xem bọn nhỏ ngày thường có phải hay không có gì ăn uống chính là giống nhau. Vài người sửng sốt, vừa định hỏi nàng ý gì, liền thấy ở người nhà đem cửa đóng lại. cùng lúc đó với lão tam đem cửa đóng lại lúc sau liền chạy nhanh cười nịnh nọt đi theo với lão thái nói tốt đi nói đến cùng cũng là hắn không đúng liền không nên khắp nơi hạt trương dương chỉ là hắn cũng không nghĩ tới có thể rước lấy như vậy vừa ra với lão thái tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái xoay người nổi giận đùng đùng trở về phòng người tiểu tử này thế nhưng hạt hồ nháo không biết lý lý là ta nương mệnh căn tử a với lão đại cười trêu ghẹo hắn. Với lão tam rủ lỗ tai nhìn hắn một cái. Với lão nhị lại đây vỗ vỗ vai hắn, tỏ vẻ đối hắn an ủi. Nhị ca, với lão tam cầu cứu dường như nhìn về phía hắn. Xứng đáng. Không ái, không ái. Cùng lúc đó, với lão thái về phòng tìm được Thúy Bình cùng Lý Lý, thấy Lý Lý hai mắt phục sáng lên xem chính mình, nàng trong lòng mềm thành một mảnh. Vừa mới khả năng những người khác đều không thấy hiểu Lý Lý ý gì, nhưng là nàng xem minh bạch, Lý Lý đã là ở nói cho bọn họ, là bọn họ nước uống có vấn đề. Vốn dĩ với lão thái không nghĩ làm cho bọn họ phát hiện lý lý bất đồng, nhưng tưởng tượng đến như vậy nhiều hài tử đều bị bệnh, nàng lại cảm thấy không đành lòng, mới có thể ở bọn họ đi thời điểm nói thượng như vậy một câu, liền hy vọng những cái đó hài tử có thể thiếu tao điểm tội. Nương, ngài nói kia xa hương thôn liền ở chúng ta thôn Hạ Du, bọn họ kia thủy nếu là có vấn đề, kia chúng ta thôn sao không có việc gì a? À. Làm trong nhà nhất hiểu biết lý lý người chi nhất, Thúy Bình cũng nghe ra tới nàng không hiểu hỏi vấn đề này với lão thái thật đúng là không có chú ý tới có khả năng là chúng ta thôn phần lớn trong nhà đều có giếng nước ngày thường uống không đến trong sông thủy lại hoặc là liền bọn họ hạ du thủy có vấn đề với lão thái cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới dù sao mặc kệ sao đều cùng ta không gì quan hệ chúng ta chỉ cần xem trọng lý lý là được không chờ thúy bình nói chuyện liền nghe được vừa mới còn ở moi ngón tay chơi với lý lý trước mở miệng không cần nàng lại không phải ba tháng đại tiểu hài tử, kia còn dùng thời thời khắc khắc nhìn A. Chương 202 trong sông vấn đề. Cũng không biết có phải hay không với lão thái nhắc nhở có tác dụng, xa hương thôn mấy người kia trở về lúc sau thật đúng là liền thấu tiền thỉnh cái đại phu đi kiểm tra rồi hạ cái kia hà nước sông, quả thực phát hiện kia thủy không thích hợp. Dùng đại phu nói tới nói chính là kia thủy không thể uống, thực dơ, mặt ngoài nhìn rất thanh triệt, nhưng là kia thủy chính là không thể uống, vì chứng minh chính mình theo như lời nói, đại phu còn cố ý tìm một con lão thử tới, mỗi ngày cấp kia lão thử uy trong sông thủy, kết quả không đến nửa tháng, kia lão thử liền đã chết. Xa hương thôn người đều dọa rất nửa cái mạng, vất vả bọn họ phát hiện sớm, bằng không còn như vậy uống xong đi, sớm muộn gì muốn ra đại sự. Chuyện này truyền tới suối nước thôn thời điểm, với lão thái đang ngồi ở trong nhà cây lựu hạ nhìn lý lý ở xe tập đi mãn viện tử lắc lư đâu. Chợt vừa nghe đến tin tức này, nàng còn nhất thời không có phản ứng lại đây, lúc sau mới nhớ tới các nàng nói chính là ai nghe nói kia trong sông thủy chính là không thể uống lên ngô thị đem nghe tới tin tức nói cho các nàng nghe may mắn phát hiện sớm bằng không liền không phải mấy cái hài tử sinh bệnh đơn giản như vậy kia vẫn là ta nương nhắc nhở bọn họ đâu bọn họ còn phải hảo hảo cảm ơn ta nương đâu mạc thị cũng đi theo nói với lão thái còn đắm chìm tại đây sự kiện chung nghe vậy xua xua tay người không có việc gì liền hảo Nàng nói xong theo bản năng nhìn về phía nghiêm túc học đi đường lý lý, trong lòng cảm thán may mắn có lý lý ở, bằng không xa hương thôn kia mấy cái sinh bệnh hài tử khẳng định liền tao ương. Nếu không phải lý lý nhắc nhở thủy có vấn đề, bọn họ đến bây giờ còn tìm không đến căn nguyên đâu. Bất quá lại nói tiếp cũng kỳ quái, kia thủy sao liền có vấn đề đâu? Ngô thị nghi hoặc nói, ta nghe nói không riêng gì xa hương thôn, còn có mặt khác mấy cái thôn đều thường xuyên từ trong sông múc nước dùng, trước kia giống như cũng không có phát sinh quá như vậy sự. Ngần ấy năm, đều không có xuất hiện quá loại tình huống này, đây cũng là vì cái gì bọn họ sẽ không nghĩ đến nước sông có vấn đề. Chúng ta về sau cũng đừng đi trong sông sờ cá vớt tôm, với lão thái từng đợt nghĩ mà sợ, dặn dò mấy cái con dâu, về sau đừng chạm vào cái kia trong sông thủy. Hoàng thị các nàng cũng đều gật gật đầu, ra chuyện như vậy, ai cũng không dám lại đụng vào, ngay cả rửa tay cũng không dám đi nơi nào. May mắn trong nhà liền có có sẵn giếng nước giặt quần áo nấu cơm gì cũng chưa bao giờ đến trong sông đánh quá thủy. Này liền khổ trong thôn trong nhà không có giếng nước nhân gia, còn nếu muốn biện pháp uống nước. Nghe nói xa hương thôn liên hợp mặt khác mấy cái thôn cùng nhau thấu tiền thỉnh đại phu, tưởng thỉnh đại phu ra một chút này thủy rốt cuộc sao. Ngô thị hôm nay ở trong nhà ngốc nhàm chán, liền đi cửa thôn đại thụ hạ cùng người lưu việc nhà đi, này đó cũng đều là nghe những người đó nói. Ngẫm lại cũng là, nếu là không có này hà, duyên hà mấy cái thôn dùng thủy đều không có phương tiện, hơn nữa trong thôn hài tử thường xuyên xuống sông bắt cá gì, cho nên vì lâu dài tính toán, này có vấn đề vẫn là đến giải quyết. Này vừa nói đến bạc, trong thôn khẳng định có người không vui. Thúy Bình lo lắng nói. Quả nhiên Thúy Bình lo lắng vào buổi chiều phải tới rồi xác minh. Buổi chiều mới vừa ăn cơm trưa, thôn trưởng khiến cho mấy cái người trẻ tuổi quản gia gia hộ hộ nam nhân Triệu Tập qua đi, nói chính là này mấy cái thôn thấu tiền thỉnh đại phu sự, suối nước thôn sở dĩ kêu tên này, vẫn là bởi vì dựa vào này hà đâu này đào bạc sự khẳng định liền ít đi không được bọn họ thôn chỉ là vừa nói đến muốn đoái tiền liền có người không vui có người nói nhà mình trong nhà có giếng nước không cần trong sông thủy còn có người nói nhà bọn họ liền tính là không có giếng nước nhưng cũng có thể hiện đào một cái ra tới cũng không nghĩ hoa cái này bạc tóm lại một cái trong thôn đến có gần một phần ba người không quá nguyện ý thôn trưởng đối với cái này tình huống trong lòng sớm đã có đoán trước vẫn là bởi vì hiện giờ từng nhà đều không dư giả nhưng là này trong sông có vấn đề, bọn họ những người này ai cũng không thể đứng ngoài cuộc. Thôn trưởng, khiến cho bọn họ xa hương thôn ra cái này tiền được, chúng ta trong thôn lại không thành vấn đề, bằng gì cùng bọn họ đoái cái này tiền A. Nói chuyện chính là Nguyên Bảo Nương, Nguyên Bảo hắn cha kéo kéo nàng tay áo ý bảo nàng đừng nói chuyện. Mọi người sôi nổi nhìn qua, thôn trưởng cao mày, ngươi tới làm gì? Các lão gia thương lượng sự đâu, ngươi chạy nhanh về nhà đi. Ta sao không thể tới, Nguyên Bảo Nương không vui, hét lên, nhà của chúng ta bạc đều về ta quản, ta nói không nên lời chính là không ra, ai cũng đừng nghĩ từ ta trong tay khấu đi bạc. Nguyên bảo cha trên mặt không ánh sáng, táo mặt quát lớn nàng làm nàng về nhà đi. Nguyên bảo nương còn tưởng nói gì, nhưng là thấy trượng phu muốn bực, đành phải không tình nguyện về trước gia đi. Bị nguyên bảo nương như vậy một nháo, mọi người cũng đều trầm mặt, trường hợp một lần lâm vào cục diện bế tắc. Chúng ta thôn cũng không thiếu dùng trong sông thủy, Tiêu tiền sự không thể quan làm nhân gia xa hương trong thôn ra, này không thể nào nói nổi, thôn trưởng tận tình khuyên bảo nói, các ngươi nếu là thật không nghĩ ra, theo ta bỏ ra, ta đập nồi bán sắt cũng không thể làm nhân gia chọc chúng ta thôn cuộc sống. Này! Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Thôn trưởng xua xua tay, đều tan đi. Hắn nói xong liền xoay người dẫn đầu rời đi, lưu lại hai mặt nhìn nhau mọi người. Tương đương lão cha trở về đem sự tình trải qua vừa nói, với lão thái cùng mấy cái con dâu đều không có nửa điểm ngoài ý muốn, từng nhà đều không dư giả, muốn ra bên ngoài lấy bạc sự, tự nhiên không có vài người thân thiện. bất quá với lão thái vẫn là cầm chút bạc vụn làm với lão cha cấp thôn trưởng đưa qua đi, hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như là bọn họ duy trì. kỳ thật với lão thái là cảm thấy lý lý thích ăn trong sông tôm, lão nhị bọn họ mỗi lần trở về đều có thể đi trong sông sờ một ít trở về, nếu là trong sông vấn đề không chuẩn bị cho tốt, khi về sau lý lý liền không gì ăn chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy với lão cha nghe thôn trưởng nói tình huống sông nước này còn không biết ai bị cái gì cấp ô nhiễm đâu nếu muốn điều tra rõ khả năng đến tìm xem nước sông ngọn nguồn chỉ là ai cũng chưa thấy qua này hà ngọn nguồn cho nên mới nói không dễ làm quả nhiên sự tình tựa như với lão cha nói như vậy trấn trên đại phu cũng rất coi trọng chuyện này mang theo hai cái dược đồng không biết ngày đêm nghiên cứu một ngày một đêm cũng không thể nói rốt cuộc là nơi nào ra vấn đề sự tình nháo có chút đại còn kinh động mặt trên chỉ là không nghĩ tới vương đại nhân sẽ tự mình mang theo trong huyện đại phu tới ở nhìn đến vương đại nhân cùng vương phu nhân thời điểm với lão thái đang ở trong viện giáo lý lý nói một chỉnh xuyến nói đâu lý lý hôm nay ăn cái gì với lão thái từng câu từng chữ nói theo sau chờ mong nhìn về phía đứng ở xe tập đi lý lý chỉ thấy tiểu cô nương đôi mắt sáng lấp lánh mẹ nuôi ách với lão thái đốn hạ còn tưởng rằng chính mình lời nói quá thâm ảo lý lý không nghe hiểu lại thay đổi một câu khác. Ai biết Lý Lý há mồm vẫn là nói mẹ nuôi hai chữ. Đang lúc với lão Thái không biết nơi nào xảy ra vấn đề khi, liền nghe được phía sau phục một tiếng, nàng xoay người sang chỗ khác, thấy không biết khi nào Vương Đại Nhân cùng Vương Phu Nhân liền đứng ở cửa. Chương 204 quá quý trọng. Vương Phu Nhân mặt sau đi theo ôm hài tử người hầu, với Lý Lý bị Vương Phu Nhân ôm vào trong ngực, mắt to lại quay tròn nhìn về phía cái kia còn ở tả lót hài tử vừa vặn đứa bé kia cũng mở to viên lộc cục mắt to nhìn nàng, với lý lý đánh tâm nhãn thích cái này đệ đệ, kia khỏe mạnh tháo khỉnh tiểu bộ dáng thật đúng là làm người yêu thích. Bên này vương đại nhân vương phu nhân cùng vu gia người đều vào phòng, với lão thái làm cho bọn họ nhị vị ngồi, vương đại nhân vợ chồng hai người tranh chấp bất quá nàng, đành phải ngồi xuống. Phu quân nghe nói xa hương thôn sự tình, không yên lòng muốn đích thân lại đây nhìn xem, ta cũng nghĩ nhiều như vậy thiên chưa thấy được đại gia, cho nên cũng cùng nhau đi theo lại đây. Vương phu nhân cười tủm tỉm giải thích, một bên hôn hôn trong lòng ngực Lý Lý. Nàng xác thật có đoạn thời gian chưa thấy qua Vu gia người, bất quá nàng nhất tưởng chính là Lý Lý cái này làm khuê nữ, lúc này ông cũng không bỏ được buông tay. Bằng không niệm Lý Lý còn nhỏ, thật muốn đem Lý Lý đưa tới bên người trụ thượng một đoạn thời gian đi. Có vương đại nhân như vậy ái dân quan tốt, chúng ta này đó dân chúng nhật tử cũng có thể hảo quá một ít. Với lão thái cười khen nói. Vương đại nhân lần này tới chủ yếu là vì cái kia hà, cho nên đi theo với lão cha cùng nhau đi thôn trưởng gia làm cho bọn họ hai người mang theo đi bờ sông nhìn xem hắn còn mang đến trong huyện đại phu một đạo qua đi xem xét xem xét mà vương phu nhân còn lại là mang theo người hầu đều lưu tại vu gia dù sao những cái đó vấn đề nàng cũng không hiểu đi theo cũng uổng phí còn không bằng nhiều cùng lý lý đợi lát nữa đâu với lý lý muốn nhìn một chút đệ đệ nhưng bất đắc dĩ chính mình bị mẹ nuôi ôm đâu muốn nhìn đệ đệ còn phải với tới đầu cũng thấy không rõ với lão thái hỏi vương phu nhân tân địa phương sinh hoạt còn như ý vương phu nhân còn lại là hỏi các nàng ở chỗ này quá như thế nào nhà chính không khí vẫn luôn thực hòa hợp có lẽ là phát hiện chính mình bị xem nhẹ nguyên bản hảo hảo bị người hầu ôm vào trong ngực tiểu gia hỏa rầm rì muốn khóc thúy bình vội qua đi đem lý lý nhận lấy làm cho vương phu nhân có thể đằng ra tay ôm một cái tiểu thiếu gia vương phu nhân ôm quá tiểu gia hỏa nghe được phu gia nhân xưng hô hắn vì tiểu thiếu gia vội nói cái gì tiểu thiếu gia không nhỏ thiếu gia cẩn thuyền chính là lý lý đệ đệ, đừng kêu thiếu gia. Này! Vu gia người có chút chần chờ, sôi nổi nhìn về phía với lão thái. Với lão thái trong lòng biết là vương phu nhân tất nhắc, một khi đã như vậy, sao không mượn này đồng ý tới, cũng hảo lại kéo gần kéo gần hai nhà quan hệ đâu. Hảo, vậy kêu cẩn thuyền. Có với lão thái cái này bà bà đánh nhịp, Thúy Bình các nàng mấy cái làm con dâu cũng có người tâm phúc, đi theo sửa lại khẩu. Bất quá với lão thái cũng thông minh, nói cái gì đều phải cấp tiểu gia hỏa lễ gặp mặt. Vốn dĩ vương phu nhân nói cái gì cũng không muốn muốn, nhưng là với lão thái nói là cho hài tử, hoặc nhiều hoặc ít chính là một cái tâm ý. Vương phu nhân vốn dĩ nghĩ vu gia không quá giàu có, cùng lắm thì chính mình lại trộn tìm cái thời gian còn cấp một cái càng quý một ít là được, hảo quá như vậy đẩy tới đẩy đi có vẻ không phóng khoáng. Thẳng đến với lão thái lấy ra tới một cái phình phình bao vây, mở ra vừa thấy lại là một con so thành nhân bàn tay muốn đại rất nhiều linh chi. Đây là Vương phu nhân khó có thể tin nhìn này Linh Chi, ít nói cũng đến vài thập niên, đây chính là thiên kim khó mua thứ tốt. Với lão thái cười tủm tỉm mở miệng, đây là chúng ta cấp cẩn thuyền chuẩn bị lễ gặp mặt. Này Linh Chi là mấy ngày trước đây mới vừa đến, liền lớn lên ở các nàng gia trong viện, lúc ấy đem các nàng đều cấp khiếp sợ tới rồi, so với hiện tại vương phu nhân kinh ngạc cũng là chỉ nhiều không ít. Bất quá này đó nàng chưa nói, trước cuộc trong nhà không duyên cớ mọc ra tới như vậy một gốc cây vài thập niên Linh Chi, mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng đi cho nên nàng chỉ là nói đi trên núi ngẫu nhiên được đến còn lại cũng không lại nói khác thật cũng không phải không tin vương phu nhân chỉ là cảm thấy như vậy sự vẫn là không cần nơi nơi tuyên dương hảo này quá quý trọng này cũng không thể thu vương phu nhân vội uyển tự nguyên bản nàng cho rằng vu gia đã trải qua thiên tai có thể có cái tâm ý cũng đã không tồi ai biết nhân gia một lấy chính là như vậy một chi linh chi chính là hoa bạc đều mua không tới này có gì, nói nữa, đều là cho hài tử. Với lão thái là hạ quyết tâm muốn đưa, từ nhận thức vương đại nhân cùng vương phu nhân, trong nhà liền không ít có người gia quan tâm, cho nên có như vậy một cái thứ tốt, các nàng tính toán coi như là đáp lễ. Này nếu không phải như vậy quý trọng đồ vật, ta liền ra mặt dày thế hài tử nhận lấy, chỉ là thứ này quá quý trọng, ta nếu là thu, phu quân khẳng định muốn răng dạy ta. Này có gì, với lão thái xua xua tay, nói nữa, ngài cùng vương đại nhân lúc trước lại là cấp tiểu cá vàng lại là giúp chúng ta thu thập người xấu, hiện tại liền như vậy một chi linh chi, ngài cũng đừng chối từ, vương đại nhân nơi đó, ta đi nói. Này! Vương phu nhân trong lòng biết phu gia đều là thật sự người, này đưa lễ cũng như vậy thật sự. Liền ở hai người tranh chấp không dưới khi, liền nghe được vẫn luôn không nói chuyện lý lý đột nhiên mở miệng, cấp đệ đệ. Mọi người đều là sửng sốt, vẫn là với lão thái trước hết phản ứng trở về, cười ha hả nói, xem, Lý Lý đều nói cấp đệ đệ, nàng nói lại ngẩng đầu xem vương phu nhân, ngài A, cũng đừng lại nhúng nhường. Vương phu nhân nhìn Lý Lý, thấy Lý Lý mày rậm mắt to nhìn chính mình, còn liệt cái miệng nhỏ cười. Nàng ôm nhu nói, Lý Lý muốn đem như vậy quý đồ vật đưa cho đệ đệ. Ngẫn, với Lý Lý gật gật đầu, ngoan ngoan ngoãn ngoãn lại lặp lại một lần, cấp đệ đệ. Hơn nữa bất quá là một chi giả linh chi sao, cùng lắm thì làm trong nhà lại trường kỹ chi hảo. Nhưng này ở vương phu nhân xem ra, đó chính là lý lý quá hiểu chuyện, như vậy tiểu đều biết đau đệ đệ, nàng càng thêm cảm thấy nhận hạ lý lý làm khuê nữ thật là cái chính xác quyết định. Thành, nếu lý lý đều nói, ta đây liền da mặt dày nhận lấy. Thấy nàng nhận lấy, vu gia người cũng đều cười. Vốn dĩ các nàng chính là thành tâm thành ý cấp, lại không phải hư làm, vương phu nhân nhận lấy, các nàng cũng vui vẻ. Với lý lý thấy các đại nhân ghé vào cùng nhau nói chuyện, nàng sốt ruột xem đệ đệ, thấy không ai phát hiện chính mình sốt ruột, bất đắc dĩ đành phải ra tiếng nhắc nhở, đệ đệ. Vương phu nhân cười đem trong lòng ngực tiểu cẩn thuyền làm người hầu ôm ly lý lý gần một ít. Với lý lý như ý, cũng không náo loạn, vui vui vẻ vẻ nhìn đệ đệ, thấy đệ đệ còn ở phun nải phao phao, nàng cũng cười ha hả. Với lão thái thấy nàng thăm thân mình, đơn giản đem nàng đặt ở tiểu xe đẩy, làm. Khi người hầu ôm cẩn thuyền ngồi ở tiểu ghế đẩu thường, vừa lúc làm hai đứa nhỏ mặt đối mặt với lý lý oai đầu nhỏ đánh giá còn chỉ có thể nằm ở tả lót đệ đệ nghĩ thầm đệ đệ cũng thật đẹp ngay cả phun bong bóng đều đẹp này có thể so trong thôn cái kia chỉ biết dương miệng khóc nguyên bảo muốn đáng yêu nhiều mà bị người hầu ôm tiểu cẩn thuyền lúc này cũng mở to vô tội mắt to nhìn vị tiểu tỷ tỷ này hắn liệt miệng cười giống cái tiểu lão đầu dường như không có một viên hàm răng chương hai trăm năm lý lý là tiểu thư bởi vì vu gia cho đại lễ vương phu nhân có chút băn khoăn lại không hảo lại chối từ cho nên càng thêm đối với gia hảo, thân tại quan trường thượng, mới càng thêm cảm thấy như vậy tình cảm mới là khó được đáng quý. Với lý lý không để ý tới các đại nhân nói chuyện với nhau, nàng mãn tâm mãn nhãn đều là cái này so với chính mình còn nhỏ đệ đệ, đệ đệ quá đáng yêu, muốn duỗi tay sờ sờ làm sao đây? Nàng nghĩ như vậy, tay nhỏ liền vương đi. Ông cẩn thuyền bà tử vội sau này né tránh, liền sợ này tiểu cô nương thủ hạ không cái nặng nhẹ, vạn nhất lại bắt được tiểu thiếu gia, đến lúc đó đại nhân phu nhân lại trách tội chính mình chỉ là bị nàng như vậy một trốn với lý lý tay nhỏ ngừng ở không trung quay hàm cổ cổ biểu hiện ra bất mãn mà tiểu cẩn thuyền khuôn mặt nhỏ thượng chờ mong cũng biến thành thất vọng hắn còn cái gì cũng đều không hiểu chỉ là bản năng tưởng cùng trước mắt cái này tiểu tỷ tỷ thân cận với lý lý đối với lớn lên đẹp đệ đệ vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định nàng nâng con ngươi nhìn về phía kia bà tử nàng thật sự sẽ không thương tổn đệ đệ chính là kia bà tử nơi đó hiểu nàng ý tưởng chỉ cảm thấy tiểu hài tử gì cũng không hiểu lúc này nhìn là hảo hảo nói không chừng ngay sau đó là có thể biến sắc mặt vẫn là muốn chăm sóc điểm hảo với lý lý hy vọng rơi vào khoảng không vị ủy khuất khuất thu hồi tay nhỏ ai biết tiểu cẩn thuyền không vui xoắn tiểu thân mình rầm rì muốn khóc khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng qua một tiếng khóc ra tới ai da ta ngoan ngoãn sao khóc với lão thái mau một bước chạy chậm lại đây thậm chí sau vương phu nhân đều nhanh một bước. Ông tiểu cẩn thuyền bà tử có chút sợ hãi cũng có chút khó xử, nàng cũng không biết vì sao hảo hảo, tiểu thiếu gia nói khóc liền khóc. Vương phu nhân thấy ở lão thái là thiệt tình thực lòng đau lòng cẩn thuyền, trong lòng càng thêm cảm thấy cửa này thân thích không uổng phí. Không có việc gì, tiểu hài tử khóc khóc nháo nháo cũng bình thường, vương phu nhân đem tiểu cẩn thuyền tiếp qua đi, nhẹ nhàng loạn choạng hống hống, thấy trong lòng ngực nhi tử một bên khóc một bên nhìn về phía lý lý, nàng nghĩ nghĩ nửa ngồi xổm xuống thân mình, Cẩn Thuyền có phải hay không tưởng cùng tỷ tỷ chơi a? À? Đang lúc nàng ôm tiểu Cẩn Thuyền để sát vào Lý Lý thời điểm, nàng phía sau bà tử sốt ruột mở miệng, "Phu nhân, tiểu hài tử thủ hạ không cá biệt môn, lại thương đến tiểu thiếu gia." Nàng lời này vừa rơi xuống đất, không chỉ có Vu gia người sắc mặt có chút không hảo, ngay cả Lý Lý đều bẹp cái miệng nhỏ không dám lại vương chính mình tay nhỏ. Vương phu nhân nhíu mày, lạnh giọng quát lớn, "Lý Lý là ta khuê nữ, là ta vương gia tiểu thư, ngươi biết cái gì?" Cút đi, này vẫn là với Lý Lý lần đầu tiên nhìn thấy vương phu nhân phát hỏa, đương nhiên cũng là kia bà tử lần đầu tiên thấy luôn luôn dễ nói chuyện nữ chủ nhân tức giận, nàng là cẩn thuyền tiểu thiếu gia sinh ra lúc sau mới đến trong phủ hầu hạ tiểu thiếu gia, trước kia là nghe người ta nói trong phủ kia gian thường có người quét tức xinh đẹp phòng là trong phủ tiểu thư, chẳng qua tiểu thư đi theo thân sinh cha mẹ trụ, ngày thường cũng không như thế nào đã tới. Cho nên này bà tử tuy rằng biết này tiểu nữ hài chính là trong phủ đại nhân phu nhân nghĩa nữ, nhưng cũng không để trong lòng, này bên ngoài nhận, kia có thể cùng chân chính tiểu thiếu gia đánh đồng a cho nên nàng ngay từ đầu liền không đem với lý lý cái này nửa đường tới tiểu thư đương hồi sự chỉ là không nghĩ tới chọc phu nhân phát hỏa nàng vội vàng bùng một tiếng quỳ xuống phu nhân bớt giận nô tài biết sai rồi vương phu nhân sắc mặt không vui thấy nàng quỳ xuống cũng không mở miệng vẫn là với lão thái vì trên mặt không có trở ngại mở miệng nói phu nhân nàng cũng là vì cẩn thuyền hảo bằng không kia cũng không thể ủy khuất chúng ta lý lý vương phu nhân từ trước đến nay yêu thương lý lý hơn nữa phu quân cũng nói lý lý chính là bọn họ gia phúc tinh nàng cũng là thật sự đem lý lý đương khuê nữ xem mắt thấy lý lý bị ủy khuất vương phu nhân như thế nào cũng nuốt không dưới khẩu khí này cút đi vương gia về sau cũng sẽ không lại dùng ngươi khi bà tử nghe xong cái mũi một phen nước mắt một phen ở nơi đó dập đầu nhận sai với lão thái cùng mấy cái con dâu nhìn nhau có thể nhìn ra được tới vương phu nhân xác thật đối lý lý coi trọng vốn dĩ các nàng cũng không thể gặp có người khi dễ lý lý, lúc này thấy trạng cũng không mở miệng lại giúp cầu tình. Tùy ý kia bà tử lại như thế nào xin tha, vương phu nhân đều không có nhả ra, cuối cùng vẫn là làm người đem này bà tử cấp kéo ra ngoài. Bên tai cuối cùng là thanh tĩnh, vương phu nhân lại khôi phục ngày xưa tươi cười, ôm cẩn thuyền nhẹ giọng đối lý lý nói, lý lý có nghĩ cùng đệ đệ chơi. Với lý lý theo bản năng nhấp nhấp cái miệng nhỏ, theo sau thanh thúy nói, tưởng lúc sau nàng lại bổ sung câu, không trảo. Lý Lý không trảo đệ đệ. Vương phu nhân đằng ra một bàn tay từ ái sờ sờ Lý Lý trên đầu tiểu lông tơ, Lý Lý ngoan. Với lão thái thấy vương phu nhân nửa ngồi sổng không có phương tiện, liền đề nghị đem hai đứa nhỏ phóng tới trên giường đi, nói như vậy còn có thể đằng ra tay tới, cũng sẽ không quá mệt mỏi. Vì thế không ra 15 phút, với Lý Lý cùng tiểu cẩn thuyền đã bị phóng tới nhị phòng trên giường lớn, với lão thái các nàng đều dọn ghế ngồi ở một bên, sở dĩ ở nhị phòng trên giường lớn, chỉ là bởi vì lý lý tưởng đem chính mình chơi câu đều đưa cho đệ đệ chơi, cho nên vì không tới hồi lăn lộn, liền trực tiếp tới các nàng trong phòng. Với lý lý ngồi ở tiểu cẩn thuyền bên cạnh, nhìn xem còn chỉ có thể nằm sẽ không xoay người đệ đệ, nàng nghĩ nghĩ từ chính mình túi tiền lay ra bản thân bảo bối kia chỉ đầu gỗ điêu khắc con cá nhỏ. Muốn hỏi nàng vì sao có hoàng kim con cá nhỏ còn như vậy thích này chỉ đầu gỗ con cá nhỏ, kia nguyên nhân chỉ có một, đó chính là nãy nãy không cho chơi tiểu cá vàng nhi. Đệ đệ, xem với lý lý trong tay nắm chặt đầu gỗ con cá nhỏ ở không trung học con cá giống nhau bơi lội tiểu cẩn thuyền mắt to đi theo nàng tay nhỏ hoảng trong mắt hiếm lạ kính nhi làm lý lý không khỏi đau lòng lên đệ đệ sao liền đầu gỗ con cá nhỏ đều như vậy hiếm lạ mấy cái đại nhân liền ngồi ở bên cạnh nói chuyện phím không nhiều lắm một lát liền nghe được tiểu cẩn thuyền thanh khách tiếng cười các nàng quay đầu xem qua đi chỉ thấy với lý lý dùng tay nhỏ che chính mình mặt sau đó qua một tiếng rời đi ngay sau đó liền nghe được cẩn thuyền khanh khách cười cái không ngừng. Vốn dĩ với lý lý liền không tính gầy, bụ bẩm tay nhỏ che bụ bẩm khuôn mặt nhỏ nhi, nhìn đều đáng yêu. Lý lý như vậy tiểu đều sẽ mang cẩn thuyền chơi. Vương phu nhân cười tủng tỉm nói. Lý lý nàng mấy cái tỷ tỷ đều đi đi học đường, ngày thường trong nhà cũng liền lý lý một cái hài tử, này thật vất vả tới cái đệ đệ, nàng nhưng xem như tìm được bạn chơi cùng. Thúy Bình cũng cười khanh khách nhìn chính mình khuê nữ, nghĩ thầm khuê nữ thật đúng là tranh đua, nếu là làm vừa rồi cái kia bà tử nhìn đến khẳng định bạch bạch vả mặt nếu là chúng ta ly đến gần một ít lý lý cùng cẩn thuyền cũng có thể có cái bạn vương phu nhân nói lại nhìn về phía với lão thái các nàng thím các ngươi nếu là nghĩ ra đi nhất định phải tới thanh nhai quận đến lúc đó ta hai nhà liền có thể nhiều đi lại thanh nhai quận chính là vương đại nhân phía trước đi tiền nhiệm đến địa phương vương phu nhân không mừng cùng một đám quan phu nhân giao tiếp liền thích phu gia người như vậy dứt khoát toàn gia các ngươi nếu là nguyện ý ta làm phu quân sớm làm chuẩn bị, cho các ngươi chuẩn bị cái sân, ta hai nhà trụ gần một ít. Chương 206 hống người bản lĩnh. Tuy rằng có vương phu nhân thịnh tình mời, nhưng là Vu gia vẫn là đi không được thanh nhai quận bên kia, bên này đồ vật đều mới vừa đặt mua đầy đủ, tòa nhà đồng ruộng đều hoa không ít bạc, này nếu là đột nhiên chuyển nhà còn muốn từ đầu tới, tuy nói có vương đại nhân cùng vương phu nhân giúp đỡ xử lý, nhưng cũng không hảo quá phiền toái nhân gia. Nghe với lão thái uyển tự. Vương phu nhân tuy rằng là có chút thất vọng, nhưng là cũng biết các nàng là sở băng khoăn, liền lại nói vài biến chỉ cần bọn họ muốn đi, liền trước tiên cho nàng tới cái tin, nàng thật sớm chuẩn bị. Với lão thái liên tục đáp ứng, trong lòng càng là đối có như vậy một cái thiện tâm thân thích cảm thấy quý trọng. Tới rồi chạng vàng, hoàng thị các nàng mấy cái đều đi phòng bếp nấu cơm đi, vốn dĩ vương phu nhân nói làm nàng mang người đi làm, chỉ là chính vàng các nàng đều cười nói làm vương phu nhân nếm thử cơm nhà. Kia thành đi, ta thật đúng là tưởng phía trước ăn rau trộn mì sợi cùng cây xào thịt ti đâu. Vương phu nhân cười tủm tỉm nói, vậy làm các nàng cho ngươi mở cửa đánh trợ thủ đi. Thúy Bình không nghĩ tới Vương phu nhân còn nhớ rõ các nàng đã làm cơm, có chút thủ sủng nhược kinh gật gật đầu, tính toán lại làm một ít tân đa dạng. Nói đến nấu cơm kia chính là các nàng mấy người cường hạng, đặc biệt là Thúy Bình, trong khoảng thời gian này không thiếu nghiên cứu kia bổn thực đơn, thật đúng là làm nàng nghiên cứu ra tới vài đạo tân đồ ăn tới, chuẩn bị trong chốc lát đại triển thân thủ cũng may trong. Nhà có chuyên môn độn lương thực nhà ở, bên trong nhất tuy không nói cái gì cần có đều có, nhưng ít nhất rau xanh cùng thịt đều là không thiếu. Vừa lúc khoảng thời gian trước với lão nhị nghỉ ngơi về nhà tới thời điểm, đi trên núi đánh mấy chỉ gà rừng cùng thỏ hoang, lúc ấy có mấy chỉ đều là sống, hiện tại còn dưỡng ở trong sân rào trắng đâu. Hoàng thị không làm kia hai cái thị nữ đi bắt gà cùng con thỏ, vừa thấy các nàng cái kia gầy yếu bộ dáng, liền biết làm không được chuyện này, khiến cho các nàng đi một bên trích hái rau gì, chính mình còn lại là cuốn cuốn tay áo trực tiếp thượng. Hai cái thị nữ đều lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh cầm giỏ rau đi một bên hái rau đi. Chỉ thấy hoàng thị cùng ngô thị một cái rảo gà, một cái bắt thỏ, kia động tác là lại mau lại tàn nhẫn. Hơn nữa các nàng năng mau thời điểm kia cũng là liền đôi mắt đều không mang theo chất một chút. Hai cái thị nữ xem trợn mắt há hốc mồm, trong lòng âm thầm bội phục không thôi. Hoàng thị cùng ngô thị còn không biết hai cái thị nữ trong lòng suy nghĩ, các nàng thực mau liền đem mau cởi sạch sẽ, còn dùng sạch sẽ chén tới trang máu gà cùng con thỏ huyết, này huyết chính là thứ tốt, phóng lạnh lúc sau liền động lại thành khối, chờ một lát lại nấu một nấu liền có thể làm cây xào máu gà con thỏ huyết. Hoặc là dùng này hai chén huyết cùng thịt khô thịt heo hơn nữa cải trắng một khối hầm cũng đúng, hương vị cũng là cực kỳ tươi ngon. Tóm lại một chút đều không thể lãng phí, hơn nữa thứ này làm ra tới đều là thơm nứt thơm nứt, cây cây cực kỳ ăn với cơm. Nhị đệ muội, ngươi xem chúng ta còn làm điểm gì? Hoàng thị cùng Ngô thị đem gà cùng con thỏ đều bưng tới, thấy Thúy Bình đang ở vội vàng cùng mặt một bên hỏi. Còn lại cũng không gì, Thúy Bình nhìn quanh một vòng, thấy kia hai cái thị nữ đã đem rau xanh gì đó đều chuẩn bị tốt, liền hành gừng tỏi đều rửa sạch sẽ, đại tẩu, các ngươi bằng không đi nghỉ ngơi đi. Đừng, chính ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc, Hoàng thị nghĩ nghĩ nói, chúng ta ở chỗ này giúp đỡ đi muốn làm gì ngươi liền ngôn ngữ. Lò nấu rượu sự giao cho kia hai gã thị nữ, các nàng thật đúng là tỉnh không ít chuyện. Khi hành, tẩu tử trong chốc lát ngươi cho ta đệ đệ đồ vật đi. Thúy Bình nói nhìn về phía ngô thị, tứ đệ muội ngươi giúp tam đệ muội nhìn xem nàng bên kia khoai lang đỏ gì chuẩn bị gì dạng. Thành, ta trước đi ra ngoài. Trong phòng bếp vốn dĩ liền không lớn, hơn nữa hai cái thị nữ liền có vẻ có chút chen chút, nói nữa cũng chỉ có một cái nồi, người quá nhiều cũng giúp không được vội hoàng thị rất có nhãn lực kính nhi thấy thúy bình muốn trước xào thịt gà vội đem thịt gà đều băm thành khối còn có con thỏ đều băm phóng tới trong nồi gia nhập nước lạnh muốn trước viết mạc lộng sạch sẽ lúc sau liền một lần nữa khởi nồi thiêu du đem cắt xong rồi hành gừng tỏi đều đảo đi vào bạo hương lúc sau liền đem thịt gà đổ đi vào tư xèo xèo thanh âm vang lên mùi hương cũng theo sát liền ra tới thúy bình nếu là nhà ta khai cái tửu lầu khẳng định làm ngươi đương đầu bếp hoàng thị nhìn trong nồi đã thượng sắc thịt gà tự đáy lòng khen. Thúy Bình nhếch miệng cười, khiêm tốn hai câu. Bất quá nàng làm đồ ăn sát thật hương, huống hồ nàng trong khoảng thời gian này không có việc gì thời điểm liền nghiên cứu thực đơn, còn tinh tiến không ít. Ngay cả kia hai cái lò nấu rượu thị nữ đều bị mùi hương thèm thường thường ngẩng đầu xem một cái. Bởi vì bà bà cố ý công đạo quá phải hảo hảo làm một bàn cơm chiêu đãi vương đại nhân cùng vương phu nhân, cho nên Thúy Bình các nàng tổng cộng làm 8 đồ ăn, cây xào thịt gà, bạo xào thỏ đinh, rau trộn khoai tây ti, thanh xào cây cải dầu từ từ trung gian còn thả một chậu thịt khô hầm máu gà con thỏ huyết tràn đầy một bàn đủ để nhìn ra vu gia người nhiệt tình tiểu cẩn thuyền còn quá tiểu ăn không hết canh trứng đâu lúc này chơi mệt mỏi đã nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều nhưng là với lý lý không vây a nàng tinh thần đâu lúc này nhìn tràn đầy một bàn đồ ăn đôi mắt đều thẳng nếu không phải nhắm miệng chỉ sợ kia nước miếng đều phải chảy ra cái này là của ngươi Thúy Bình bất đắc dĩ nhìn khuê nữ kia không tiền đồ hình dáng, trực tiếp đem một chén nhỏ khoai lang đỏ bùng đặt ở nàng trước mặt, đương nhiên còn có canh trứng. Với lý lý nhìn xem kia cây xào thịt gà còn có thỏ đinh, nhìn nhìn lại chính mình trong chén khoai lang đỏ bùng, này không phải một cái cấp bậc A. Nàng xoắn khuôn mặt nhỏ kháng nghị, không cần. Sách, sẽ nói hai câu lời nói ngươi có gì có thể, Thúy Bình chút nào không cho nàng lưu mặt mũi, ngươi hiện tại còn không thể ăn này đó, có cái này đã không tồi ha. Với lý lý rầm rì, thấy nàng không có buông lỏng nếu là như thế này liền từ bỏ vậy không phải với lý lý nàng nhất sẽ xem ánh mắt biết tìm ai dùng được chỉ thấy nàng vương tay nhỏ ngoan ngoan ngoãn ngoãn nhìn vương phu nhân làm lạnh ai da ta ngoan ngoãn mẹ nuôi ôm vương phu nhân một lòng đều bị nàng cấp kêu hóa vội duỗi tay nhận được chính mình trong lòng ngực thúy bình nhìn ngồi ở vương phu nhân trên đùi khuê nữ đã buồn cười lại bất đắc dĩ vật nhỏ này liền sẽ tới này bộ cố tình vương phu nhân nhất ăn này bộ bị với Lý Lý một ngụm một cái làm lạnh cấp kêu đầu choáng ván hoa mắt. Chỉ là ở chỗ Lý Lý chỉ vào mâm thịt gà muốn ăn thời điểm có chút khó xử, kia đồ vật thả ớt cay, hơn nữa Lý Lý nha cũng không trường tề đâu. Nhưng là với Lý Lý này quấy nhiễu người bản lĩnh cũng đi theo tăng trưởng, vương phu nhân bị nàng hống tâm hoa nộ phóng, lập tức làm thị nữ đi đổ nửa chén nước ấm tới. Đầu tiên là đem một khối không có xương cốt thịt gà cùng con thỏ thịt phóng tới nước ấm đi đi cây vị. Lúc sau liền bưng chén đi phòng bếp, dùng đao cấp băm thành thịt nát đi, Thúy Bình đám người muốn đi, nàng còn không muốn, liền phải thân thủ làm cho. Người cái này truyền nhân tinh, Thúy Bình bất đắc dĩ điểm điểm chính mình khuê nữ cái trán thấy nàng liệt cái miệng nhỏ cười, cũng không có tính tình. Vương phu nhân thực mau liền băm hảo, lộng non nửa chén vừa lúc đủ lý lý ăn, bằng không ăn nhiều không dễ tiêu hóa. Chương 207 như ý lan quân. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Nhân như cũ đi theo đại phu còn có với lão cha bọn họ đi bờ sông, mà vương phu nhân còn lại là mang theo nhi tử lưu tại vu gia. Với lão thái các nàng đương nhiên là ăn ngon uống tốt hầu hạ, với lý lý cũng bởi vì có cái đệ đệ ở bên nhau chơi, cũng tự giác gánh đi lên đương tỷ tỷ gánh nặng. Ngay cả vương phu nhân đều nói tiểu cẩn thuyền mấy ngày nay cũng chưa như thế nào nháo qua, vẫn là lý lý cái này tiểu tỷ tỷ đương hảo. Mãi cho đến ngày thứ ba thời điểm, sự tình có tiến triển. Gì? Hạ độc. Với lão thái một đám người đều sợ ngây người, này sao có thể là có người ở trong sông hạ độc đâu nghe được đại phu giải thích bọn họ mới tin ai cũng không nghĩ tới thế nhưng là có người ở trong sông hạ độc hơn nữa nhìn dáng vẻ này độc hạ không phải một ngày hai ngày vương đại nhân đã phái người lên núi đi lục soát này hà vòng quanh chân núi là từ trên núi xuống tới hơn nữa hạ độc người muốn ẩn nấp một ít vậy chỉ có thể tàn đến trên núi đi cho nên sáng sớm vương đại nhân liền phái mấy đội người lên núi bắt được người đi không cần sợ ta đã làm người đem cả tòa sơn đều vây thượng, chạy không được. Vương Đại Nhân thấy các nàng đều có chút sợ hãi, vội trấn an nói. Với lão cha đi theo nói, bắt được thì tốt rồi. Rốt cuộc đều là dựa vào sơn ăn sơn, người trong thôn không ít đi trên núi tìm ăn. Nhưng là an toàn quan trọng nhất, mấy cái thôn đều đã được đến chỉ thị, làm các thôn dân tạm thời đều đừng đi trên núi. Các đại nhân nói chuyện, với lý lý không để ở trong lòng, nàng chính đậu tiểu cẩn thuyền chơi đâu. Thịt 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 có người gõ cửa, hoàng thị đi mở cửa, nhìn đến ngoài cửa người kinh ngạc hạ, theo sau chạy nhanh đem người đón tiến vào. Cha mẹ, lâm thiếu gia tới. Với lão cha bọn họ nghe vậy vội đón ra tới, thấy quả nhiên là lâm thiển mặt mang theo một cái gã sai vặt tới. Ca ca. Với lý lý cơ linh đâu, nghe được xinh đẹp ca ca tên chạy nhanh chi tay nhỏ làm nương ôm chính mình đi ra ngoài. Thúy Bình biết chính mình khuê nữ là gì đức hạnh, không lưng ôm nàng không đợi ra cửa, bên này Lâm Thiển Mặc cũng đã bởi vì người nhà nên vào cửa. Lâm Thiển Mặc duỗi tay đem với Lý Lý nhận được chính mình trong lòng ngực, hắn khóe miệng hơi hơi dơ lên. Vương đại nhân cùng Vương phu nhân chưa thấy qua Lâm Thiển Mặc, thấy một cái khí vũ bất phàm thiếu niên tiến vào, mặt sau còn đi theo gã sai vặt, vừa thấy liền biết không phải người bình thường gia. Với lão cha chạy nhanh cấp hai bên giới thiệu hạ. Nguyên lai like đây là Lâm tiểu thiếu gia, Vương đại nhân đã sớm nghe nói loại khoai tây biện pháp là một cái họ Lâm thiếu gia nghĩ ra được, khen nói, quả nhiên là một biểu nhân tài. Lâm Thiển mặt ôm với Lý Lý hơi hơi gật đầu xem như hành lễ, gặp qua Vương Đại Nhân Vương Phu Nhân. Đều là người một nhà, ngồi ngồi ngồi. Vương Đại Nhân cũng không có cái giá, sớm hiểu được Lâm Thiếu Gia cùng Vu Gia quan hệ không bình thường, hơn nữa làm khuê nữ này một đôi mắt đều phải dừng ở nhân gia trên người, tự nhiên cũng có thể nhìn ra này Lâm Tiểu Thiếu Gia hẳn là thường xuyên tới. Quả nhiên nghe với Lão Thái vừa nói, mới biết được nguyên lai like Lâm Tiểu Thiếu Gia cùng Vu Gia sâu xa còn không cạn đâu trách không được lý lý như vậy thích lâm tiểu thiếu gia. Vương phu nhân che miệng cười khẽ. Với lý lý ôm lâm thiển mặt cổ, liệt cái miệng nhỏ cười ha hả. Nàng chính là thích xinh đẹp ca ca. Với lão thái lại đem mấy cái nghi tử đều ở lâm tiểu thiếu gia gia bến tàu làm việc sự tình vừa nói, vương đại nhân ngạc nhiên, lâm tiểu thiếu gia là trong. Huyện bến tàu lâm gia. Đúng là. Vương đại nhân vui mừng không xiết, ngữ khí đều thân cận không ít, thấy ở người nhà nghi hoặc, hắn lại cười giải thích hạ, nguyên lai like phía trước có một lần trong huyện Quyên Tiền, bến tàu Lâm Gia một nhà Quyên đều mau đuổi kịp toàn huyện. Lúc ấy Vương Đại Nhân còn nghĩ nhất định phải cùng nhân gia như vậy nhiều đi lại, ai biết sau lại liền đi nhậm chức, cũng vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Ai biết vu gia thế nhưng cùng như vậy nhà cao cửa rộng đều leo lên như thế quan hệ. Vu gia người chỉ biết lâm tiểu thiếu gia trong nhà là rất giàu có, nhưng cũng không nghĩ tới liền vương đại nhân đều như thế xem trọng trong lòng càng là đối với Lâm Tiểu Thiếu Gia thân phận cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là Lâm Tiểu Thiếu Gia trừ bỏ ngay từ đầu xa cách bên ngoài, hiện tại thật là một chút cái giá đều không có, mỗi lần tới đều mang theo lễ vật, đương nhiên nhiều nhất đều là cho Lý Lý mang, nhưng là nhà bọn họ đều đi theo dính quan. Đều là chịu tổ tiên sản nghiệp che bóng, không đáng giá nhắc tới. Lâm Thiển mặt nhàn nhạt mở miệng nói. Vương Đại Nhân gật gật đầu, trong lòng càng là đối cái này không kiêu ngạo không xỉn định thiếu niên xem trọng vài phần lâm thiển mặt vốn là vô lý nhiều người hắn lần này tới chính là nghe nói cái kia hà sự cố ý đến xem vu gia cho nên phần lớn thời điểm đều là hỏi đến hắn hắn mới nói thượng một hai câu mặt khác thời điểm đều ở cùng với lý lý chơi vương phu nhân thấy hắn kiên nhẫn mười phần mặc kệ lý lý như thế nào hắn trước sau mang theo cười nàng kinh ngạc nhìn về phía một bên thúy bình mà thúy bình đối này đã sớm thấy nhiều không trách đối vương phu nhân gật gật đầu lâm thiển mặt lần này tới cũng không phải đến không hắn làm ra một con ngựa xe lương thực với lão cha bọn họ nói gì cũng không muốn muốn vốn dĩ cũng đã cảm thấy đủ phiền toái lâm tiểu thiếu gia này sao còn có thể lại muốn nhân gia đồ vật a nhưng là lâm thiển mặt cũng là bướng bỉnh tính tình hắn phải cho đồ vật tự nhiên không có muốn mang về đạo lý hai bên tranh chấp lên với lý lý ôm cổ hắn ngọc nị nị nói ca ca hảo mọi người đều bật cười cái này vật nhỏ còn rất nói ngọt đâu nhưng thật ra biết nhân gia lâm tiểu gia tặng như vậy nhiều thứ tốt các ngươi liền nhận lấy đi, coi như là cho Lý Lý." Lâm Thiển mặt khóe miệng mỉm cười. Lời nói đã đến nước này, với lão cha cùng với lão thái nhìn nhau, cũng chỉ có thể nhận lấy. Nguyên bản bọn họ cho rằng chỉ là một ít lương thực linh tinh, ai biết còn có vải vóc dược liệu linh tinh, mễ du càng không cần phải nói, thậm chí còn có trói lại chân gà vịt ngỗng. Với Lý Lý nhìn kia còn sống gà vịt ngỗng mở to hai mắt nhìn, nàng còn chưa thế nào gặp qua đại ngỗng đâu. Lâm Thiển mặt thấy thế ôm nàng vượt mức quy định đi đi làm nàng xem càng rõ ràng một ít. Vương phu nhân đám người lưu tại mặt sau, nàng để sát vào Thúy Bình, nhỏ giọng nói, muội tử, này lâm gia tiểu thiếu gia thoạt nhìn rất thích chúng ta lý lý a. Là, cô gái nhỏ này liền thích cuốn lấy lâm tiểu thiếu gia, nói lên cái này tới, Thúy Bình cũng là không thể nề hà, lại đơn giản cho nàng nói nói lúc trước khuê nữ là sao cuốn lên nhân gia lâm thiếu gia, cũng may lâm tiểu thiếu gia không cùng nàng so đo. Ta xem này lâm tiểu thiếu gia rất đãi thấy lý lý, vương phu nhân thấp giọng nỉ non, này lâm tiểu thiếu gia nhìn cũng không tồi chính là lớn điểm thúy bình sửng sốt theo sau phản ứng lại đây dở khóc dở cười phu nhân này kém cũng quá nhiều ở thúy bình xem ra này căn bản chính là không có khả năng sự người lâm tiểu thiếu gia ít nói cũng mười mấy tuổi mà nhà nàng lý lý nàng nghĩ nhìn mắt còn bị người ôm vào trong ngực khoe nữ cười lắc đầu liên tục nói không có khả năng bất quá vương phu nhân lại không có một mụn phủ quyết nàng kiến thức nhiều chồng già vợ trẻ ví dụ cũng thấy không ít tựa như nàng cùng đại nhân cũng kém vài tuổi đâu, bất quá hiện tại nói này đó cũng xác thật quá sớm. Về sau còn không biết như thế nào đâu, nói nữa, có nàng sớm cấp tìm kiếm, lý lý về sau cũng có thể gả cái như ý lan quân. Chương 208 tính, từ nàng vui vẻ đi. Quả nhiên liền như vương đại nhân đoán trước giống nhau, liền ở trên núi trong sơn động bắt được một nhóm người, bốn năm sáu cái râu ria xồn xoàm hán tử, mới đầu nói cái gì cũng không chiêu, nhưng là ở đại lao không trăng mấy ngày liền toàn chiêu nói là vốn là chuyển muối thô, nhưng là này một chuyến không thuận lợi, sau đó liền nghe người ta nói có thứ tốt, vô sắc vô vị, có thể cho người thần không biết quỷ không hay liền trúng độc, hơn nữa bọn họ vốn dĩ cũng tính toán quá hai ngày trở về trấn trên bán dược. Chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, sự tình vẫn là bại lộ. Vương đại nhân đã làm đại phu nghiên cứu thu tới giải dược tiến hành xem xét qua, xác thật là đúng bệnh dược, cũng đã làm người phân phát đi xuống. Nếu sự tình đã giải quyết vương đại nhân cùng vương phu nhân cũng quyết định khởi hành chủ yếu là vương đại nhân bên này rốt cuộc công việc bận rộn rút ra nhiều như vậy thời gian lại đây đã là không dễ cho nên liền tính vương phu nhân lại có không bỏ được cũng không có biện pháp sắp chia tay thời điểm ông lý lý hôn lại thân còn ước hảo chờ lý lý lớn một chút liền đem lý lý nhận được bên người trụ thượng một đoạn thời gian đi với lý lý cũng luyến tiếc mẹ nuôi ông nàng cổ không buông tay mắt to còn hướng tiểu cẩn thuyền bên kia ngó nàng đồng dạng cũng luyến tiếc đệ đệ tiểu cẩn thuyền một cái tiểu oa nhi căn bản không biết cái gì gọi là ly biệt chỉ là chờ đến đem hắn ôm đến trên xe ngựa nhìn không tới lý lý thời điểm qua một giọng nói liền khóc ra tới hắn vừa khóc với lý lý trong mắt cũng có chút không nín được trong mắt nước mắt lưng tròng ai da ngoan ngoãn đừng khóc đừng khóc chờ thêm đoạn thời gian mẹ nuôi tới đón ngươi đi theo đệ đệ đoàn tụ vương phu nhân thương tiếc cho nàng xoa xoa nước mắt một bên hống nói hảo với lý lý ủy ủy khuất khuất gật gật đầu ô ô Nàng còn tuổi nhỏ, vì sao liền phải thừa nhận này đó a. À? Cuối cùng vẫn là Lâm Thiển mặt nhìn không được, đi qua đi đem người nhận được chính mình trong lòng ngực tới, cầm khăn cho nàng đem nước mắt nước mũi đều lau khô. Bên kia tiểu Cẩn Thuyền còn gân cổ lên khóc đâu, Vương phu nhân cũng không thể ở lâu, còn phải qua đi hống một cái khác đâu. Vương phu nhân cầm khăn xoa xoa khóe mắt, hướng phu gia người xua xua tay liền đi theo Vương đại nhân đi mau hai bước rời đi, nàng sợ đi thông thả một bước liền luyến tiếc muốn đem Lý Lý một khối mang đi. Vương Đại Nhân đỡ nàng lên xe ngựa, trước khi đi lại vất vất tay. Đãi xe ngựa càng lúc càng xa, Vu Gia mới xoay người trở về nhà, Lâm Thiển mặt ôm với Lý Lý đứng ở tại chỗ nhìn xe ngựa biến mất ở thôn đầu. Thấy nàng còn một chút không một chút trừ cái mũi, Lâm Thiển mặt khóe miệng hơi hơi dơ lên, thật đúng là cái thủy làm tiểu cô nương. Với Lý Lý xoay đầu nhìn về phía hắn, xác định hắn đang nói chính mình lúc sau, nho nhỏ hừ một tiếng liền đem đầu lại chuyển qua, nhìn đến bên kia xe ngựa đã nhìn không tới, mới lưu luyến không rời lại quay đầu tới, đầu nhỏ một quay ngoan ngoan ngoãn ngoãn ghé vào hắn cổ chỗ. Lâm Thiển mặt nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bối, chúng ta phân biệt thời điểm, ngươi khóc không? Với lý lý không nghĩ trả lời như vậy không dinh dưỡng nói, này không phải vô nghĩa sao? Lúc ấy nàng nhưng thương tâm đâu? Thấy nàng không động tĩnh, Lâm Thiển mặt ôm nàng trở về đi một bên lại hỏi, giống lần này giống nhau khóc sao? Với lý lý oai đầu nhỏ thật đúng là tỉ mỉ hồi ức một chút, giống như so lần này còn phải thương tâm, khi đó nàng còn sẽ không nói đâu tuy rằng hiện tại cũng không thấy đến nói có bao nhiêu hảo nhưng ít nhất có thể nhảy mấy chữ lúc ấy nàng vẫn luôn rầu rĩ không vui còn tưởng rằng đời này là không thấy được hắn đâu hơn nữa sau lại nàng gặp được người còn đều không có hắn xinh đẹp bất quá hắn giống như không quá thích nhân gia kêu hắn xinh đẹp ca ca nghĩ đến đây với lý lý thẳng khởi tiểu thân mình nhìn về phía hắn xinh đẹp ca ca quả nhiên lâm thiển mặt mày thoáng nhíu một chút lý lý đánh cái thương lượng được chưa? Với lý lý chậm rì rì mở miệng, không được. Nàng không cần đầu óc đều có thể nghĩ đến hắn muốn nói chính là cái gì, nhưng nàng chính là muốn kêu hắn xinh đẹp ca ca, hắn thật sự thật xinh đẹp, so nàng túi tiền đẹp nhất hòn đá nhỏ còn muốn xinh đẹp đâu. Nếu là Lâm Thiển Mặc biết nàng đem chính mình cùng túi tiền hòn đá nhỏ đi tương đối khẳng định muốn bực, với lý lý cũng chính là ở trong lòng suy nghĩ một chút, không có thật sự nói ra. Lâm Thiển Mặc nghe nàng cự tuyệt, bất đắc dĩ cười cười, ngươi không phải chỉ biết hai chữ hai chữ nói sao sao bốn chữ đều sẽ nói trước kia bằng không chính là phiêu phiêu bằng không chính là ca ca hôm nay nhưng thật ra tiền đồ trực tiếp xinh đẹp ca ca bốn chữ đều ra tới ca ca hồi với lý lý yên tâm thoải mái sai sử hắn ông chính mình về nhà lâm thiển mặt từ một tiếng đem đại môn đóng lại ông nàng đi ngồi trong viện xe tập đi nàng mỗi ngày đều phải dùng xe tập đi học đi đường hơn nữa nàng cũng thực cần mẫn vừa đứng ở xe tập đi cặp kia cẳng chân đều không mang theo đình bất quá hắn tổng lo lắng nàng thương tới rồi chân khiến cho nàng đi lên một lát liền đem nàng ôm ra tới lâm tiểu thiếu gia ăn chút dưa đi với lão cha bưng hai khối cắt xong rồi mật dưa ra tới cho hắn này vẫn là lâm thiển mặt đưa tới thứ này nhưng quý giá trấn trên có bán đều là cho kẻ có tiền ăn ngoạn ý nhà bọn họ vẫn là dính lâm tiểu thiếu gia hết mới bỏ được nếm thử Lâm Thiển Mặc đối với ăn uống chi dục không có gì yêu cầu, bổn không muốn ăn, nhưng là nhìn đến vừa. Mới còn ở xe tập đi đi hoang lý lý lúc này đã mắt trong mong nhìn qua. Khi tiểu bộ dáng quả thực chính là đang nói nàng muốn ăn. Lâm Thiển Mặc tiếp nhận tới lúc sau, nửa ngồi xổm xuống vẫy tay làm nàng lại đây. Chỉ thấy với lý lý mắt to nhấp nháy nhấp nháy, đi đều so thường lui tới muốn nhanh không ít, thẳng đến trong tay hắn mật dưa mà đến. Ha hả! Lâm Thiển Mặc nhìn nàng đi tới, dương cái miệng nhỏ chuẩn xác không có lầm cắn ở mật dưa thượng đầu nhỏ lông xù xù liền như vậy cắn mật dưa không buông khẩu lâm thiển mặt khóe miệng hơi hơi dơ lên chính mình cầm với lý lý nghe vậy vương hai chỉ tay nhỏ phủng một khối mật dưa đứng thẳng thân thể một khối mật dưa đều so nàng mặt muốn khoan hai tay phủng giống như là cái ăn vụn sóc con dường như lâm thiển mặt vốn không có cảm thấy thứ này ăn ngon lúc trước mua lương thực thời điểm nhìn thấy bên cạnh có bán cái này liền cảm thấy nàng hẳn là sẽ thích khiến cho người mua một rổ, hiện tại xem ra quả nhiên là không có mua sai. Ăn ngon sao? Với Lý Lý hơi hơi ngửa đầu, miệng nhỏ còn thân dáng mật dưa, một miệng không rõ cũng không biết nói câu gì. Thèm miêu, Lâm Thiển mặt giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng trên đầu lông tơ, ôm nhu nói, thèm Lý Lý. Với Lý Lý lúc này tâm tư đều tại đây ngọt tư tư mật dưa thượng, tùy ý hắn nói gì đi thôi. Nhìn nàng thực mau liền lộng đầy mặt nước, Lâm Thiển mặt dở khóc dở cười, ngẩng đầu, lau mặt cũng may nàng còn nghe lời, hắn nói gì là gì, lúc này ngoan ngoãn nâng khuôn mặt nhỏ làm hắn cấp lau lau. Lâm Thiển mặt mới vừa sát xong, còn không có tới kịp dặn dò một tiếng chậm một chút, liền thấy nàng a à o một ngụm lại cắn thượng. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, tính, từ nàng vui vẻ đi. Chương 209 nhặt của hời. Lâm Thiển mặt thấy nàng đem dưa tâm nhất ngọt địa phương ăn xong, mặt khác địa phương có chút cắn bất động, thuận tay đem chính mình trong tay đưa cho nàng, làm nàng tiếp tục gặm nhất ngọt địa phương, mà kia khối làm với lý lý cắn quá còn lại là bị hắn bắt được trong tay, tự nhiên mà vậy mấy cà lâm đi xuống. Không hề có ghét bỏ bộ dáng, một màn này bị Thúy Bình nhìn đi, nàng không tùy vào nghĩ đến vương phu nhân lời nói, trong lòng không khỏi nhảy dựng, bất quá thực mau liền đem chính mình trong đầu thái quá ý tưởng đều đuổi đi. Sao có thể? Lâm tiểu thiếu gia cùng lý lý kém như vậy hơn tuổi đâu, lâm tiểu thiếu gia khẳng định chính là đơn thuần thích lý lý thôi. Thích? Thúy Bình vội lại lắc đầu, không đúng, không phải thích là là đến nỗi rốt cuộc là gì thúy bình cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới nhị tẩu đứng ở chỗ này làm gì a à? ngô thị đem trên bàn vỏ dưa đều thu thập ra tới đang muốn vứt bỏ đâu liền nhìn đến nhị tẩu tử đứng ở cửa cũng không biết tưởng gì đâu thúy bình hoàng hồn thấy ngô thị kỳ quái nhìn chính mình nàng cười cười không gì cho ta đi ta đi ném ngươi đừng ngô thị đang muốn nói ngươi cũng đừng sờ chạm Chính mình trong tay vỏ dưa đã bị nhị Tẩu Tử Thúy Bình cấp tiếp qua đi, vội vã đi ra ngoài. Lưu lại Ngô thị đứng ở cửa có chút không hiểu ra sao, bất quá trên tay có dưa nước, dính hồ hồ, nàng nghĩ thầm chính mình vẫn là đến đi tẩy cái tay. Mà Thúy Bình đem vỏ dưa ném xuống lúc sau, cũng đi rửa tay, chẳng qua nàng ánh mắt luôn là cố ý vô tình hướng trong viện kia một lớn một nhỏ trên người qua lại xem. Lâm thiếu gia, bên ngoài phơi, bằng không ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, ta mang lý lý cũng vào nhà nghỉ ngơi một chút ngô thị nghe được nhị tẩu những lời này nghi hoặc xem qua đi này đều mau đến cơm điểm nghĩ gì a à, nói nữa đều đến cuối mùa thu liền tính là có thái dương cũng không phơi a à. ngay cả với lý lý đều kỳ quái ngửa đầu xem nàng thúy bình ngượng ngùng cười mặt khác cũng chưa nói gì ôm lý lý trở về phòng lâm thiển mặt đứng ở tại chỗ nhướng mày lúc sau cũng chưa nói cái gì xoay người trở về nhà chính hắn này một chuyến ra tới mấy ngày rồi cũng nên đi trở về vốn chính là rút ra mấy ngày qua nhìn xem lý lý thuận tiện cho bọn hắn đưa chút ăn, người cũng thấy, hắn còn có việc muốn vội. Nhà chính, với lão cha với lão thái vừa nghe hắn hôm nay muốn đi, vội giữ lại, chỉ là cũng biết lâm tiểu thiếu gia là có chính sự muốn vội, cuối cùng nói tốt ăn cơm trưa lại đi. Bên này với lý lý bị nàng nương ôm trở về phòng còn không biết đã xảy ra gì sự, nàng trong tay còn phủ mật dưa ở gặm. Thúy Bình trong lòng lộn xộn, thấy khuê nữ ăn đầy mặt đều là, nàng từ lý lý trong tay cầm xuống dưới phóng tới một lần, lại đem khăn ướt nhẹp cho nàng sát tay nhỏ sát khuôn mặt nhỏ. Với lý lý lưu luyến không rời nhìn nhìn bị đặt ở trên bàn mực dưa, nhìn nhìn lại vẻ mặt sầu giống mẫu thân, nàng vẫn là quyết định xá cái tôi bảo mẫu thân. Nương Thúy Bình nghe được khuê nữ ngọt nị nị thanh âm, trong lòng cũng mềm không ít, chỉ là mãn đầu óc đều là vừa rồi lâm tiểu thiếu gia tự nhiên mà vậy lấy quá lý lý ăn qua dưa tiếp tục ăn cảnh tượng. Lý lý thích lâm thiếu gia. Với lý lý oai oai đầu nhỏ, như là có lý giải nàng những lời này ý gì cuối cùng sát có chuyện lạ gật gật đầu thích thúy bình có chút phát sầu này nhưng như thế nào cho phải a à, sao vẫn là lưỡng tình tương duyệt a à. với lý lý không biết nàng nương là sao đột nhiên trở nên có chút nôn nóng dường như giống như là chính mình bảo bối phải bị người đoạt đi rồi dường như nàng dư quan phiêu hướng về phía trên bàn mật dưa theo bản năng liếm liếm môi nương dưa thúy bình nghe vậy không những không có giảm bớt trong lòng buồn bực trở nên càng thêm phiền muộn này nhưng như thế nào cho phải nàng khuê nữ rõ ràng vẫn là cái liền lời nói đều nói không rõ tiểu nữ qua đâu chính mình cái này đương nương sao liền gặp phải loại tình huống này đâu với lý lý đợi một hồi lâu cũng không gặp nương cho chính mình đi lấy mật dưa nàng tưởng hôm nay có thể là ăn không được nàng nho nhỏ thở dài tính không ăn thì không ăn đi mật dưa cùng nương so sánh với đương nhiên là nương càng quan trọng a à. với lý lý ngưỡng khuôn mặt nhỏ non nớt nói nương sao nương sao lạp là... này khẳng định là phát sinh gì sự đi thúy bình nghe minh bạch khuê nữ ý tứ nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng không mở miệng được làm nàng cấp khuê nữ nói gì a à. thật đúng là có thể nói nương là sợ lâm tiểu thiếu gia đối với ngươi có ý tưởng không an phận khẳng định không được a à. thúy bình ở trong lòng an ủi chính mình nói không chừng chính là chính mình suy nghĩ nhiều lý lý như vậy đáng yêu nhiều làm cho người ta thích a à. sách sao vẫn là thích a à. thúy bình nghĩ nghĩ phủng chính mình khuê nữ khuôn mặt, lý lý, ngươi có thể hay không hung. Hung, chính là, chính là ngươi đừng với lâm tiểu thiếu gia cười, hắn muốn ôm ngươi, ngươi liền khóc ngươi liền nháo, Thúy Bình dặn dò nói, dù sao chính là đừng cười. Với lý lý mắt to nhấp nháy nhấp nháy, như là ở tiêu hóa nương lời nói. Thúy Bình chờ mong nhìn nàng, hung một cái cấp nương nhìn xem. Với lý lý nghẹn quay hàm, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm a a ra tới. Được rồi được rồi, Thúy Bình vội xin tha, cái này cũng quá điếc tai nàng không quên khen một chút bảo bối khuê nữ lý lý thật thông minh bị khen với lý lý ngọc nị nị cười này còn không đơn giản sao thúy bình cảm thấy mỹ mãn hôn hôn nàng lại dặn dò mấy lần mới ôm nàng ra cửa với lý lý oa ở mẫu thân trong lòng ngực nghĩ thầm vừa mới mật dư cũng đã quên lấy thượng đợi cho nhà chính lâm thiển mặt đang theo với lão cha nói chuyện thấy các nàng ra tới một đôi mắt ôm nhu dừng ở lý lý trên người thúy bình thấy thế nhỏ giọng dặn dò hung, muốn hung. Với Lý Lý gật gật đầu, ngẩn. Thúy Bình trong lòng thấp thỏm, thẳng đến đem trong lòng ngực Lý Lý giao cho Lâm Thiển mặt, chính mình còn lại là đi phòng bếp hỗ trợ nấu cơm đi. Nàng lưu luyến mỗi bước đi muốn nhìn một chút chính mình khuê nữ còn có nhớ hay không muốn hung một ít, nguyên bản cho rằng không thành vấn đề Thúy Bình mới vừa ta ra cửa liền nghe được nàng khuê nữ thanh Thúy kêu câu, ca ca. Thúy Bình nhất thời chưa chuẩn bị, dưới chân một cái lão đảo thiếu chút nữa té ngã, may mắn tay bắt được môn duyên nàng nghe phía sau kia một lớn một nhỏ nói chuyện với nhau thật vui tâm đều lạnh nửa thanh vật nhỏ này vừa mới còn đáp ứng hảo hảo lúc này thấy người liền trở mặt không biết người hơn nữa vật nhỏ ngồi ở nhân gia trên đùi kia kêu một cái yên tâm thoải mái a à. lão nhị tức phụ trong chốc lát nhiều làm một ít bánh bột ngô phóng một ít bạch diện đi vào thúy bình nghe xong bà bà nói vội ứng hạ tưởng lưu lại cũng vô pháp lưu lại chỉ phải xoay người rời đi nàng vừa ra đến trước cửa nhiều khảm không thấy xem với lý lý liền nghĩ vật nhỏ này còn nhớ rõ chính mình mới vừa đáp ứng sự tình. Chỉ tiếc, mãi cho đến nàng vào phòng bếp đi làm việc, đều còn có thể nghe được nhà nàng gì khuê nữ thanh khách cười cái không ngừng. Nhị tẩu, ngươi đây là sao lạp? Ngô thị một bên rửa rau một bên nhịn không được hỏi. Nàng phát hiện nhị tẩu Thúy Bình ngày này, luôn là mất hồn mất vía. Thúy Bình biết hết thảy đều là chính mình suy đoán, không hảo ra bên ngoài ngôn ngữ, chỉ phải tùy tiện tìm cái lý do qua loa lấy lệ qua đi. Chương 210 không phải là người xấu đi. Thúy Bình trong khoảng thời gian này cũng coi như là khổ mà không nói nên lời, khuê nữ nho nhỏ một chút, tự nhiên là không thể nói, lại không thể cùng mấy cái chị em dâu nói, cùng chính mình nhiều chuyện dường như, cho nên nàng chỉ có thể nghẹn ngẹn lại nghẹn. Cũng may Lâm Thiển mặt không nhiều đãi quá dài thời gian, chờ hắn vừa đi, Thúy Bình cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng cũng biết như vậy rất thực xin lỗi nhân gia Lâm tiểu thiếu gia, nhưng là nàng thật sự là cảm thấy tuổi kém có điểm đại a. À thật vất vả mong tới với lão nhị nàng chạy nhanh đem suy đoán cùng trượng phu nói nói với lão nhị chợt vừa nghe cũng là sửng sốt phản ứng đầu tiên chính là thê tử suy nghĩ nhiều lý lý cùng lâm tiểu thiếu gia sao khả năng a với lão nhị nói một bên thu thập chính mình mang về tới xem y nhân gia lâm tiểu thiếu gia khả năng chính là đơn thuần thích lý lý cũng liền ngươi có thể nghĩ sai rồi hơn nữa nghe nói lâm phu nhân sinh cái tiểu khuê nữ so lý lý còn nhỏ đâu Lâm Tiểu Thiếu gia khả năng đem đối nhà mình muội muội quan ái phân cho Lý Lý một ít. Nói nữa, Lý Lý nhiều nhận người đãi thấy a, à, với lão nhị đương nhiên nói, nhưng gia thích cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Thúy Bình còn tưởng lại nói chút cái gì, nhưng thấy trượng phu không lắm để ý, trong lòng cũng ở nói thầm có thể là chính mình thật sự suy nghĩ nhiều. Với lão nhị đem đồ vật sửa sang lại hảo, thấy thê tử còn ngồi ở trước bàn một bộ tưởng sự tình bộ dáng, hắn bất đắc dĩ cười cười, được rồi được rồi, sao còn suy ngốc đâu. Thúy Bình nghe vậy cũng là bất đắc dĩ cười, nhưng còn không phải là si ngốc sao. Lại nói tiếp này vẫn là vương phu nhân trước nói khởi, ai biết cho nàng loại trong lòng dường như. Chuyện này nhưng bối rối nàng thật nhiều thiên đâu. Cũng có thể thật là chính mình suy nghĩ nhiều, nàng quay đầu nhìn nhìn đã hô hô ngủ nhiều khuê nữ, cũng là, liền như vậy một bé gái qua, khẳng định là chính mình suy nghĩ nhiều. Nếu nghĩ kỹ, Thúy Bình cũng không rối rắm, cùng Trượng phu trở về ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, vu gia người đều là cần mẫn người, thiên cũng chính là mới vừa tờ mờ sáng, toàn gia đều lục tục đi lên. Với lão nhị thấy cha mẹ thê tử đều có chút gầy, nghĩ đi trên núi đi dạo tìm điểm món ăn hoang giả bổ bổ thân mình. Cho nên hắn sáng sớm liền mang theo điểm lương khô liền lên núi, vốn dĩ Thúy Bình không quá yên tâm hắn đi, rốt cuộc phía trước đám kia người xấu chính là tàn tới rồi trên núi. Nhưng là với lão nhị nói vương đại nhân đã sớm phái người đem những người đó tận diệt, nói nữa, kia trên núi đều là hắn đi khắp liền tính là thực sự có gì cũng có thể tự bảo vệ mình. Tóm lại là Ninh bất quá hắn, Thúy Bình chỉ phải dặn dò hắn nhất định phải sớm chút trở về, với lão nhị miệng đầy bảo đảm mới khiên cung tiễn xuất phát. Ai biết chờ đến trời tối, cũng không thấy hắn trở về, này nhưng lo lắng toàn gia. Với lão cha một phách cái bàn, không thể như vậy làm chờ, lên núi. Hảo! Với lão đại bọn họ đều đi theo đứng dậy. Đoàn người vừa đến cửa, liền nhìn đến với lão nhị đã trở lại, hắn không phải chính mình trở về bối thượng toàn cổng một người sao lập đây là với lão thái hoảng sợ nhìn với lão nhị bối thượng người cũng thấy không rõ bộ dáng chỉ là nghe một cổ tử mùi máu tươi cha mẹ trước đem người đưa trong phòng đi với lão nhị cổng như vậy một cái thành niên nam nhân xuống núi tới mệt mồ hôi đầy đầu hảo 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 với lão thái chạy nhanh tránh ra vị trí mang theo mấy cái con dâu nhanh chóng đem phía trước lâm tiểu thiếu gia trụ phòng thu thập thu thập làm với lão nhị đem người tạm thời an trí hạ. Tương đương lão nhị đem người phóng tới trên giường, mọi người mới thấy rõ đây là trung niên nam tử, trên người quần áo đều nhìn không ra vốn dĩ nhan sắc, bị nhánh cây đều mau quát thành điều, còn tất cả đều là vết máu nước bùng. Với lão nhị đi bên ngoài rửa mặt, mới có không tiến vào cho đại gia giải thích. Nguyên lai like hắn hôm nay vừa lên núi liền đi trước phía trước gà rừng thỏ hoang thường xuất hiện mấy cái địa phương đi nhìn nhìn, trải qua một cái thợ săn hố thời điểm nghe được bên trong có động tĩnh chỉ là cái này thợ săn hố là người trong thôn thiết, giống nhau đối với người khác săn hố, hắn là không chạm vào, cho nên với lão nhị cái thứ nhất ý tưởng chính là đi ngang qua. Nhưng thực mau hắn liền phát hiện không thích hợp, hắn ở thợ săn hố chung quanh thấy được mảnh vải, hắn thực mau liền phản ứng lại đây, sợ không phải có người rơi vào đi đi. Lúc ấy cũng không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, hắn hướng thợ săn hố bên kia đi đi, quả nhiên phát hiện chung quanh có dấu chân, tiếp theo liền nhìn người nọ ở thợ săn hố hơi thở thoi thóp ta nhìn hắn không phải chúng ta trong thôn người cũng không biết sao tới ta nơi này hắn sẽ không theo phía trước đám kia người là một đám đi thúy bình có chút lo lắng tuy rằng đều nói đám kia người bị tận diệt nhưng là vạn nhất rơi rất một cái hai cái đâu nàng vừa dứt lời trong phòng liền bao phủ chút khẩn trương không khí với lão cha cùng với lão thái nhìn nhau bọn họ không nghĩ gây chuyện cũng không nghĩ xen vào việc người khác chỉ ngóng trong toàn gia tốt tốt đẹp đẹp quá là được khi ta cũng không thể thấy chết mà không cứu a à với lão tứ nhỏ giọng nói, hơn nửa người này nhìn nửa chết nửa sống, liền tính là rơi rớt một cái hẳn là cũng sẽ không đối chúng ta tạo thành gì ảnh hưởng đi. Với lão cha nghĩ nghĩ, nếu thật là người xấu, kia ta vẫn là đến báo quan. Đột nhiên trên giường nam nhân gian nan ra tiếng, đừng, đừng báo quan. Mọi người giật nảy mình, sôi nổi xem qua đi. Chỉ thấy này nam nhân không biết khi nào tỉnh, che lại trên người miệng vết thương muốn đứng dậy, bị với lão nhị cấp đè lại, người hiện tại còn không thể động hắn cũng chưa thấy cả người thương thành như vậy còn nghĩ rời giường đừng nam nhân đau cả người đổ mồ hôi lạnh trong thanh âm mang theo một chút khẩn cầu đừng báo quan ta ta không phải người xấu nhà ai người xấu cũng sẽ không nói chính mình là người xấu ngô thị nhỏ giọng nói thầm nói thúy bình nhẹ nhàng kéo kéo nàng ống tay áo ý bảo nàng bớt tranh cãi mặc kệ như thế nào trước cứu người đi với lão cha lập tức quyết định thỉnh hồ thúc đến xem trước không đề cập tới báo không báo quan liền hắn cái dạng này ít nhất trước mắt là cấu không thành uy hiếp. Với lão tam gật gật đầu, đi trước thỉnh trong thôn xích cước đại phu hồ thúc đi. Đối ngoại trước nói chính là bà con xa thân thích, một đường chạy nạn tới, cũng coi như là có thể nói đến qua đi. Đều biết hiện giờ thế đạo không yên ổn, hồ thúc cũng không nhiều hỏi đến gì, trước cấp người này thượng dược lại khai uống dược. Nam nhân trên người đồ dược, cũng không biết là đau vẫn là mệt mỏi, hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Hồ thúc lặng lẽ đem với lão cha kêu đi ra ngoài, nhỏ giọng nói nói mấy câu mới cổng tiểu hồng thuốc rời đi tương đương lão cha lại trở lại phòng thời điểm nhìn hôn mê nam nhân sắc mặt có chút trầm trọng thẳng đến từng người trở về phòng với lão thái ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường mới mở miệng dò hỏi hắn đã xảy ra gì sự với lão cha đem hồ thuốc lời nói cho nàng nói một lần trên người hắn vài chỗ đều là đau kiếm thượng a à. với lão thái hoảng sợ nguyên bản chỉ là cho rằng ở trên núi lạc đường mới lộng này một thân thương đâu khi hiện tại xem ra, lạc đường có thể là thật sự lạc đường, nhưng là lạc đường phía trước đã xảy ra gì sự thật đúng là khó mà nói. Với lão thái thấp thỏm bất an, sẽ không thật là người xấu đi. Với lão cha nhìn nàng một cái, sắc mặt trầm trọng, chờ ngày mai nhìn xem đi. Thật sự không được nói, nên báo quan vẫn là muốn báo quan. Chương 211 thẻ người tốt. Cứ như vậy, hai vợ chồng già đều hoài tâm sự không ngủ hảo, đặc biệt là với lão thái cả đêm cơ hồ là không ngủ, ngày mới lượng liền ngồi lên nàng nhìn nhìn bên cạnh lão nhân nói chờ ăn cơm làm lão đại mang theo ngươi đi báo quan đi mặc kệ người này là tốt là xấu giao cho quan phủ liền mặc kệ nhà bọn họ sự với lão cha cũng đi theo ngồi dậy không được này nếu là thật là người xấu hắn đều biết nhà ta ở nơi nào vạn nhất trộm đi ra tới lại trả thù ta như vậy dạng chó cùng rất dậu cũng không phải không có khả năng với lão thái vừa nghe càng sợ hãi kia sao chỉnh nàng nhịn không được oán trách lão nhị sao nhặt như vậy cái tai họa trở về a à? lời nói cũng không thể nói như vậy với lão cha không như vậy tưởng lão nhị nếu là thấy chết mà không cứu mới làm người thất vọng buồn lòng đâu với lão thái cũng biết là đạo lý này nhà bọn họ bốn cái nhi tử tuy rằng không nói nhiều thông minh nhưng đáy lòng đều là cái đỉnh cái thiện lương đặc biệt là lão nhị từ nhỏ liền không thể gặp người khác chịu khổ trên bàn cơm toàn gia đều có chút trầm mặt sau khi ăn xong với lão nhị bưng cơm chén đi xem nam nhân kia hắn đẩy cửa tiến vào lúc sau nhìn đến nằm ở trên giường sắc mặt tái nhật nam nhân nghĩ thầm này đừng thật là cái người xấu đi đang lúc hắn xuất thần thời điểm liền nghe được trên giường nam nhân ho khan một tiếng hắn phục hồi tinh thần lại bưng chén đi qua ăn một chút gì đi với lão nhị cầm chén trước phóng tới một bên theo sau đem nam nhân đỡ ngồi dậy còn không quên đem gối đầu hướng hắn eo hạ phóng một phóng làm hắn dựa vào điểm nam nhân môi sắc bạch không thể lại trắng, đoan quá nước cơm chén có chút do dự. sao lạp? sao không uống a? À? với lão nhị không lý giải, nghi hoặc nhìn về phía hắn. nam nhân liệt miệng cười cười, không có việc gì. hắn dứt lời liền bưng chén không mấy khẩu liền uống thấy đế. với lão nhị thấy thế nghĩ thầm ăn uống còn xem như không tồi, hắn tiếp nhận chén phóng tới một bên. hắn chính tính toán như thế nào nói bóng nói gió hỏi một chút người nam nhân này lai lịch, liền nghe được nam nhân trước đã mở miệng cảm ơn ngươi đã cứu ta, chờ ta thương tốt một chút, ta liền đi, tuyệt không cho các ngươi thêm phiền toái, bất quá ta không phải người xấu, chỉ là có chút bất đắc dĩ khổ trung, tạm thời không thể báo quan. Nam nhân nói xong những lời này liền thở hỗn hển, có thể thấy được thân mình suy yếu tới rồi cực hạn. Với lão nhị thấy thế vội cho hắn thuận. Thuận khí, ngươi trước an tâm trụ hạ, chờ thương hảo rồi nói sau. Hai người khi nói chuyện, với lão cha cùng với lão thái vào được, bọn họ hai vợ chồng già cũng không hiếm thấy người, xem người cũng coi như là chuẩn, này nam nhân toàn thân tuy rằng có lệ khí, nhưng là nhìn hẳn là không phải người xấu, chỉ là khóe mắt một đạo sẹo làm hắn nhìn có chút hung. Bọn họ cũng làm không ra dưới tình huống như vậy đuổi người đi sự tình tới, cho nên nam nhân tạm thời cũng liền trụ hạ. Hơn nữa bọn họ cũng biết tên của nam nhân kêu hàng thúc, bất quá là tên thật hay là tên giả cũng không biết. Chỉ là nhân gia nói kêu hàng thúc, kia bọn họ mấy đi theo kêu hàng thúc là được. Hàng Thúc Thương hảo một chút lúc sau, lời nói cũng trở nên nhiều chút, chẳng qua Vu gia người sẽ không thật sự cùng hắn một cái lai lịch không rõ người thổ lộ tình cảm, mà Hàng Thúc tự hồ cũng là trong lòng biết rõ ràng cũng không có để ý nhiều. Đối ngoại tắc vẫn là phía trước một đạo lý do thoái thác, liền nói này Hàng Thúc là chạy nạn trước một cái bà con xa thân thích, trên đường chạy tan, phía cửu tử nhất sinh lúc sau mới cùng bọn họ đoàn tụ tương nhận. Trong thôn người đều tâm thuần phát, khi nghe thấy cái này giải thích cũng không có hỏi nhiều hai câu. Hôm nay hàng thúc ngồi ở dưới mái hiên trên ghế nằm nhìn thiên, theo sau ánh mắt bị trong viện một lớn một nhỏ cấp hấp dẫn ở ánh mắt. Đây là ngươi khuê nữ. Với lão nhị chính phủng khuê nữ nâng lên cao đâu, hai cha con đều cười thoải mái, nghe được hàng thúc nói hắn gật gật đầu, rất là kiêu ngạo nói, đúng vậy, ta khuê nữ. Này tiểu nữ qua lớn lên cũng thật tuấn, hàng thúc tự đáy lòng khen nói, về sau trưởng thành khẳng định đẹp. Này nếu là đổi làm những người khác khả năng đã sớm ngượng ngùng, nhưng là việc này phát sinh ở chỗ lão nhị trên người, cái gì ngượng ngùng kia thật là một chút đều không có. Hắn không chỉ có không có, còn cảm thấy đương nhiên, hắn khoe nữ đẹp như vậy, có người tuệ nhãn như đuốc cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng thật ra với lý lý dẫu dẫu cái miệng nhỏ, hừ, đừng tưởng rằng nói hai câu dễ nghe, nàng là có thể tha thứ người này chiếm cấp xinh đẹp ca ca lưu phòng. Hàng thúc còn không biết mà chính mình làm cái gì chọc tới này tiểu nữ hoa, Vốn đang vô cùng cao hứng tiểu gia hỏa lúc này thậm chí liền nhiều xem chính mình liếc mắt một cái đều không muốn, nếu là hắn không nhìn lầm nói, này tiểu hài nhi hẳn là hướng chính mình mắt trợn trắng. Này tiểu hài nhi cũng thật đậu. Hàng thúc tiểu biết nói. Nhưng là ở chỗ lý lý trong lòng, người này chính là chiếm chính mình xinh đẹp ca ca phòng người, nàng từ trước đến nay là phân rõ ràng, cũng nhớ rõ ràng. Đó là, ta khuê nữ từ nhỏ liền thông minh. Lão nhị. Sau lưng truyền đến với lão thái quát lớn thanh âm, một lớn một nhỏ đồng thời quay đầu đi, chỉ thấy với lão thái không biết gì thời điểm đã đứng ở nơi đó. Chờ nhìn đến với lão thái sắc mặt thời điểm, với lão nhị cường đánh tinh thần thật cẩn thận mà cười nịnh nọt. Chỉ là với lão thái sắc mặt nhìn cực kỳ không tốt, cũng là phía trước cha mẹ đều nói tận lực thiếu căn hàng thúc nói chuyện tiếp lời. Tới, nãy nãy ôm một cái. Với lão thái biến sắc mặt tốc độ đều làm ở đây vài người đều sửng sốt một chút chỉ có với Lý Lý đã thích tình cảnh này, chính mình bị nải nải ôm, mệt mỏi liền đem đầu nhỏ dựa vào chính mình nải nải trên vai. Hai tay trống trơn với lão nhị khờ khạo gãi gãi đầu cũng không dám nói chuyện. Với lão thái cũng liền nhìn hai mắt hàng thúc, lúc sau liền ôm Lý Lý trở về phòng. Tổ tôn hai người mới vừa trở lại trong phòng, với lão thái liền hung hăng thở vào nhẹ nhõm, kỳ thật nàng đối hàng thúc vẫn là rất đánh sợ. Liền như vậy rõ ràng cái gì cũng chưa làm, nhưng là chính là cảm thấy hắn một đôi mắt ẩn giấu quá nhiều đồ vật sợ là liền phong đều không xứng thăm dò. Lý lý, ta không cùng hắn chơi. Với lão thái đè thấp thanh âm, e sợ cho trong viện người nghe được. Với lý lý luôn luôn ngoan ngoãn, gật gật đầu, ngẩn. Thật ngoan, với lão thái vừa lòng cười cười, theo sau lại hận sắc không thành thép nói, cha ngươi chính là thật sự, gì đều ra bên ngoài nói. May mắn lý lý không theo hắn, bằng không nàng cũng chưa mà khóc đi. Với lý lý thấy nải nải cho mày, nàng vương tay nhỏ nhẹ nhàng sờ sờ nải nải mày, tưởng cho nàng vuốt phẳng. Với lão thái biết nàng ý đồ, trong lòng mềm mục, nắm chặt nàng đến tiểu béo tay hôn hôn. Lý Lý, với lão thái nghĩ nghĩ, hạ giọng nói, ngươi cảm thấy cái nào hàng thúc là người xấu sao? Từ nhà bọn họ thu lưu người này, hắn trừ bỏ nói chính mình là người tốt ở ngoài liền rốt cuộc chưa nói quá khác. Cho nên bọn họ đến bây giờ cũng không biết mà người này rốt cuộc là cái gì địa vị, như thế nào có thể không phòng bị a. À. Với Lý Lý sao không nháy mắt ba đôi mắt, người tốt với lão Thái nghe vậy cũng thoáng có chút yên tâm, nếu Lý Lý nói là người tốt, kia khẳng định là người tốt, đừng hỏi nàng vì sao như vậy tin tưởng Lý Lý nói, đó là bởi vì Lý Lý là phúc tinh bái. Là người tốt là được, bằng không. Chương 212 Tam Căng Thỏi Vàng Hàng Thúc vẫn luôn lưu tại vu gia dưỡng thương, với lão Thái không như thế nào cho hắn sắc mặt tốt, nhưng cũng không có khắc khe quá hắn, chỉ ngóng trong hắn dưỡng hảo thương lúc sau liền chạy nhanh rời đi. Tuy rằng nhà mình tiểu cháu gái nói người này không phải người xấu, nhưng là tổng như vậy ở tại chính mình trong nhà, liền cảm thấy ai là cái tai họa ngầm. Vì không cho người khác phát hiện, với lão thái cũng không làm hàng thúc ra cửa, liền lưu tại trong nhà dưỡng thương. Còn đem với lão nhị lưu tại trong nhà để ngừa vạn nhất, rốt cuộc nếu là bọn họ huynh đệ bốn cái đều đi rồi, liền dư lại các nàng này đó già trẻ phụ nữ và trẻ em, vạn nhất nếu là thực sự có điểm gì sự, cũng không có giúp đỡ. Thời gian từng ngày qua đi, hàng thúc cũng đã xuống giường đi lại, với lão thái trong lòng tính toán chờ hôm nay giữa trưa ăn xong rồi cơm, nàng liền đi đuổi người. Không duyên cớ chiếu cố hắn lâu như vậy, đã kim cương tận tình tận nghĩa. Với lão thái quyết định chủ ý, ai biết tương đương lão nhị đi cấp hàng thuốc đưa cơm thời điểm phát hiện trong phòng không có một bóng người, căn bản không có hàng thuốc bóng dáng. Hơn nữa trên giường đệm chăn đều thu thập sạch sẽ, cũng không biết người là gì thời điểm đi ra ngoài, bọn họ thế nhưng một chút đều không có nghe được động tĩnh. Gì? không phải nói bằng không hắn ra cửa sao. Với lão thái nhíu mày sốt ruột cắn răng, theo sau chạy nhanh chỉ huy nhi tử tức phụ đi tìm, này vạn nhất làm người phát hiện nhà ta ẩn giấu người, còn không biết muốn nháo ra chuyện gì tới đâu. Hảo hảo hảo. Với lão nhị bọn họ cầm chén đổ phóng tới trên bàn, sốt ruột hoảng hốt liền ra cửa đi tìm hắn. Thời gian này điểm đúng là từng nhà ăn cơm thời điểm, trên đường cơ hồ là không gì người, liếc mắt một cái nhìn lại trống rỗng. Với lão thái cùng với lão cha tuổi lớn chân cẳng không nhanh nhẹn liền lưu tại trong nhà chờ, chỉ là với lão thái sốt ruột đi tới đi lui, trong lòng đã tính toán ra vài loại khả năng. Được rồi, ngươi cũng ngồi xuống nghỉ sẽ đi. Với lão cha bất đắc dĩ mở miệng nói, chủ yếu là nàng như vậy lúc ẩn lúc hiện, hoảng hắn đau đầu. Ngươi nói hắn sẽ không thật là cái người xấu đi. Với lão thái càng nghĩ càng sợ hãi, hắn sẽ không hại người đi. Người này thế nhưng buồn không hé răng liền chuồn ra đi, này nếu là chạy đến trong nhà người khác đi nhưng sao chỉnh a à. Với lão cha cũng lo lắng cái này, nhưng hắn cũng không muốn đem sự tình hướng hỏng rồi tưởng, lý lý không đều nói hắn là người tốt sao. Lạc, với lão thái nghe vậy ở trong lòng an ủi chính mình, lý lý nói là người tốt, kia hẳn là cũng không chạy. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng với lão thái vẫn là sầu ngồi không được. Ước chừng lại đây nửa canh giờ, cửa có động tĩnh hai vợ chồng già chạy nhanh đứng dậy qua đi. Chỉ thấy với lão nhị bọn họ mấy cái mồ hôi đầy đầu đã trở lại, thấy bọn họ nhị lão đứng ở cửa cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Không tìm được. Với lão thái truy vấn. Liền nhân ảnh tử đều không có. Với lão nhị đi đến bên cạnh bàn đổ ly trà lạnh ừng ực ừng ực cuốn lên vài khẩu còn nói thêm, hắn hẳn là dưỡng hảo thương đi rồi. Khi hắn phải đi sao không trên một tiếng đâu. Thúy Bình cũng có nghi vấn, người này sẽ không quan minh chính đại cùng bọn họ nói một tiếng sao. Với lão nhị nghĩ nghĩ, ta đi hắn trong phòng nhìn xem. Hắn đi xem có hay không gì manh mối, tồn tại hàng thúc có hay không lưu lại cái gì. Vài người khác cũng chạy nhanh đi theo đi qua, cơm tới tìm đi cũng không gặp cái gì giấy thư, với lão nhị cũng cảm thấy chính mình không biết nhìn người, ủ rũ cục đuôi một mông ngồi xuống trên giường. Thực mau hắn liền cao mày đi lên, duỗi tay ở vừa mới trên giường sờ sờ, theo sau rầm một tiếng đem chăn đều xốc lên. Đãi mọi người thấy rõ đệm chăn hạ đồ vật khi đều khó có thể tin mở to hai mắt. Ước chừng qua 15 phút, toàn gia vây quanh cái bàn ngồi, đều nhìn không chớp mắt nhìn trên bàn đồ vật. Cái này. Với lão cha há miệng thở dốc, hơn nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới. Vẫn là với lão thái trước hết phản ứng lại đây, trước làm con dâu đi đem đại môn đóng lại, lúc sau mới chuyển hướng nhi tử, lão nhị, người bối hắn trở về thời điểm có hay không phát hiện mấy thứ này. Không có, với lão nhị đúng sự thật lắc đầu, lại nhìn mắt trên bàn song song phóng tam căng thỏi vàng, lúc ấy hắn cứu người sốt ruột, cũng không nghĩ phiên hắn thân linh tinh cho nên hắn thật đúng là không có nhìn đến mấy thứ này này có thể hay không là lâm tiểu thiếu gia phóng ngô thị nghĩ nghĩ nói hẳn là sẽ không thúy bình nói lâm tiểu thiếu gia không đạo lý trọng phóng này mấy cây thỏi vàng lâm tiểu thiếu gia giống nhau có thứ tốt đều là trực tiếp đưa cho lý lý hoặc là phóng tới lý lý tiểu túi tiền đem thỏi vàng phóng tới đệm chăn hạ không giống như là hắn làm những người khác cũng sôi nổi ứng hòa xác thật không giống như là lâm tiểu thiếu gia phóng. Nói như vậy tới, cũng chỉ có thể là hàng thuốc phóng. Đây là hắn báo đáp chúng ta tiền. Ngô thị cùng mặt thị các nàng mấy cái nhìn nhau, đều có chút kích động, đây chính là tam căn thỏi vàng đâu, có thể đổi không ít bạc, có này tam căn thỏi vàng, kia bọn họ nhật tử có thể càng tốt quá một ít. Trước mặt kệ mặt khác, với lão thái thấy nói mọi người đều nói không nên lời cái nguyên cớ, như vậy đi, này hoàng kim trước phóng, nếu hắn mặt sau tới lấy, ta liền cho hắn, nếu là hắn không tới kia lại nói mọi người sôi nổi gật đầu đồng ý kỳ thật bọn họ đều cảm thấy này hẳn là hàng thúc cố ý để lại cho bọn họ chỉ là người này vừa ra tay chính là tam căng thỏi vàng có thể đem thỏi vàng đặt ở trên người người tất nhiên lai lịch không nhỏ cứu hắn cũng không biết là tốt là xấu việc này cứ như vậy quyết định với lão thái tự mình đem tam căng thỏi vàng phóng tới khăn cuốn cuốn lúc sau phóng tới chính mình trát việc này ai cũng đừng ra bên ngoài nói đều cho ta lạng đến trong bụng với lão thái trầm khuôn mặt dặn dò nói nghe được không biết biết bảo đảm không hướng ngoại nói với lão nhị vội đồng ý tới những người khác cũng chạy nhanh phụ họa đều biết sự tình nghiêm trọng tính ai cũng không dám ra bên ngoài nói thời điểm mấu chốt bọn họ nhất trí đối ngoại vốn dĩ vu gia người còn thấp thỏm mấy ngày chỉ là liên tiếp qua vài thiên đều là gió êm sóng lặng chậm rãi đại gia hỏa liền đem việc này vứt chi sau đầu mà với lão nhị cũng thu thập đồ vật đi trong huyện Vốn dĩ ở lâu mấy ngày nay chính là cấp dẫn đầu tố cáo giả, cũng không hảo lại nhiều trì hoãn, trưa hôm đó liền trở về. Với lão cha theo thường lệ mỗi ngày xuống ruộng nhìn xem khoai tây mọc, mà với lão thái các nàng mấy cái sợ ở trên núi gặp được gì người, cho nên vẫn luôn không đi trên núi đào rau dại đào dược liệu. Ai biết nhân gia dược phòng thật đúng là nhớ thương bọn họ đào dược liệu, trùng hợp Thúy Bình các nàng mấy cái đi trấn trên thời điểm gặp được dược phòng trưởng quầy, nhân gia còn hỏi các nàng gì thời điểm lại cấp dược phòng đưa dược liệu đâu thúy bình trở về cùng với lão thái nói việc này với lão thái lập tức nói tốt làm trong nhà nhân sâm nên đào đi đào một đào cấp dược phòng đưa qua đi liền thành trong nhà phía trước loại nhân sâm tính nhật tử cũng chính là trong khoảng thời gian này là có thể đào đến lúc đó đưa đến dược phòng nói không chừng cũng có thể đổi chút bạc ta đây đi đào đào xem thúy bình gật gật đầu từ góc cường lấy ném vũ khí cho nhau sự liền đi qua những người khác cũng tò mò đều theo qua đi đều muốn nhìn một chút nhà mình loại nhân sâm lớn lên như thế nào. Với lão thái thấy thế trước cho bọn hắn hàng hàng chờ mong, ta nhà mình loại, mặc kệ gì dạng đều là tốt. Chương 213 đi theo tao ương. Toàn gia đều vây quanh xem, Thúy Bình thật là có chút khẩn trương, nàng đem sẻn cho cha chồng, cha, vẫn là ngài đến đây đi. Nàng tự giác thối lui đến một bên, đem vị trí cấp với lão cha để lại ra tới. Hành, ta tới, với lão cha hướng trên tay phun ra nước miếng, sau đó chà sát tay, cầm sẻn bắt đầu đào. Một sẻn đi xuống cái gì cũng không có đào ra, hắn lại tiếp theo đào hai hạ vẫn là cái gì cũng không có phát hiện. Vây quanh vài người sắc mặt đều có chút không hảo, sẽ không sự căn bản không mọc ra người tới tham đi. Với lão cha cũng có chút nhục chí, vốn đang nghĩ mặc kệ như thế nào, người này tham khẳng định là có thể mọc ra tới một chút, chẳng sợ tiện tay đầu ngón tay như vậy trường cũng tốt hơn không có A. À. Hắn không tin tà hướng bên cạnh xê dịch, vừa định tiếp tục đào, lại bị với lão thái cấp ngăn trở trước chờ một chút với lão thái xua xua tay theo sau nhìn về phía thúy bình lão nhị tức phụ ngươi đem lý lý ôm lại đây thúy bình tuy rằng không biết bà bà phải làm gì nhưng vẫn là nghe liền về phòng đi ôm lý lý đi với lý lý mới vừa tỉnh ngủ còn không có phản ứng lại đây đã bị chính mình nương cấp ôm tới rồi trong viện nàng vừa nghe nguyên lai like là muốn đào nhân xâm a à, với lý lý dương cái miệng nhỏ đánh cái tú khí ngáp theo sau duỗi tay tùy ý một lóng tay với lão thái cùng với lão cha nhìn nhau với lão cha gật gật đầu, triều lý lý chỉ địa phương thật cẩn thận đào đi xuống. Thật là có. Với lão cha đã thấy được nhân sâm lộ ra tới một ít, hắn kích động đem sẻn phóng tới một bên, liền sợ đem nhân sâm cấp đào chặt đứt. Hắn cong lưng dùng tay cẩn thận đem nhân thân bên cạnh thổ cấp bào đi ra ngoài, thực mau cả người tham liền lộ ra tới. Này cũng thật không nhỏ. Với lão thái kích động nhếch miệng cười, người nọ tham ước chừng có tay nàng trưởng như vậy trường. Những người khác cũng hưng phấn mở to hai mắt, chỉ có với lý lý khuôn mặt nhỏ thượng không có chút nào gợn sóng thậm chí còn ngáp một cái nàng mới vừa tỉnh ngủ lúc này đầu óc còn chuyển bất động đâu thấy đại gia hỏa đều như vậy vui vẻ nàng cũng không có tham dự mà là ôm chính mình nương cổ qua ở nương trong lòng ngực lý lý trừ bỏ cái này còn có sao với lão thái hỏi chỉ thấy với lý lý tùy tay chỉ vài cái địa phương mọi người vừa thấy liền vui vẻ này cũng quá cao sản đi lý lý chỉ địa phương đều đến có bốn năm chỗ mặt khác trước không đào, với lão thái nghĩ nghĩ, dù sao thứ này lớn lên ở nhà mình trong viện, chờ đến dùng thời điểm lại đào, như vậy cũng không cần sợ người ngoài nhớ thương, còn có thể làm nhân sâm lại trường một trường, đến lúc đó đào thời điểm khẳng định so cái này còn muốn đại. Những người khác không có phản bác, sự tình liền như vậy định ra. Với lão thái các nàng đem này cây nhân sâm bắt được trong phòng đi, làm với lão cha đem vừa rồi đào thổ lại điền trở về, đừng làm cho người đã nhìn ra. Sáng sớm hôm sau, với lão cha liền đem nhân sâm bắt được trấn trên đi bán, ước chừng bán có 15 lượng bạc. Đây chính là một bút không nhỏ con số, hoàn toàn vượt quá lão vu gia tưởng tượng. Đặc biệt là tưởng tượng đến trong viện còn có vài cái 15 lượng, liền càng thêm kích động vui vẻ. Bất quá với lão thái vẫn là luôn mãi dặn dò mấy cái con dâu nhất định không cần lậu tài, tục ngữ nói không sợ tặc trộn liền sợ tặc nhớ thương, mấy cái con dâu tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, liên tục bảo đảm giữ kín như bưng. Có này 15 lượng bạc lúc sau, các nàng cũng có thể đem phía trước đi trong thị trấn khai cửa hàng sự tình đề thượng nhật trình, hơn nữa phía trước lâm tiểu thiếu gia cấp, còn có trong nhà tích cóp, ước chừng có thể tới trong thị trấn mua một gian cửa hàng, nếu là vận khí tốt chút, nói không chừng còn có thể mua một chỗ mang theo sân. Đến lúc đó vội thời điểm cũng có thể có cái địa phương đặt chân, cũng không cần qua lại chạy. Thương lượng hảo lúc sau, khiến cho với lão cha mang các nàng mấy cái đi trấn trên tìm kiếm tìm kiếm, xem có hay không thích hợp địa phương. Chỉ là ai ngờ này mua cửa hàng chính là cái có chú trọng, không thể mua quá quạng cua ẻ địa phương, cũng không thể chọn cái loại này quê nhà quan hệ không tốt, hơn nữa các nàng tưởng mua chính là thức ăn, cho nên tốt nhất chung quanh không có bán. Nhiều thế này khung sáo đều hơn nửa lúc sau, này mua cửa hàng sự tình liền biến phức tạp lên. Liên tiếp đi dạo ba ngày đều không có cái tin tức, với lão thái các nàng đều có chút mệt mỏi, này mỗi ngày thiên sáng người liền xuất phát, tới rồi thái dương mau xuống núi thời điểm mới trở về, hơn nửa một ngày phần lớn thời gian đều ở chuyển động này ba ngày xuống dưới chân đều mệt tế ban đêm đại gia hỏa đơn giản ăn điểm cơm liền từng người về phòng này cũng quá phiền toái với lão cha xoa xoa lên men chân nhưng không hảo tìm với lão thái cũng là chân toan bất quá nàng xem đến khai vạn sự khởi đầu nan này bước đầu tiên khẳng định khó bất quá nàng tin tưởng chỉ cần là khai cái này đầu nhi kế tiếp sự tình liền dễ làm với lão cha gật gật đầu hắn rất thói quen nghe theo với lão thái nói, hành, kia ngày mai ta chính mình đi xem, các ngươi liền ở nhà trước nghỉ ngơi một chút đi. Hắn hôm nay liền nhìn mấy cái con dâu rõ ràng có chút mỏi mệt, đặc biệt là hiện tại lão tam tức phụ bụng đã hiện, đem lý lý cùng lão tam tức phụ lưu tại trong nhà cũng không thể yên tâm. Với lão thái nghĩ nghĩ, bằng không ngày mai liền trước đừng đi, chờ hậu thiên ta bồi ngươi một khối đi. Không cần, ta ngày mai liền trước đi dạo, hỏi thăm hỏi thăm giá thị trường, với lão cha chính mình đè đè chân lúc sau, lại đem với lão thái chân kéo đến chính mình trên đùi, duỗi tay cho nàng đè đè, ngươi liền ở nhà cùng con dâu nghỉ ngơi đi. Với lão thái cười cười, lão già này tuy rằng ngày thường nhìn sản không thế nào nói chuyện, nhưng là không lo nhi tử con dâu mặt khi, miệng vẫn là rất sẽ nói. Với lão cha bị nàng xem ngượng ngùng, khờ khạo cười cười. Có lẽ là ban ngày đều mệt mỏi, đêm nay đại gia hỏa đều ngủ đến phá lệ trầm, một đêm không mộng đến bình minh. Ngày mới tờ mờ sáng thời điểm, với lão cha liền cầm lương khô đi trấn trên, quả nhiên hắn cũng là bạch đi một chuyến, hoặc là tìm cửa hàng vị trí không hảo bằng không chính là vị trí hảo nhưng là không mang theo sân, bằng không chính là giá cả quá cao, tóm lại là không có tìm được thích hợp. Hơn nữa hắn trở về thời điểm còn mang về tới một cái không tốt lắm tin tức. Gì? Muối lái buông. Với lão thái nghe xong với lão cha nói lúc sau, khiếp sợ cọ lập tức đứng lên. Với lão cha ý bảo nàng nói nhỏ chút, lại đem người đưa tới, hắn lôi kéo với lão. Thái làm nàng ngồi xuống, đè nặng thanh âm đêm hôm nay ở trấn trên nghe tới tin tức lại cho các nàng nói một lần, hình như là nói phía trước muối lái buông không trảo toàn. Kia, cái kia hàng thúc. Thúy Bình nói không có nói xong, đại gia hỏa sắc mặt đều có chút không hảo. Này hàng thúc muốn thật là muối lái buông, kia bọn họ chẳng phải là cứu cái người xấu a? À? Với lão Thái nghĩ đến chính mình tàn tiền tráp còn có tam căn thỏi vàng, lúc này cũng cảm thấy là cái phỏng tay khoai lang kia sao chỉnh? Hắn nếu như bị bắt lại, có thể hay không đem nhà chúng ta cấp cung ra tới a? Ngô Thị sốt ruột nói, hắn cấp ta cũng là tiền tham ô đi. Mọi người sắc mặt ngưng trọng, nếu là này hàng thúc thật bị bắt lại, kia đến lúc đó nhà bọn họ thật đúng là khả năng đi theo muốn tao ương. Chương 214 thật bắt. Vu gia người liên tiếp vài thiên đều không an tâm tới, chỉ sợ vạn nhất này hàng thúc thật muốn là cái gì muối lái buông, đến lúc đó liên lụy bọn họ này toàn gia cứ như vậy độ cao khẩn trương hạ, đừng nói với lão cha cùng với lão thái như vậy thượng tuổi, ngay cả hoàng thị thúy bình các nàng này đó trẻ tuổi đều sắp chịu đựng không nổi. Ngay cả từ học đường trở về đại nha nhị nha các nàng đều cảm giác được trong nhà không thích hợp, một bên hống lý lý, một bên trộm xem các trưởng bối. Chỉ có với lý lý vẫn là cùng thường lui tới giống nhau ăn ngủ, ngủ ăn, quá hảo sinh nhàn nhã. Lý lý, ngươi biết trong nhà phát sinh gì sự sao? với đại nha đã nhìn đến nàng nương lần thứ ba bưng chậu rửa mặt trải qua nhìn kia mất hồn mất vía bộ dáng nàng đều đi theo lo lắng chỉ có thể xoay đầu tới nhìn về phía đang ở thưởng thức nàng mấy ngày này luyện chữ to muội muội bị điểm đến tên với lý lý đem ánh mắt từ viết siêu siêu vẹo vẹo tự thượng dời đi nghĩ thầm cuối cùng là không cần lại nhìn nàng này ba cái tỷ tỷ tự một cái không bằng một cái nhưng là có thể nhìn ra được đã thực nghiêm túc ở viết cho nên nàng chỉ có thể chịu đựng không thể đã kích các nàng lòng tự tin Lúc này nghe được đại tỷ tỷ hỏi chuyện, nàng mới có thể làm bộ làm tịch đem trong tay giấy buông, hàng thúc. Chính là bởi vì hàng thúc, gia gia nãi nãy cùng bá nương thẩm thẩm các nàng mới như vậy. Hàng thúc. Gì? Đại thụ. Với đại nha chưa từng nghe qua tên này, nàng cũng chưa thấy qua hắn, cho nên chỉ cho là lý lý đọc từng chữ không rõ ràng lắm. Trước cuộc lúc trước trong nhà cứu một cái người xa lạ, vì để ngừa vạn nhất, là liền các nàng mấy cái tiểu nha đầu đều gạt. Đại thụ làm sao vậy? nhà ai đại thụ? Với đại nha các nàng ba cái liếc nhau, nghĩ thầm chẳng lẽ là vì cái gì thụ? Đại thúc. Với lý lý nghe thấy cái này tân tên oai oai đầu nhỏ, đại tỷ tỷ cùng hàng thúc như vậy thuộc sao? Đều có nít nêm. Bất quá quản hắn kêu gì đâu, dù sao là một cái ý tứ là được. Bệnh, chạy với lý lý tưởng chính là một chuyện, nhưng là nói ra lại là mặt khác một chuyện, ai làm nàng hiện tại còn chỉ là cái tiểu oa nhi đâu, da da sầu. Ngô, nàng tỏ vẻ đủ rõ ràng đi. Hàng thúc bị bệnh, bệnh hảo lúc sau chạy, Gia Gia lo lắng hắn là muối lái buông bị trảo, cho nên phát sầu. Nhìn một cái, nhiều rõ ràng. Liền ở chỗ lý lý đối chính mình biểu đạt năng lực cảm thấy đắc chí khi, nhưng khổ với đại nha các nàng. Vì ngoạn ý. Với nhị nha nhỏ giọng nói thầm, chạy. Nàng đột nhiên mắt sáng trực lên, đại thụ bị bệnh bị người chém đi rồi, sau đó da da phát sầu. Bất quá các nàng gia trong viện thụ giống như cũng không bị chém A. À. Cứ như vậy, tỉ muội bốn cái từng người nói từng người, lừa đầu không đối đuôi ngựa nói nửa ngày. Nhà chính. Nếu không, ta đi trấn trên thám khính thám khính đi thôi. Với lão cha có chút ngồi không được, bọn họ đã ở trong nhà nghẹn ba ngày, liền đại môn cũng không dám ra, liền sợ nhân gia hỏi hàng thúc sự. Chính là như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp A. À. Này nếu là hàng thúc thật bị bắt, kia bọn họ cũng không thể ở chỗ này làm chờ khi đến chạy nhanh thu thập đồ vật trốn chạy. Không được, nếu là làm người nhận ra tới sao chỉnh. Với lão thái vẫn là cảm thấy không thể hành động thiếu suy nghĩ, nàng mấy ngày nay cũng là sầu ngủ không yên, liền buổi tối nằm mơ đều là nha môn đã tìm tới cửa. Bằng không, chúng ta đi cầu xin vương đại nhân. Với lão thái đem mong đợi ánh mắt chuyển hướng Thúy Bình. Vương đại nhân cùng vương phu nhân như vậy thích lý lý, nói không chừng có thể giúp một chút. Thúy Bình nghĩ nghĩ cũng không có khác biện pháp, đi theo gật gật đầu. Chỉ là cấp vương đại nhân vương phu nhân thêm phiền toái, còn không biết ảnh không ảnh hưởng bọn họ đối lý lý cái nhìn. Toàn gia cũng là không khác chú ý, bằng không cũng sẽ không nghĩ thỉnh vương đại nhân ra mặt, rốt cuộc chuyện này nói đến cùng vẫn là làm vương đại nhân đi theo khó xử. Nhưng là vì toàn gia an toàn, đây cũng là bất đắc dĩ biện pháp. Tới rồi buổi tối ăn cơm thời điểm, bọn họ càng là nghe được một cái kinh thiên đại lôi. Gì? đại nha ngươi nói gì ngô thị bén nhọn thanh âm vang lên với đại nha các nàng mấy cái hài tử bị hoảng sợ đặc biệt là đại nha sợ tới mức liền chiếc đũa đều bắt không được thấy liền gia gia nải nải đều khiếp sợ nhìn chính mình nàng không biết có phải hay không tự mình nói sai nàng lắp bắp đem vừa rồi thuận miệng lời nói lại lặp lại một lần chúng ta phu tử nói trấn trên bắt một cái người xấu sau đó có vài cái người xấu đều đi theo bị bắt nàng ấp úng nói xong lúc sau khẩn trương nhìn gia gia nải nải không biết chính mình nơi nào nói sai rồi thật thật bị bắt ngô thị sắc mặt trắng bệch chiếc đũa rớt tới rồi trên mặt đất cũng không rảnh lo nhặt một chút với đại nha sắp khóc chúng ta phu tử nói nàng nói xong liền bổ nhào vào bên cạnh hoàng thị trong lòng ngực hoàng thị cũng là biểu tình hoảng hốt có một chút không một chút vỗ nàng bối nhà chính chỉ còn lại có một mảnh yên tĩnh tam nha trong miệng cơm cũng không dám đi xuống nuốt với lý lý chớp chớp mắt to cơm cơm nàng thanh âm bừng tỉnh một phòng người với lão thái trước hết phản ứng lại đây cấp với lý lý trong chén gấp một khối mang thịt xương cốt nàng hiện tại có hàm răng có thể cắn rớt nhất nhất điểm điểm nhưng cũng không đến mức tạp đến cho nên hiện tại cũng dám làm nàng chính mình gặm điểm nhi ngày mai sáng sớm ta liền thu thập đồ vật đi với lão cha nghe vậy thật lâu sau mới gật gật đầu thở dài trước mắt tốt nhất biện pháp chính là chạy nhanh dọn đi đi càng xa càng tốt khi bọn họ bốn cái sao chỉnh Hoàng thị vẽ mặt đưa đám, với lão đại bọn họ huynh đệ bốn cái còn đều ở trong huyện làm việc đâu. Với lão cha cao mày nghĩ nghĩ, ngày mai sáng sớm chúng ta liền đi trong huyện, cùng lão đại bọn họ hội hợp lúc sau lại một đường hướng đông đi, nói như vậy nha môn người liền tính là tìm được nhà ta tới, cũng là một đông một tây, nói không chừng còn có thể cấp ta càng nhiều thời giờ. Lão nhân, ngươi nói ta chính là cứu cá nhân, với lão thái mặt ủ mày ê nói, tổng không thể thật đem ta đều quan. Ngại với còn có mấy cái cháu gái ở, với lão thái mới không đem đại lao hai chữ nói ra, nhưng là ở đây người đều nghe được minh bạch. Khó mà nói, dù sao cũng là phiến muối, đây chính là muốn rơi đầu, với lão cha tưởng nhiều một ít, mặc kệ như thế nào, ta đều đến đi. Lưu lại nơi này liền tính không phải tử tội, kia cũng đến quan đi vào, đến lúc đó liền tính là ra tới, thanh danh này cũng không tốt. Hơn nữa đều biết bọn họ cùng vương đại nhân là thân thích, nói không chừng đến lúc đó còn phải liên lụy đến vương đại nhân. Cho nên bọn họ đến đi đêm nay liền thu thập đồ vật, sáng mai ta liền lên đường. Hoàng thị các nàng mấy cái làm con dâu hai mặt nhìn nhau, đi theo gật gật đầu. Thúy Bình trong lòng càng là đem trượng phu mắng cái máu chó đầy đầu, này cứu người còn đem nhà mình cấp đắc đi vào. Toàn gia đều cùng kiến bò trên chảo nóng dường như, một khắc cũng ngồi không được. Chỉ có với lý lý đôi tay phủng thịt khối gặm đầy miệng đều là du, nàng toàn thân tâm đều bị này thơm ngào ngạt thịt cấp hấp dẫn ở, căn bản không nghe rõ bọn họ đang thương lượng gì chỉ nghe thấy có đi hay không, ở chỗ lý lý nơi này, đó chính là thiên sập xuống cũng phải nhường nàng đem cơm ăn xong. Chương 214 chạy. Hôm sau, trời còn chưa sáng, với lý lý còn đang trong giấc mộng đã bị ôm lên, nàng mắt buồn ngủ mông lung xoa xoa, dư qua nhìn đến bầu trời còn có ngôi sao đâu, nàng tưởng hôm nay khởi cũng thật sớm a à. Theo sau chậm rì rì lại nhắm hai mắt lại, nghỉ ngủ tiếp một lát. Đừng đánh thức lý lý, chậm đã điểm. Bên tai là nải nải với lão thái thanh âm, với lý lý nghĩ thầm nãy nãy thời khắc đều thực quan tâm chính mình đâu. Đều thu thập hảo sao? Ta đến chạy nhanh đi, với lão cha đè nặng thanh âm thúc giục lão bà tử cùng mấy cái con dâu, hắn đã bao lớn bao nhỏ đem mấy cái bao vây phóng tới xe lừa thượng. May mắn trong nhà còn có cái xe lừa, bằng không này bao lớn bao nhỏ nhưng không hảo mang. Không nhiều lắm một lát, một xe lừa liền chứa đầy, cứ như vậy còn có rất nhiều đồ vật đều lấy không được đâu, nhưng đem với lão thái cấp đau lòng hỏng rồi còn có trong nhà như vậy nhiều lương thực đều mang không đi, chỉ có thể mang đi một bộ phận nhỏ có thể phóng trụ, mặt khác đều để lại. Ai nha, còn có nhân sâm đâu, cái này nhưng đến mang lên. Với lão thái vỗ đùi nhớ tới cái này quan trọng đồ vật, trong viện còn chôn vài cây nhân sâm đâu, không thể bạch mù. Không còn kịp rồi, chờ trời đã sáng sẽ không dễ chạy. Với lão cha cũng đau lòng nhân sâm, nhưng là sờ nửa hắc nhi đào nhân sâm nói, khẳng định chậm trễ thời gian. Không được không được, Chúng ta đến bên ngoài còn không biết như thế nào đâu, đến mang lên với lão thái thúc dục hắn. Ngươi chạy nhanh đi đào, trong nhà đồ vật còn không có trang hảo đâu, ngươi chạy nhanh đào. Mặc kệ đào đoạn đào hư, tổng không thể đều bạch mù. Với lão cha bị nàng thúc dục không biện pháp, chỉ có thể làm nàng chạy nhanh đi thúc dục thúc dục mặt khác mấy cái con dâu nhanh lên, chính mình còn lại là cầm sẻn đi đào nhân sâm. Với lão thái gật gật đầu, thấy hắn đi đào nhân sâm liền chạy nhanh đi mấy cái con dâu trong phòng hỗ trợ lấy đồ vật trang xe. Thúy Bình ôm với Lý Lý đứng ở xe lừa bên, nhìn mới ở không đến một năm đại viện tử, trong lòng ngăn không được khó chịu. Vốn tưởng rằng là khổ tận cam lai đâu, ai biết còn chọc như vậy đại nhiễu loạn, bị bắt đến đi xa tha hương lại lần nữa quá thượng phiêu vô định sở nhật tử. Ai? Thúy Bình nhẹ nhàng dáng dáng khuê nữ khuôn mặt nhỏ, may mắn còn có Lý Lý ở. Với Lý Lý cảm ứng được nương tâm tình, nàng xoa xoa đôi mắt, mềm hoặc kêu một tiếng nương. Nương ở, Thúy Bình nhẹ giọng hống nói, Lý Lý ngủ tiếp trong chốc lát đi. Không. Với Lý Lý hiện tại không có nhiều ít buồn ngủ, nghe được trong nhà động tĩnh, nàng xoay qua khuôn mặt nhỏ nhìn đến gia gia chính huy sẻn đào nhân sâm đâu, mà bên cạnh xe lừa thượng đã bao lớn bao nhỏ chứa đầy, nãy nãy cùng vài vị thẩm thẩm bá nương còn ở qua lại đưa bao vây. Chờ không có việc gì, ta lại trở về, Thúy Bình cho rằng khuê nữ là luyến tiếc, ôm nhu hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ, ta chính là tạm thời đi ra ngoài tránh tránh. Với Lý Lý khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, cái này kêu tạm thời này bao lớn bao nhỏ không được quản gia dọn không a à. đầu nhỏ nhanh chóng vận tác nghĩ đến trước một ngày buổi tối ăn cơm khi không khí trách không được đây là muốn chạy a à. chính là cái kia hàng thúc không phải người xấu đi không cần với lý lý nói còn chưa nói xong liền nghe được sân bên ngoài một trận dùng dập tiếng bước chân càng ngày càng gần không chỉ có nàng nghe được ông nàng thúy bình còn có ở trong sân đào nhân sâm với lão cha cũng đều nghe được hơn nửa thanh âm này càng ngày càng gần, hai người thân mình cứng đờ, nhanh như vậy liền tìm tới. Bọn họ cương tại chỗ, nhìn lay động ánh lửa thật sự ngừng ở nhà bọn họ sân bên ngoài. Ngay cả trong phòng với lão thái các nàng mấy cái cũng nghe tới rồi động tĩnh, chạy nhanh chạy ra tới, nhìn đến cái này cảnh tượng cũng là sợ tới mức một giật mình. Xong rồi xong rồi. Hoàng thị trong tay bao vây lạch cạch một chút rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệt nhỏ giọng nỉ non. Này! Mặt Thị sợ hãi ôm Ngô Thị cánh tay, ngày thường đanh đá Ngô Thị lúc này cũng là liền câu nói đều cũng không nói ra được. Ngoài cửa hẳn là có không ít người, khi ánh lửa lộ ra kẹt cửa đều chiếu vào được, hơn nữa vừa rồi tiếng bước chân vừa nghe người cũng không ít. Ngoài cửa giống như có người ở đè nặng thanh âm nói chuyện, với lão cha trạm chính là ly môn gần nhất vị trí, hắn nắm chặt trong tay sẻn, sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, gian nan quay đầu tới nhìn trong viện một nhà già trẻ, hắn nhẹ nhàng xua xua tay làm các nàng chậm rãi về phòng đi chính là với lão thái các nàng sợ tới mức liền động cũng không dám động, liền sợ sân bên ngoài người vọt vào tới. Với đại nha các nàng mấy cái không biết đã xảy ra gì sự, nhưng là cũng biết khẳng định là đại sự, đều nhắm chặt miệng đi theo các nàng nương mặt sau. Ước chừng qua nửa khắc chung, sân bên ngoài người vẫn là không có tiếng vào, với lão cha cũng lộng không rõ bọn họ muốn làm gì, hắn chậm rãi nhất chân, điểm mũi chân nhẹ nhàng hướng các nàng bên cạnh đi. Toàn gia đều ngừng thở, đại khí không dám ra nhìn hắn cũng may chờ hắn đã đi tới cũng không làm ra động tĩnh gì sao chỉnh với lão thái nhỏ giọng hỏi tâm bùng bùng đều sắp nhảy ra ngoài trèo tường đi với lão cha dứt lời nhìn nhìn với lão thái còn có con dâu cùng các cháu gái có chút vô lực thở dài đều là mệnh không khác biện pháp các nàng mấy cái cũng có chút tuyệt vọng nếu là trong nhà mấy cái tuổi trẻ lực tráng nam nhân ở nói không chừng còn có thể trèo tường đi ra ngoài trước mắt liền các nàng những người này hơn nửa mấy cái hài tử chạy ra đi cơ hội xa vời Bất quá có một đường cơ hội cũng không thể buông tha, các nàng nhanh chóng nhìn quanh trong nhà sân, muốn tìm một chỗ lùn một chút. Nhưng là bọn họ lúc trước mua cái này sân có một bộ phận chính là coi trọng này tường cao, ai biết lúc này lại làm các nàng gặp khó. Ước chừng qua 15 phút, hoàng thị trước hết dẫm lên chồng lên ghế chậm rãi bò lên trên đầu tường, nàng cong eo e sợ cho bên kia ngoài cửa lớn mặt người phát hiện chính mình. Nàng ghé vào đầu tường thượng, quay đầu nhìn nhìn bên ngoài độ cao, sợ tới mức đầu não phát hôn này so nàng cao một nửa, nhưng là cũng tưởng không được như vậy nhiều, nàng nhắm mắt lại ra bên ngoài nhảy dựng, cổ chân thượng xuyên tim đau làm nàng nhịn không được cắn chặt khớp hàm. Hoàng thị đỡ tường đứng lên, nhẹ nhàng gõ gõ mặt tường, không bao lâu liền nhìn đến đại nha lấy đồng dạng tư thế bò lên trên đầu tường, nàng giang hai tay ý bảo đại nha nhảy xuống. Đại nha trong lòng sợ hãi, nhưng là nàng từ trước đến nay hiểu chuyện, không nghĩ cấp trong nhà thêm phiền toái, cắn răng liền nhảy xuống tới, cũng may có hoàng thị tiếp theo, nương hai tuy rằng lùi về sau vài bước nhưng cũng may không có bị thương cứ như vậy ngô thị cùng nhị nha tam nha cũng ra tới hoàng thị nhẹ nhàng gõ gõ tường ý bảo bên trong tiếp tục nhanh lên tam tẩu không có thời gian ngô thị lôi kéo nàng làm nàng nhanh lên mặt thị lắc đầu tay nâng chính mình bụng nhỏ giọng nói ta này quá cồng kềnh các ngươi đi trước ta cuối cùng ngô thị nhìn nàng một cái lại đem ánh mắt phóng tới ôm lý lý nhị tẩu trên người còn có cha mẹ chồng hai người trên người chúng ta hai cái cuối cùng, các ngươi đi trước, đừng chậm trễ, nhanh lên. Với lão thái nhỏ giọng thúc giục, mặc kệ thế nào cũng đều muốn mấy cái tức phụ sống sót. Bọn họ hai vợ chồng già tuổi lớn, trên đường nói không chừng cũng là trói buộc, nói không chừng còn có thể kéo trong chốc lát những cái đó quan binh. Ngô thị cắn môi, nhị tẩu ngươi trước đi lên, sau đó ta đem lý lý đưa cho ngươi. Hảo. Chương 216 Chiếu đơn toàn thu ngươi có thể tưởng tượng một cái hẳn là còn ở ăn ngón tay tiểu nữ hoa bị ôm thượng đầu tường còn cùng nghe được động tĩnh nhận thấy được không thích hợp mà đẩy cửa tiến vào trán hán ly một cái sân khoảng cách đều sững sờ ở tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ không chỉ có với lý lý vô tội mở to hắc bạch phân minh mắt to ngay cả đứng ở chân tường hạ với lão cha với lão thái còn có đồng dạng ngồi ở đầu tường thượng thúy bình đều cứng lại rồi chỉ có đầu tường bên ngoài hoàng thị cùng đại nha các nàng còn ở điểm mũi chân chuẩn bị tiếp lý lý xuống dưới nhưng là nhìn đến Thúy Bình không có động tĩnh, Hoàng thị vừa định nói chuyện, đã bị không có quay đầu lại xem chính mình Thúy Bình cấp đá một chút. Hoàng thị lập tức câm miệng, cẩn thận làm ba cái hài tử đều đừng lên tiếng. Nhị tẩu nhanh lên. Ngô thị trước hết phản ứng lại đây, vội thúc giục Thúy Bình nhảy xuống đi chạy. Mọi người lúc này mới đột nhiên hoàng hồn, Thúy Bình sợ tới mức ôm chặt trong lòng ngực Lý Lý cũng chuẩn bị trèo tường nhảy xuống đi. Đừng đừng đừng. Ngoài cửa người đều vào được, giơ cây đuốc đem toàn bộ sân đều chiếu đèn đuốc sáng trưng. Tiên tiến nhất tới đại hán ăn mặc nha môn sim y, thấy thế vội xua tay làm nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nhị tẩu đừng nghe hắn, nhảy xuống đi. Ngô thị sốt ruột bò lên trên ghế muốn trợ nàng giúp một tay. Đừng, đừng bị thương hài tử. Đại hán vội hô một tiếng, hài tử là vô tội. Vu gia người chần chờ, có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nhà bọn họ tội không đến chết? Trước xuống dưới, các ngươi đây là làm gì a? À? Đám kia người mặt sau đi tới một cái quen thuộc người, bất đắc dĩ lắc đầu, đại buổi tối không ngủ được, đây là lăn lộn cái gì a? À? Vu gia người nhìn thấy người tới, đều khó có thể tin mở to hai mắt, hàng thúc. Ngươi đây là mang theo quan binh. Tới bắt chúng ta tới. Với lão cha lắp bắp nói. Hắn trong lòng lúc này hận không thể đem cái này vong ân phụ nghĩa nam nhân đánh một đốn. Bạch cứu hắn một mạng. Không chỉ có với lão cha nghĩ như vậy, Vu gia những người khác cũng là như thế này tưởng hiểu lầm hiểu lầm hàng thúc bật cười chúng ta không phải tới bắt các ngươi a à, với lão cha cùng với lão thái nhìn nhau đều có chút khó hiểu các ngươi trước làm nàng xuống dưới hàng thúc nói chỉ chỉ còn ngồi ở đầu tường thượng thúy bình hai mẹ con có chuyện ta vào nhà nói thúy bình nhìn về phía bà bà chỉ chờ nàng nói muốn hay không xuống dưới với lão thái suy nghĩ một chút thấy hàng thúc xác thật không giống như là bắt người bộ dáng nàng làm ngô thị đem Thúy Bình đỡ xuống dưới, nhưng cũng làm Thúy Bình cấp bên ngoài hoàng thị nháy mắt, làm nàng trước đừng lên tiếng. Hoàng thị đã sớm nghe được trong viện động tĩnh, lúc này cũng không cần Thúy Bình nói cái gì, một ánh mắt cũng đã minh bạch, nàng mang theo ba cái hài tử tránh ở góc cường hạ không dám ra tiếng, vạn nhất thật muốn là có chuyện gì, nàng tốt xấu cũng muốn che chở ba cái tiểu nha đầu nha. Trong viện, với lão cha bọn họ nâng vào phòng, hàng thúc nhìn mắt cốc tường chồng lên ghế, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đi theo vào phòng cùng nhau đi theo tiếng vào còn có tiên tiến nhất tới cái kia kêu tráng tử đại hán ước chừng qua 15 phút tráng tử mới đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng thấy ở người nhà còn có chút khó có thể tin giống nhau hắn lại cường điệu tới một câu chuyện thật chúng ta thật không phải tới bắt của các ngươi là tới cấp các ngươi đưa khen thưởng với lão cha cùng với lão thái nhìn nhau hắn chần chờ nhìn về phía ngồi ở một bên hàng thúc ngươi là sen lẫn trong mối lái buôn phản đồ ách không đúng không thể nói là phản đồ, với lão thái chụp hạ chính mình lão nhân, sửa đúng nói, này hẳn là gian tế. Hàng thúc đè đè khóe mắt, này nói còn không bằng không nói, cũng không thể so phản đồ dễ nghe đi nơi nào. Ngô, chính là nói có hay không khả năng cái này kêu làm nằm vùng đâu. Với lão cha cùng với lão thái đều đi theo hàm hậu cười, đúng đúng đúng, anh hùng. Hàng thúc cũng không nghĩ tại đây sự kiện thượng rối rắm, một cái xưng hô mà thôi, không sao cả gọi là gì, hắn đứng lên đối bọn họ ôm ôm quyền, ân cứu mạng không lời nào cảm tạ hết được lần này ta có thể tồn tại đem tin tức truyền lại cấp nha môn không thể thiếu các ngươi trợ giúp với lão cha thuần hậu xua xua tay hại kỳ thật chúng ta cũng không có làm gì hắn lời nói còn chưa nói xong đã bị với lão thái cấp trừng mắt nhìn một chút với lão cha tự giác ngậm miệng lại kỳ thật chúng ta cũng chính là làm chúng ta nên làm với lão thái tươi cười thân thiết nhìn về phía hàng thúc hai người các ngươi cũng không cần cố ý đi một chuyến vẫn là thiên còn không có lượng liền tới cái loại này này nơi nào là tới báo ân a à, thiếu chút nữa liền thành lấy oán trả ơn làm hại bọn họ toàn gia lão nhược bệnh ấu đều phiên đầu tường ai nha lão đại tức phụ còn ở bên ngoài đâu với lão thái vỗ đùi lúc này không được làm mũi cấp ăn a à. hàng thúc nghe vậy chạy nhanh làm người đi tiếp chỉ chốc lát sau bị cắn một thân bao đại nha các nàng bị kế đó mặt sau còn đi theo chống gậy gục hoàng thị hoàng thị nghe xong sự tình tiền căn hậu quả lúc sau tức khách cảm thấy chính mình chân uy có chút ủy khuất, đây đều là chuyện gì a? À? này đó đều là nha môn cho các ngươi khen thưởng, hàng thúc làm người đem đồ vật đều nâng tiến vào, theo sau lại chỉ vào trong viện lớn hơn một chút một cái bản hiệu, cái này ta sẽ đưa đến thôn trưởng trong nhà, đến lúc đó quải đến cửa thôn. với lão thái các nàng đều hiếm lạ nhìn nâng đến nhà chính cửa một cái bản hiệu, mặt trên chữ to nhìn rất đẹp, nhưng chính là xem không hiểu. đi đi đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. với lão cha thanh thanh giọng nói đôi tay phụ ở sau người nói, cái này kêu gia, chi, vinh, quang. Nga, nguyên lai like là như thế này a. À. Hàng thúc nhìn bừng tỉnh đại ngộ vu gia người, hắn ngẩng đầu khấu quy áo gia, ta chính là nói này có hay không có thể là quan vinh nhà. Hắn xem vu gia người vẽ mặt ngũ thải ban lang, bất đắc dĩ cười cười, đương nhiên, này bản hiệu là cho của các ngươi, các ngươi nguyện ý như thế nào kêu liền như thế nào kêu. Quảng nó cái gì quan vinh nhà vẫn là gia chi vinh quang. Với lão cha miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng ta biết. Hắn chấp tay sau lưng xoay người lại trở về ngồi xuống. Chết lão nhân chính là mạnh miệng, với lão thái cười ha hả nói một câu, theo sau lại nhìn về phía hàng thúc, kỳ thật nhà của chúng ta lão nhị cứu ngươi cũng là đánh bậy đánh bạ, này đó. Ân cứu mạng không dám quên, ta nhiệm vụ lần này cửu tử nhất sinh, nếu không phải với nhị ca đã cứu ta, ta nào có mệnh cấp nha môn báo tin A. Hàng thúc lúc ấy đều cảm thấy chính mình thật là muốn công đạo, thật sự là bị thương quá nghiêm trọng có thể nói vu gia người chính là hắn ân nhân cứu mạng, tái sinh phụ mẫu. Mấy thứ này vốn dĩ cũng là nha môn lão gia nghĩ nhiều cùng bá tánh làm tốt quan hệ, muốn tuyên dương một chút quan dân ở chung hòa hợp, cho nên hắn cũng là mượn hoa hiến Phật. Vu gia người cũng không quá nhiều chối từ, hơn nữa nha môn đưa tới không ngừng là bản hiệu, còn có một ít vải vóc cùng qua mùa đông dùng bông linh tinh, đều là thứ tốt, các nàng cũng sẽ không ngốc đem thứ tốt ra bên ngoài đẩy. Cứ như vậy ở mờ đều nhận lấy, với lão thái nhạc không khép miệng được, nàng làm ngô thị đem đồ vật đều nhận lấy, tuy rằng ngoài miệng nói này nhiều ngượng ngùng, nhưng là đồ vật là một chút không thừa, chiếu đơn toàn thu. Chương 217 không gian Người trong thôn chờ trời đã sáng mới phát giác có chút bất đồng, này lão phu gia gì thời điểm treo cái đại bản hiệu A. Còn kim quang lấp lánh, nhìn liền đại khí. Ngô thị là cái khoe khoan tính tình, tuy rằng có bà bà luôn mãi dặn dò không cho nàng treo rao, nhưng là kia bản hiệu đều treo lên, này điệu thấp cũng điệu thấp không đứng dậy a. Tương đương lão thái kêu nàng thời điểm cũng không có cái đáp lại, vẫn là mặt thị nghe được động tỉnh ra tới nói tứ đệ muội ra cửa còn không có trở về. Với lão thái không cần tưởng đều biết ngô thị là làm gì, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, lại dặn dò mặt thị hảo hảo dưỡng thai, này vừa mới đã trải qua một hồi thay đổi rất nhanh, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Mặt thị liên tục đồng ý, thấy bà bà trở về phòng, nàng mới xoay người trở về chính mình nhà ở với lão thái trở về phòng liền nhìn đến chính mình lão nhân đang ở đùa nghịch nha môn đưa tới một quyển sách nàng nhìn không được nói cái này lão tứ tức phụ chính là không nín được lúc này khẳng định là đi ra ngoài khoe khoang đi không có việc gì chọc không ra nhiễu loạn tới là được với lão cha đùa nghịch một quyển sách qua lại xoay vài vòng một bên phân thần ứng một câu người nói này đó làm quan đưa tới đồ vật một chút tân ý đều không có trừ bỏ thư đều là thư này có vàng bạc tới thật sự a à. bằng không nói ngươi cái này lão nhân gì cũng không hiểu đâu với lão thái lấy một bộ người từng trải tư thái giáo dục hắn, nhân gia đưa tới đồ vật kia đều là làm làm bộ dáng cấp người ngoài xem, còn cho ngươi đưa vàng bạc, ngươi sao tưởng? Nếu là nha môn mỗi một lần tặng đồ đều đưa vàng bạc, còn không được đã sớm đóng cửa. Cho nên nói này ngợi khen cho liền cấp đủ ngươi mặt mũi, hơn nữa nhân gia đều là người đọc sách, người đọc sách không đều đem sách vở tử làm như mệnh căn tử sao? Với lão thái nói tùy tay mở ra vài tờ cũng không thấy hiểu, lại ngồi trở lại đi thành thành thật thật đóng đế dày tử còn có lão tứ tức phụ kia trương đại miệng, phỏng chừng không ra nửa ngày, toàn thôn đều phải biết ngươi lão vu gia quan công diệu tổ. Lời này với lão cha thích nghe, hắn đem trong tay thư cũng phóng tới trên bàn, hưng phấn để sát vào với lão thái, ngươi nói nhà ta phần mộ tổ tiên thượng có phải hay không mạo khó nhẹ. Liền nha môn đều cấp ta đưa tới đại bản hiệu. Hắn đã quyết định, muốn mỗi cách ba ngày phải lau lau kia đại bản hiệu, đây chính là đại biểu nhà hắn quan vinh, cũng không thể rơi xuống hôi với lão cha lại suy nghĩ một chút, không được, vẫn là mỗi ngày đều sát một lần đi, trên đường có tro bụi, nói không chừng đều bắn thượng thổ. Với lão thái không cần đầu óc đều có thể nhìn ra tới hắn sao tưởng, nàng cười tủm tỉm cũng không có nói mặt khác, chỉ là nói, mặt khác khó mà nói, dù sao nhà ta có lý lý khẳng định là phần mộ tổ tiên mạo khó nhẹ. Nàng cháu gái đã sớm nói cái kia hàng thúc là người tốt, nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hàng thúc là nha môn người, xem những người đó đối thái độ của hắn, hẳn là vẫn là cái tiểu quan đâu. Này cảm tình hảo A, ân cứu mạng tuy không cần hắn lấy mệnh hồi báo, nhưng ít nhất có thể chiếu ứng một vài đi. Vẫn là người tốt có hảo báo, với lão thái vừa lòng gật gật đầu, cho nên vẫn là muốn nhiều hơn tích thiện tích đức. Với lão cha cười cười, nghĩ thầm này lão bà tử xong rồi tối hôm qua là ai đem kia hàng thuốc mắng suốt một đêm. Hai vợ chồng già vừa nói vừa cười, tự hồ hết thảy đều đã liễu ám hoa minh. Tới rồi giữa trưa ăn cơm thời điểm, Ngô Thị mới chưa đã thèm đã trở lại. Với lão Thái vừa thấy nàng cái kia giàu dạt dáng vẻ đắc ý, liền biết hôm nay buổi sáng khẳng định không thiếu ở bên ngoài khoe khoang, hơn nữa thực rõ ràng nàng hư vinh tâm cũng được đến thỏa mãn. Bỏ được đã trở lại. Với lão Thái cố ý sụ mặt nói. Ngô Thị cười hắc hắc, thấu lại đây, nương, ngài là không thấy được những người đó sắc mặt, nhưng hâm mộ nhà ta. Đặc biệt là Nguyên Bảo Nương vừa nghe nói nhà bọn họ cái kia đại bản hiệu, ghen ghét một khuôn mặt đều nhăn nheo. Ngô Thị nhìn liền cảm thấy trong lòng vui sướng, nàng đã sớm không quen nhìn cái kia nguyên bảo nương, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hơn nữa lòng tham cũng không có đủ, dù sao Ngô Thị nhất chướng mắt người bên trong, nguyên bảo nương ở trong đó cũng là số một số hai. Cho nên hai người từ cửa thôn đại thụ hạ phải về nhà thời điểm, Ngô Thị cực lực mời nàng, quả nhiên như nguyện ở nhà mình cửa thấy được nguyên bảo nương kia lừa gan giống nhau sắc mặt. Nương, nhà ta nhưng xem như ở trong thôn dương mi thổ khí. Ngô Thị cảm thấy hô hấp đều là ngọt, xem về sau ai dám khi dễ nhà ta. Với lão thái bất đắc dĩ lắc đầu, phía trước cũng không ai khi dễ ta, ta vẫn là đến điệu thấp điểm, nói nữa, này bản hiệu cho ta cũng không phải làm ta khoe khoang. Lại nhiều nói, với lão thái cũng không có đi xuống nói, nhiều năm như vậy, nàng biết rõ lão tứ tức phụ tính tình, làm nàng khoe khoang một vòng đã là cao hứng hỏng rồi đi, cho nên với lão thái cũng không nghĩ ở ngay lúc này đã kích nàng thích thú. Đã biết, ngô thị cười lên tiếng, hừ tiểu khúc nhi đi phòng bếp hỗ trợ đi. Bởi vì hoàng thị ở trèo tường đầu thời điểm quang vinh bị thương, cho nên liền an bài nàng ngồi xuống mặt thị bên cạnh, hai người đều là sắp tới vào không được phòng bếp người, chỉ có thể bồi với lý lý mắt to trừng mắt nhỏ. Bất quá với lý lý phần lớn thời điểm cũng không nháo, nàng đều là an an tỉnh tỉnh đùa nghịch chính mình món đồ chơi. Trước kia đều là Mạc Thị ngồi ở một bên liền nhìn không cho Lý Lý đứng ở xe tập đi không rời đi. Chính mình tầm mắt là được. Hiện tại có đại tẩu Hoàng Thị bồi, Nguyên bản nhiệm vụ lượng liền không lớn sống còn thành hai người sự, càng là không có gì kỹ thuật hàm lượng. Huống hồ Lý Lý lại không phải giống nhau Tiểu hài nhi, nghe lời thực, một cái đầu gỗ con cá nhỏ có thể chơi một buổi sáng. Hoàng thị các nàng cũng có thể nghĩ một chút, sau đó trò chuyện. Không nghĩ tới lúc này nhìn ở chơi đầu gỗ con cá nhỏ với Lý Lý đã xuất thần. Với Lý Lý nhìn quanh bốn phía, đều là trắng xóa một mảnh, thứ đôi mắt có chút đau, nàng chạy nhanh duỗi tay trắng trắng lúc này nàng mới phát giác không thích hợp nàng hiện tại là trạm không phải ở xe tập đi đứng mà là thật đánh thật đứng với lý lý trái tim bang bang thẳng nhảy nàng nhẹ nâng lên một chân thử chậm rãi bước ra đi một bước thế nhưng không có té ngã mà là ổn định vững chắc đứng lại với lý lý đại hỷ nàng có thể đi đường nàng chạy nhanh nhân cơ hội nhiều đi rồi hai bước đi xong nàng lại cảm thấy không hài lòng nghĩ lại đến hai vòng thật đúng là làm nàng chạy lên với lý lý thật là kinh hỷ liên tục nàng trước trong chốc lát vẫn là cái nếu muốn độc lập đứng lên người lúc này liền phát hiện chính mình đều sẽ chạy đây chính là thiên đại kinh hỷ với lý lý lão đảo lắc lư ở chung quanh lắc lư lắc lư nàng thực mau liền nhíu mi này nơi nơi đều là trắng xóa liên tiếp nơi đó như là có nhân gia bộ dáng a hơn nữa chính mình hiện tại không nên ở trong nhà cùng đại bá nương còn có tam thẩm ở bên nhau sao sau một tránh mắt liền đến người này sinh địa không thân phá địa phương ngồi chờ chết không phải với lý lý phong cách nàng quyết định chủ động xuất kích ở dạo qua một vòng lúc sau với lý lý mặt ủ mày ê tìm cái ghế ngồi xuống đây là sao chính yếu chính là nơi này là chỗ nào nhi a à? đinh đương 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 tiểu hoa hướng dương lớp học nhập học phi sai rồi lại đến tiểu chủ nhân nơi này là ngài không gian hoan nghênh về nhà với lý lý vì ngoạn ý nhi tha thứ nàng trước kia cũng là cái kiến thức đoạn tuyến tiểu cẩm lý sao còn có không gian a à? chương 218 không gian. Này rốt cuộc là. Với lý lý một sốt ruột liền thành chuỗi nói nhảy ra tới, nhưng là nàng mới vừa mở miệng liền khiếp sợ bưng kính miệng mình, vừa mới như vậy lưu sướng nói thật là nàng nói. Nàng thật cẩn thận mở miệng. Này rốt cuộc chỗ nào a? À? Với lý lý vừa dứt lời, liền kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, thật đúng là không phải ảo giác, thật là nàng nói ra nói. Gia gia nải nải, cha mẫu thân, đại sống đại bá nương, còn có thúc thúc thẩm thẩm nhóm, các ngươi tiểu lý lý tiền đồ. Mỗi hệ thống bất đắc dĩ nhìn nó tiểu chủ nhân, này tiểu chủ nhân sao xem đều không giống như là cái đáng tin cậy a. À? Lầm. Không có khả năng a. À? Khụ, nào đó xoát tồn tại cảm hệ thống thanh thanh giọng nói, ngài hiện tại ở địa phương là ngài không gian, mà ta là không gian. Gì không gian? Với lý lý ỷ vào chính mình sẽ đi đường, liền đến chỗ sờ sờ nhìn xem, nhưng là ra mênh mông vô bờ màu trắng, mặt khác cũng không gì a. À bị kêu chặt đứt lời nói hệ thống quyết định đại nhân không nhớ, tiểu nhân quá, không cùng lúc này mới một tuổi nhiều điểm tiểu nữ qua chấp nhặt Hệ thống cắn răng làm chính mình thanh âm nghe tới càng ôm nhu một ít, ngài không gian ý tứ chính là nói nơi này sở hữu hết thảy đều về ngài sở hữu. Nơi này. Với lý lý hồ nghi nhìn quanh một vòng, theo sau ghét bỏ viết viết cái miệng nhỏ, nơi này gì cũng không có, có cái gì hảo. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị thật sự là không thể nhịn được nửa hệ thống đem xương trắng rút đi, lộ ra trong không gian vốn dĩ bộ mặt, theo sau vừa lòng nhìn đến vừa mới còn kiêu ngạo đến cực điểm với Lý Lý lúc này cũng mở to hai mắt nhìn trước mắt hết thảy. Lọc vào trong tầm mắt còn lại là mênh mông vô bờ cỏ xanh mà, chảy nhỏ dọc tế lưu có thể rõ ràng nhìn đến bên trong cá tôm, còn có một chỗ đến có 4-5 mét cao container, bên trong bãi đầy gạo và mì du lương, càng ngạc nhiên chính là còn có nhân sâm linh chi từ từ. Với Lý Lý nhóm mũi chân nỗ lực nhìn nhìn, thế nhưng liền bông vải vóc đều có, thật đúng là cái gì cần có đều có. Này đó đều là của ta. Có thể có chuyện tốt như vậy. Đương nhiên, hệ thống vừa lòng gật gật đầu, đây mới là người bình thường nên có phản ứng, bất quá, mấy thứ này ngươi đến lấy đồ vật tới đổi. Ý gì? Không phải ta. Với lý lý nhăn lại chóp mũi, vừa mới còn nói là nàng không gian, lúc này lại không phải nàng, nháo đâu. Với lý lý dẫu cái miệng nhỏ, đối người khác đồ vật không có hứng thú, xoay người muốn đi. Hệ thống vội gọi lại nàng, đừng đi à. Ta đều nói chỉ cần ngươi lấy đồ vật tới đổi là được. Với lý lý xoay người, nhìn nhìn cái kia container, lấy gì đổi? Lấy bạc. Với lý lý không chút nào lưu luyến xoay người, không có. Nhìn nàng không có chần chờ xoay người, dù cho là duyệt nhân vô số hệ thống bổn thống đều có chút hoài nghi, vài thứ kia đều không hấp dẫn người sao. Đợi lát nữa, hệ thống bất đắc dĩ mở miệng gọi lại nàng, ngươi có thể trả giá sao, ngươi lại không nói giới, ngươi người này có hay không thành tâm A với lý lý quay đầu tới, chớp chớp mắt to, nói ra cái cả gan làm loạn con số, một văn tiền. Hệ thống hiện tại thực may mắn chính mình không thể biến ảo hình người, bằng không thật sự muốn cho nàng mấy quyền, như vậy không biết xấu hổ con số đều có thể nói ra. Nhưng là nhìn nàng một bộ ngươi nếu không đáp ứng liền từng người cúi chào bộ dáng, nó chỉ có thể căng da đầu nói câu, thành giao. Với lý lý kinh ngạc, như vậy đều được. Nàng tức khắc hoài nghi chính mình có phải hay không cấp giới cao mỗi hệ thống thật sự là cho nàng kia phó ngươi không đáng giá tiền ánh mắt cấp vũ nhục tới rồi nó tức giận bất bình mở miệng về sau ngươi lấy một văn tiền ta cho ngươi đổi đồ vật gạo một cân một văn tiền với lý lý cẩn thận truy vấn đúng vậy dù một văn tiền một cân là nhân sâm một văn tiền một gốc cây là kia câm miệng hệ thống thật sự là không thể nhịn được nữa chửi ầm lên ngươi đừng không biết tốt xấu muốn đổi liền đổi. Không đổi chạy nhanh lăng. Thiếu con mẹ nó ở chỗ này vũ nhục người. Với Lý Lý rụt rụt cổ, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta lại chưa nói không đổi. Nói nữa ở chỗ này một văn tiền là có thể mua được, này không thể so ở bên ngoài hoa như vậy nhiều bạc muốn hương A. Cuối cùng một vấn đề, với Lý Lý hắt hắt cười nói, ta có thể đem bên ngoài đồ vật bắt được ngươi nơi này tới mua sao. Ý gì? Hệ thống bí mắt chỉ nhảy, tổng cảm thấy nàng nghẹn không ra cái gì hảo thí tới. quả nhiên liền nghe thế không biết xấu hổ hóa khẩu xuất cùng ngôn. ta ý tứ là ta đem bên ngoài gạo bắt được ngươi nơi này mua, ấn bên ngoài thị trường giới, sau đó đem bán đi bạc dùng để mua ngươi gạo. ngươi xem được không không thể được. ta xem ngươi là muốn mặt không biết xấu hổ đi. hệ thống không lưu tình chút nào chọc phá nàng tiểu tâm tư. ngươi sao liền như vậy thông minh đâu? ngươi sao không trực tiếp đoạt a? À. không nghĩ tới nói nói giả vô tình. người nghe có tâm với lý lý mắt to sách sách chuyển, đoạt. Hệ thống. Nhìn ngươi kia lấm la lấm lét bộ dáng, ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là tự tiện sửa chữa cái này quy tắc, kia đến lúc đó hai ta đều đến mệnh tan tại đây. Ngô, với lý lý nghe vậy chạy nhanh đem trong ốc ý tưởng cưỡng chế di dời, nàng cũng không thể công đạo ở chỗ này. Hảo đi, ta đây lấy bạc tới mua là được. Hệ thống quyết định không cùng nàng chấp nhặt hắn đem mặt khác những việc cần chú ý cho nàng công đạo công đạo. Với Lý Lý bắt được một cái lỗ hổng, nàng tuy rằng không thể trực tiếp lấy tới bên ngoài gạo đi đổi đồ vật, nhưng là nàng có thể chính mình loại gạo hoặc là loại rau xanh gì, tóm lại một câu, chỉ cần là nàng tự mình trồng ra hoặc là dưỡng ra tới đồ vật, đều có thể bán cho nó, đương nhiên này đây bên ngoài thị trường giới. Cũng liền nói nàng liền tính là trồng ra một cân gạo, kia đến lúc đó có thể đổi đến 7-8 cân gạo. Này mua bán có lời a. À. Với Lý Lý trong lòng còn ở tính toán chính mình muốn loại chút cái gì, liền nghe được nó ghét bỏ thanh âm không gì thời điểm ngươi liền có thể đi rồi thành với lý lý cũng không gì hảo lưu luyến nàng hiện tại việc cấp bách chính là trở lại tưởng tượng loại điểm gì hảo mỗi hệ thống nhìn đến nàng thật sự cũng không quay đầu lại phải đi nhịn không được kêu nàng ngươi liền không hỏi xem tên của ta tiểu hoa hướng dương sao vừa rồi không phải nói qua với lý lý không quay đầu lại ở trong lòng mặc niệm một chút vừa mới tiểu hoa hướng dương cấp nói khẩu quyết hưu lập tức liền biến mất bị bắt đã đổi mới tên hệ thống đã đã tê rần, quán đến như vậy một cái không đáng tin cậy tiểu chủ nhân, nó đều tưởng cùng nàng nói có ngươi là của ta phúc khí. Tính, tiểu hoa hướng dương liền tiểu hoa hướng dương đi, ai làm chính mình miệng tiện đâu, chỉ hy vọng kế tiếp nhật tử có thể hảo quá điểm, làm nó có thể tồn tại ai đến tiểu chủ nhân trăm năm sau đổi cái ôm nhu hào phóng thiện giải nhân ý tân chủ nhân. Nó rưng rưng đỉnh chính mình tân tên đi xử lý quầy đi, chỉ thấy một trận gió nghi thổi qua, vừa mới còn ở nhất phía dưới tiểu hoàng kim đổi tới rồi trên cùng, một văn tiền thật sự là quá ít, khó bảo toàn cái kia thấy tài mắt khai cẩu đồ vật muốn đổi tiểu hoàng kim. Chương 219 nhìn chầm chầm khoai tây tử. Mà lúc này với Lý Lý đã ăn uống no đủ nằm ở trên giường, nàng từ trong không gian ra tới lúc sau liền phát hiện bên ngoài. Hết thảy đều vẫn là nàng vừa mới tiến vào không gian khi trạng thái, liền đại bá nương cùng tam thẩm lời nói đều vẫn là phía trước kia một đoạn cũng liền nói nàng tiến vào không gian trong khoảng thời gian này, bên ngoài thời không cũng là yên lặng, này cảm tình hảo a, à, vậy không ai phát hiện nàng tiến không gian. Với lý lý thực rõ ràng chính là người thành thật đột nhiên phất nhanh tâm tình, lúc này cao hứng đều có thể hừ ra tiểu điều nhi tới. Thúy Bình đóng cửa lại tiếng vào liền nhìn đến khuê nữ đông đưa gót chân nhỏ hảo sinh nhàn nhã, một đôi mắt to đều là công công, cũng không biết đã xảy ra gì chuyện tốt, cao hứng thành như vậy. Lý Lý, mới vừa ăn no không thể nằm nhanh như vậy, Đứng lên đi bộ đi bộ. Với lý lý dẫu cái miệng nhỏ nghĩ thầm, còn đi bộ đi bộ, quý trọng hiện tại đi, đến lúc đó nàng liền mang theo cả nhà phát tài làm giàu, đến lúc đó nói không chừng đi đường đều không cần nàng chính mình đi rồi. Đương nhiên này cũng chính là nàng ngẫm lại, trước mắt nàng vẫn là chậm rì rì bò đứng lên, lão đảo lắc lư trạm đều đứng không vững, cùng phía trước ở trong không gian bước đi như bay cảm giác kém không phải một chút a. À. Với lý lý muốn ngửa mặt lên trời thét dài, khi nào có thể giống trong không gian như vậy quay lại tự nhiên a à. tới hướng bên này đi tới nương trong lòng ngực thúy bình mở ra hai tay nữa ngồi xổm mép giường ôn nhu nói với lý lý nhìn nhìn chính mình cùng nương ôm ấp khoảng cách nàng có chút phát sầu tuy rằng nhìn không vài bước lộ nhưng là nàng này chân ngắn nhỏ bước chân cũng tiểu hơn nữa trên đường không gì có thể đỡ đồ vật này nếu là quan ngã sao chỉnh thúy bình thấy nàng đứng ở tại chỗ do do dự dự không nhúc nhích tiếp tục hống nói tới đi hai bước nương ở chỗ này đâu. Với lý lý khẽ cắn môi, tính, dù sao có nương ở đâu. Nàng chậm chậm bước ra chân ngắn nhỏ bước ra bước đầu tiên, tiểu thân mình cũng đi theo quơ quơ, cũng may hữu kinh vô hiểm ổn định. Thúy Bình Tâm vừa mới cũng bị nắm lên, thấy khuê nữ ổn định, lại tiếp tục nói, tới, từ từ tới, tới nương nơi này. Với lý lý, ngẩn một tiếng, liền bán ra bước thứ hai, có bước đầu tiên kinh nghiệm, này một bước nhưng thật ra vững chắc. Ngay sau đó hai bước ba bước. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng ít, lại hoặc là bởi vì có phía trước như vậy vài bước cổ vũ, nàng bước ra chân ngắn nhỏ chạy chậm liền vọt qua đi, một đầu chui vào quen thuộc trong ngực. Thúy Bình ôm nàng, kích động xoay hai vòng, thật lợi hại, Lý Lý thật lợi hại, đều sẽ chạy. Khanh khách. Bị khen với Lý Lý thẹn thùng dùng tay che lại chính mình khuôn mặt nhỏ. Mẹ con hai cái chơi đùa trong chốc lát, Thúy Bình liền ôm Lý Lý cho nàng thay mềm mại áo lót, hống nàng ngủ. Có lẽ là thật sự mệt nhọc với lý lý không nhiều lắm một lát liền chép miệng nhỏ ngủ rồi. Thúy Bình cho nàng che lại cái tiểu chăn mỏng, che miệng ngáp một cái, thổi tắt ngọn nến cũng nằm ở lý lý bên cạnh. Một đêm vô mộng, mẹ con hai người vừa cảm giác đến hừng đông. Hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, với lão Thái liền lên nấu cơm, hiện giờ nàng này mấy cái con dâu mang thai mang thai, bị thương bị thương, lão nhị tức phụ còn phải chăm sóc lý lý, tổng không thể nhưng dùng sức sai sử lão tứ tức phụ đi. Đừng nói những người khác, ngay cả nàng cái này làm bà bà đều cảm thấy như vậy không công bằng cho nên nàng liền dậy sớm nhi trước tiên đem cơm làm thượng chờ nàng bên này gạo hạ nồi ngô thị cũng đẩy cửa vào được nhìn thấy nàng có chút giật mình nương ngày sau khởi như vậy sớm a à. ngô thị nói còn ngáp một cái nàng hiện tại lên đều là cường chống trời giường lúc này đánh cái ngáp nước mắt đều sắp chảy ra ta này tuổi lớn ngủ không được như vậy nhiều giác dù sao bên này cũng không gì mặt khác sống ngươi trở về ngủ tiếp nhi đi cơm hảo lại kêu các ngươi. Với lão thái cũng là thiện giải nhân ý. Nhưng đừng, ngô thị tự giác vén tay áo ngồi ở bể bếp trước lò nấu rượu, này nếu là làm ta kia mấy cái tẩu tử đã biết, không được nói ta a. À. Kỳ thật nàng nói chính là vui đùa lời nói, với lão thái nghe nàng cố ý nói như vậy, cũng chỉ là cười cười không lại nói mặt khác. Với lão thái gián hoàng mặt bánh chẻo ác chảo, đây là nàng độc hữu tay nghề, làm được hương vị cùng những người khác làm đều không giống nhau chờ nàng đem bánh chẻo áp chảo đều dán hảo, liền đi rửa tay cũng dọn cái tiểu ghế gấp ngồi ở ngô thị bên cạnh. Việc này nếu là đặt ở một năm trước, phỏng chừng bọn họ hai người đều không tin, các nàng chi gian còn có thể như vậy hòa hợp ngồi ở một khối thiêu nồi, nói nhàn thoại. Thực mau trời sáng, những người khác cũng đều lục tục đi lên. Trên bàn cơm với lão thái còn cố ý khen ngô thị vài câu, những người khác cũng đều là kinh ngạc nhìn về phía nàng, ngô thị khó được có chút thẹn thùng xua xua tay đều là hẳn là toàn gia ấm áp thoải mái ăn xong rồi một bữa cơm sau khi ăn xong với lão cha muốn mang theo xẻng xuống ruộng nhìn xem bị đang ở phát sầu chính mình đi trong không gian loại điểm gì với lý lý cấp nghe qua nếu có thể lộng điểm khoai tây cũng là tốt đáng tiếc với lão cha xem không rõ nàng ý gì hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ liền khiên xẻng muốn ra cửa với lý lý có chút sốt ruột vội vàng xoay qua khuôn mặt nhỏ hướng chính mình lão phu gia miệng thế với lão thái thực mau liền tiếp thu tới rồi tiểu cháu gái xin giúp đỡ nàng đang ở trong viện giặt đồ, nàng một đầu liền thấy được tiểu cháu gái chờ mong ánh mắt. Vừa lúc ta cũng đã lâu không đi qua, bằng không ta ôm Lý Lý đi theo ngươi đi dạo. Nàng dứt lời, đem chậu nước cuối cùng một kiện sim y ninh ninh thủy lượng thượng. Vì thế vốn dĩ chính là với lão cha một người xuống đất sự liền biến thành hai đại một tiểu. Bởi vì trong đất lộ không dễ đi, cho nên với Lý Lý không ngồi xe tập đi, mà là thay hồi lâu không có đã làm tiểu xe đẩy. Với Lý Lý lưng dựa ở tiểu xe đẩy thượng, nghĩ thầm vẫn là tiểu xe đẩy hảo a à, không cần chính mình đi đường nàng lúc này cũng đã quên phía trước hào vân chí khí nói cái gì mau chóng học được nhi đi đường sau đó chính mình muốn chạy đi nơi đó liền đi đến nơi đó rốt cuộc vẫn là không có bảo vệ cho cái này dụ hoặc bên ngoài ánh mặt trời không táo gió nhẹ phơ phất với lý lý lưng dựa ở tiểu xe đẩy mơ màng sắp ngủ này mới vừa ăn no sao liền mệt trả rời a à. hãy lên hảo sao với lý lý hừ hai câu không biết tên tiểu điều nhi nàng khoan thai lắc lư chính mình cẳng chân nhi. Liền ở nàng hôn hôn trầm trầm sắp ngủ quá khứ thời điểm nghe được chính mình gia gia một giọng nói tới rồi đem nàng cấp đánh thức. Ngươi xem ngươi kia lớn giọng, ngươi lại làm sợ lý lý, với lão thái trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau không lưng đem lý lý ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Với lão cha hàm hậu gãi gãi đầu, khiên sẻn liền xuống đất. Hắn hôm nay là tới làm cỏ, ngày hôm qua đã trừ bỏ một bộ phận, hôm nay lại có cái nửa canh giờ đã liền không sai biệt lắm với lý lý mắt to gắt gao nhìn chầm chầm những cái đó khoai tây, ngoạn ý nhi này lớn lên ở ngầm, nàng tính toán sao ác mộng có thể mang đi hai viên đâu. Với lão thái chú ý tới chính mình cháu gái thất thần, nàng theo lý lý ánh mắt thấy nàng chính ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm kia phiến dây khoai tây tử. Chương 220 tiểu đổi đại, mộng đều là như thế này làm. Vốn dĩ với lý lý còn đang rầu rĩ sao đem kia dấu ở ngầm khoai tây cấp lay ra tới một ít, nhưng là có nải nải không lý do tín nhiệm, chuyện này liền biến đặc biệt đơn giản, Đủ rồi đi. Này đều còn không có lớn lên đâu. Với lão cha đứng ở một bên đau lòng nhìn chính mình lão bà tử liền căng mang cây non tung ra tới liên tiếp khoai tây, này một cây đằng thượng đều đến có 6 7 cái, mỗi cái lớn nhỏ đều thực đều đều, chỉ là hiện tại còn chưa tới khoai tây thành thục thời điểm, hiện tại mỗi cái cũng liền cùng lý lý nắm tay như vậy đại. Cũng không biết này lão bà tử phát cái gì điên, chính mình chính quốc thảo nhìn bên này không thích hợp, ai biết lại đây vừa thấy liền ngây ngẩn cả người chỉ thấy này lão bà tử đã bào ra tới lợi hại có sáu bảy cái khoai tây thấy nàng còn muốn lại đào với lão cha đau lòng chạy nhanh ngăn lại nàng ngươi rốt cuộc muốn làm gì a à? với lão thái thấy hắn mở ra hai tay ngăn ở chính mình trước mặt đẩy cũng đẩy bất động bất đắc dĩ nhìn nhìn ngồi ở tiểu xe đẩy lý chính hưng phấn số khoai tây tiểu cháu gái tuy rằng nàng cũng không biết lý lý muốn khoai tây làm gì nhưng là lý lý luôn có nàng đạo lý được rồi được rồi không đào với lão thái xua xua tay chỉ cần là nàng xem lý lý cũng không có lại muốn ý tứ, hơn nữa nếu là chính mình lại đào đi xuống, sợ là lão già này thật muốn cùng chính mình nháo phiên thiên. Ngẫm lại cũng là, lão nhân không có việc gì thời điểm liền ái khiêng cái quốc tới trong đất đi dạo, ngày thường nhìn này đó khoai tây liền cùng nhìn trong mắt dường như. Ngươi xem ngươi cấp đào, đều đem cây non cấp lộng chặt đứt. Với lão cha công lưng sửa sửa cây non, đã đau lòng lại bất mãn lẩm bẩm. Mà với lão thái cùng với lý lý tổ tôn hai người còn lại là nhìn nhau cười. Với lý lý có này đó khoai tây, liền có chút gấp không chờ nổi muốn về nhà, nghĩ muốn đêm này đó khoai tây chạy nhanh bán cho Tiểu Hoa hướng Dương. Không ra 15 phút, đang ở trong nhà phơi nắng chăn Thúy Bình liền nhìn đến bà bà đẩy khuê nữ đã trở lại, vội đón qua đi, thấy khuê nữ đã nhắm mắt lại, ngủ chứ. Nàng đang muốn tìm giường chăn tử phô xuống giường, ai biết bà bà nói không cần phiền toái, làm lý lý đi trước nhà chính ngủ một lát là được. Thúy Bình nghĩ nghĩ gật gật đầu, dù sao khuê nữ cùng bà bà thân ngủ nơi nào đều là ngủ, cô gái nhỏ này ngủ nhưng thơm. Vì thế với Lý Lý bị an trí ở nhà chính trên giường, với lão thái cẩn thận ở mép giường. Thượng vây quanh một vòng chăn chống đỡ, tỉnh nàng ngã xuống. Đây là gì a? À? Sao còn ôm ngủ? Thúy Bình nhìn đến khuê nữ trong lòng ngực dùng một túi tử bao đồ vật, vừa muốn duỗi tay đi lấy lại đây đã bị với lão thái cấp ngăn lại. Làm nàng cầm đi thôi, lại đem nàng cấp đánh thức, với lão thái nói xong liền mang theo Thúy Bình đi ra ngoài. Tương đương Lý Lý nghe được phòng môn bị đóng lại thời điểm mới khẽ meo meo mở mắt, tay nhỏ còn nắm chặt cái kia trang khoai tây túi tử, nàng vừa lòng cong cong đôi mắt. Nàng lại cảm thấy mỹ mãn nhắm hai mắt lại, đây là nàng có thể nghĩ đến nhất thoải mái tiến vào không gian tư thế. Ở trong lòng mặt niệm, tiểu hoa hướng dương, cấp khẩu quyết, niệm xong lúc sau nàng không có lập tức mở to mắt, nghĩ thầm sao không gì cảm giác đâu, cũng không có hưu tiếng gió. Chẳng lẽ là tiểu hoa hướng dương, cấp khẩu quyết không đúng? Với lý lý lại ở trong lòng tỉ mỉ niệm một lần, ngô, vẫn là không động tĩnh. Lại niệm một lần. Nàng vừa muốn lại đến một lần, liền nghe được một đạo nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ chỗ cao truyền đến. Ngủ tiếng vào. Ngươi thật đúng là sẽ hưởng thụ. Với lý lý mở to mắt, thông thả ung dung từ trên mặt đất bò lên, còn không quên ưu nhã vỗ vỗ chính mình trên người không tồn tại cho bụi. Nột. Nàng hai chỉ tay nhỏ lao lực dẫn theo một cái túi tử, tuy rằng nàng cũng tưởng tự nhiên một ít, không chút để ý một ít, nhưng là này đó khoai tây đối với nàng tới nói cũng không nhẹ, hai tay dẫn theo đều cảm thấy tay lên men. Tiểu hoa hướng dương bài hệ thống, đây là gì ngoạn ý nhi? Với lý lý nghĩ thầm nó nếu có thể biến ảo thành nhân, khi lúc này khẳng định là ghét bỏ liệt miệng, chỉ là nghe thanh âm này đều có thể tưởng tượng ra tới. Bất quá cũng may nàng đại nhân có đại lượng, không cùng nó giống nhau so đo là được. Khoai tây, ta tới đổi đồ vật, với lý lý nói xong lại cẩn thận thay đổi cái cách nói, hoặc là ngươi có thể khi ta là tới bán tiền. Thật lâu sau, với lý lý cũng không chờ đến tiểu hoa hướng dương đáp lời, nàng dạo qua một vòng, tiểu hoa hướng dương. Hoa hướng dương. Hoa nhi. Câm miệng. Tiểu hoa hướng dương bài hệ thống, cắn răng từ kẻ răng phát ra tới thanh âm, mở ra ta nhìn xem. Tương đương lý lý mở ra lúc sau, liền nghe được một tiếng kinh miệt tiếng cười, liền này mấy cái thứ đồ hư, ngươi nằm mơ tưởng thí ăn đâu với lý lý ngồi sổng trên mặt đất thở hổn hển thở hổn hển đem túi tử hệ hảo lại nhắc lên trong miệng còn tức giận bất bình lẩm bẩm còn không phải là lưỡng bại câu thương sao chết thì chết ai đều đừng nghĩ hảo quá ai 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 ngươi người này sao như vậy không cấm đậu a à? mỗi hệ thống căn cứ đại trượng phu co được giảng được nguyên tắc giữ lại nàng ta lại chưa nói không thu với lý lý vừa lòng cong cong môi theo sau sụ mặt đem khoai tây hướng trên mặt đất một ném chạy nhanh vô nghĩa thật nhiều thành thành thành, cho ngươi hai văn tiền. Lừa gạt ba tuổi tiểu hài tử đâu, với lý lý nghe cái này có lệ nói, bất mãn nhíu mày, ta nhiều như vậy khoai tây, ngươi liền cấp hai văn. Không được. Thấy nàng lại muốn dẫn theo túi tử chạy lấy người, hệ thống bất đắc dĩ mở miệng, vậy ngươi nhưng thật ra trả giá A. À. Ít nhất cũng đến bốn, với lý lý nói một nửa, trong lòng tính toán bốn văn có phải hay không thiếu điểm, vừa muốn há mồm nói năm văn thời điểm, đã bị nó cấp đánh gãy. Hảo hảo hảo, bốn văn liền bốn văn, thành giao. Kế tiếp không chờ với Lý Lý phản ứng lại đây, nàng trước mặt túi tử đã không thấy tâm hơi, thay thế chính là, trên cỏ nằm bốn văn tiền. Với Lý Lý đem tiền nắm chặt ở trong tay, trong lòng còn không ngừng hối hận muốn thiếu. Tiểu hoa hướng dương, ta muốn một cân đại khoai tây. Tiểu hoa hướng dương bài hệ thống thật sự bị nàng này không biết xấu hổ tinh thần cấp cảm động, hợp lại chính là dùng tiểu khoai tây tới đổi nó đại khoai tây bái. Hành, nó khẽ cắn môi cũng liền cho. Với Lý Lý vừa lòng nhìn trước mặt đại khoai tây, theo sau lại chỉ chỉ cần tên thượng phì gà, tới một con. Theo sau sản khoái đem tiền đồng phóng tới quầy thượng. Nàng nghĩ thầm may mắn cái này quầy chiếu cố nàng thân cao, bằng không trả tiền đều không thể biểu hiện ra loại này hào khí cảm giác. Vì thế với Lý Lý dùng kia mấy cái không như thế nào thuộc khoai tây thay đổi một cân đại khoai tây cùng một con đại phì gà, lúc sau liền đem dư lại hai văn tiền phóng tới chính mình tiểu túi tiền thực mau không trung liền truyền đến các tiểu hoa hướng dương bài hệ thống hữu khí vô lực thanh âm ấm áp nhắc nhở trong không gian tiền chỉ có thể ở không gian dùng đương nhiên bên ngoài tiền cũng không thể dùng ở trong không gian biết rồi biết rồi với lý lý xua xua tay ghét bỏ lẩm bẩm tiểu hoa hướng dương ngươi là nam hay nữ a à? sao so với ta nãy nãy còn muốn dông dài chạy nhanh cút đi ngươi chính là chơi không nổi động bất động chính là lăng 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 với lý lý phun tào xong nhắm mắt lại liền bắt đầu niệm chính mình khẩu quyết chờ nàng lại tỉnh lại liền phát hiện chính mình nằm ở nhà chính trên giường nhưng là nàng đổi khoai tây cùng đại phì gà đâu với lý lý sốt ruột nhìn quanh một vòng cũng không tìm được không phải là tiểu hoa hướng dương thẹn quá thành giận cho chính mình cắt xén đi này cẩu đồ vật sao có thể như vậy đâu chính đảng với lý lý nghĩ muốn niệm khẩu quyết trở về tìm hắn một trận tử chiến khi liền nghe được trong viện truyền đến đại bá nương hoàng thị kinh ngạc thanh âm nhà ai đại phì gà a với lý lý nhíu nhíu chóp mũi này sao có khác biệt a à? sao liền chạy trong viện đi đâu bất quá không quan hệ chỉ cần còn ở trong nhà là được nàng che cái miệng nhỏ ngắt một cái bên tai mơ hồ truyền đến một khắc nói ngạc nhiên thanh âm từ đâu ra khoai tây a à? với lý lý cảm thấy mỹ mãn công công môi theo sau nhắm mắt lại thật sự buồn ngủ nàng bên này ngủ nhưng thật ra an ổn không nghĩ tới trong viện nhưng náo nhiệt hoàng thị vốn dĩ đang ngồi ở trong viện phát ngốc, nàng cổ chân còn không thể đại biên độ có động tác đang nghĩ ngợi tới về sau nếu là có tiền muốn xài như thế nào vừa định đến mua cái cửa hàng liền cảm giác được trên đùi trầm xuống chờ lại phục hồi tinh thần lại liền nhìn đến một con đại phì gà chính họa ở chính mình trên đùi một người một gà hai bên đối diện ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi lúc này hoàng thị cảm thấy chính mình cùng này chỉ đại phì gà cộng tình nàng tưởng này chỉ đại phì gà lúc này khẳng định cũng thực nghi hoặc ta là ai ta ở đâu chờ hoàng thị phản ứng lại đây tay so đầu óc mau, nàng thình lình đột nhiên duỗi tay một trảo, trực tiếp bắt được cổ gà cấp bắt được. Đại phì gà, nghe ta nói cảm ơn ngài, nó hai cái đùi đều bị cục lấy đâu, còn sợ nó chạy không thành. Không trong chốc lát đang ở trong phòng bếp vội vàng cọ cọ rửa rửa ngô thị quay người lại liền nhìn đến thớt bên thả mấy cái khoai tây, mới có vừa rồi với lý lý nghe được động tĩnh. Trong nhà đột nhiên toát ra tới đại phì gà cùng khoai tây làm toàn gia đều nghi hoặc khó hiểu, chỉ có với lão thái đang nghe này đó lúc sau, như suy tư gì quay đầu lại nhìn mắt nhà chính nhắm chặt cửa phòng. Mặc kệ như thế nào, trong nhà đột nhiên nhiều này đó cũng là chuyện tốt, với lão thái dặn dò bọn họ không cần lộ ra. Hoàng thị các nàng tự nhiên là sẽ không ra bên ngoài nói, nói không chừng giống như là bà bà nói như vậy, là ông trời cố ý cho bọn hắn ra đâu. Nương, ta giữa trưa cho nó hầm. Với lão thái nghĩ nghĩ, thành, các ngươi nhìn lộng đi. Dù sao đều là cháu gái làm ra, quan phóng không phải bạch mù hảo ngô thị các nàng cao hứng gật gật đầu trong nhà đã có mấy ngày chưa thấy qua thịt tanh có này chỉ đại vì gà mặc kệ là hầm canh vẫn là xào rau đều có thể ăn nhiều một ít các ngươi đi vội đi ta đi xem lý lý hảo tương đương lão thái trở về phòng thấy lý lý còn đang ngủ say bất quá kia túi tiểu khoai tây không thấy rõ ràng ở lý lý ngủ thời điểm nàng đem cái kia túi tử phóng tới bên người nàng với lão thái nghĩ đem trong ngoài đều tìm hạ mũi chân điểm hướng giường bên trong nhìn nhìn cũng không tìm được. Nàng hiện tại là càng thêm cảm thấy trong nhà đột nhiên ra tới đồ vật nhất định không phải cái gì trùng hợp. Tương đương lý lý tỉnh lại thời điểm liền phát giác một đạo sáng quắc ánh mắt chính nhìn chính mình, là nàng cái kia hai mắt tỏa ánh sáng nải nải. Với lý lý ước chừng có thể đoán được ý gì, quả nhiên với lão thái đè thấp thanh âm, những cái đó tiểu khoai tây có phải hay không bị lý lý lấy đi đổi tốt. Ngẩn. Với lý lý liền thích cùng nải nải như vậy người thông minh giao tiếp. Chương 224 là con thỏ. Có với lão thái cái này, cảm kích nhân sĩ hỗ trợ đánh yểm trợ, với lý lý từ bên ngoài lộng đồ vật tiến không gian đi bán sự liền dễ dàng nhiều. Nhưng thường xuyên qua lại như thế, nhưng thật ra làm Tiểu Hoa hướng Dương nhìn không được. Thẳng đến với lý lý lấy ra tới một cái rõ ràng dùng quá phá ấm sành đúng lý hợp tình muốn đổi tiền thời điểm, nó thật sự là nhịn không được, ngươi lừa gạt quỷ đâu. Thứ này ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra tới. Với lý lý nhấp nhấp miệng này như thế nào không thể đổi tiền. Ta nãy nãy nói, thứ này nhưng đáng giá, nếu không phải xem ở hai ta quan hệ tốt phân thượng, ta mới luyến tiếc bán cho ngươi đâu. Ngươi sao như vậy có thể bị chuyện đâu. Không trung truyền đến kịch mũi coi thường thanh âm, ta cảm ơn ngài lạc. Với lý lý nghe hắn ngữ khí, cũng biết chính mình phải dùng bình đổi tiền sự tám phần muốn ngâm nước nóng, này ngoạn ý không hảo lừa đâu. Cũng may nàng còn cầm hai viên củ tỏi, cái này tổng có thể đi. Có lẽ là nàng ngay từ đầu lấy ra tới phá ấm sành thật sự là quá phá cho nên lại nhìn đến này hai viên cũng không lớn củ tỏi khi nó thế nhưng đều cảm thấy là đáng giá cứ như vậy với lý lý dùng hai viên củ tỏi thay đổi một cái thịt khô trước khi đi hệ thống còn ở nàng sau lưng ồn ào nói lần sau nếu là còn dám lấy không đáng giá tiền đồ vật tới đổi tiền liền đem nàng đá ra đi với lý lý cũng không biết nó có phải hay không thật sự có thể đem chính mình đá ra đi nhưng là tưởng lừa gạt quá quan nhìn dáng vẻ là không thể thực hiện được. Bất quá cũng may có với lão thái cái này thần giống nhau giúp đỡ ở, liên quan căng cà rốt đều có thể cho nàng làm tới. Muốn hỏi nàng vì sao thế nào cũng phải bộ mang căng cà rốt, bởi vì nàng thượng một lần tiếng không gian thời điểm, trong lúc vô tình nghe được tiểu hoa hướng dương lẩm bẩm một câu thứ này có gì tốt, đều không có một cây cà rốt tới thật sự. Cho nên với lý lý thực mau liền bắt được thương cơ, nói không chừng cà rốt giá cả cao. Với Lý Lý mang theo một túi tử mới mẻ cà rút tiến vào không gian thời điểm, quả nhiên đang nói giao dịch giá cả thời điểm, rõ ràng liền cảm giác được tiểu hoa hướng dương có chút kích động. Cho nên với Lý Lý cũng liền khó được kiên cường đi lên, 15 văn, không bán thấp hơn. 15. Hệ thống sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới nàng dám công phu sư tử ngoạm, ngươi sao không đi đoạt lấy A. Ngươi ái muốn hay không, với Lý Lý làm bộ đem túi miệng rắc lên, dù sao ta cũng không tính toán bán cho ngươi. Ai ai ai, ngươi đi gì a? À, hệ thống ăn nói khép nép gọi lại nàng, ta lại chưa nói không cần. Này ủy khuất lại ngạo kiều ngữ khí làm với lý lý trong lòng vui sướng, nàng đã sớm dự đoán được tiểu hoa hướng dương khẳng định muốn này cà rốt. Tuy rằng không rõ vì sao cà rốt có thể bán ra như vậy cao giá cả, nhưng là chỉ cần nó thu là được. Hai bên một phen mặt cả lúc sau, lấy 11 văn giá cả thành giao. Với lý lý đem này bút, cự khoản để vào túi tiền, rất đáng giá thân thể đi quầy bên kia nhìn xem chính mình muốn mua gì nàng từ tả đến hữu từ trên xuống dưới đánh giá hơn nửa ngày có tiền cảm giác là thật tốt a à. nàng tuyển ba thứ mới hoa tam văn tiền đều là trong nhà thực tế có thể sử dụng đến vừa muốn trả tiền thời điểm liền nghe được sột sột soạt soạt thanh âm với lý lý theo thanh âm tay chân nhẹ nhàng đi qua sột sột soạt soạt thanh âm ly gần vừa nghe biến thành răng rắc răng rắc sắc thanh âm với lý lý nhanh chóng ra tay đột nhiên một trảo bị nàng từ trong bụi cỏ túm ra tới một con tuyết trắng con thỏ. Con thỏ rõ ràng cũng không nghĩ tới nàng sẽ trảo chính mình, lúc này còn ôm một cây cà rốt ở gặm, với lý lý thực mau liền nhận ra tới, kia chẳng phải là nàng mới vừa bán đi những cái đó sao. Tiểu hoa hướng dương phóng cái đồ vật sao như vậy không đáng tin cậy đâu. Còn bị con thỏ cấp trộn. Người mới không đáng tin cậy đâu. Với lý lý nhìn quanh bốn phía, nghĩ thầm này tiểu hoa hướng dương thật đúng là không chỗ không ở a à. cũng may chính mình không có nói nó nói bậy bằng không liền nó cái kia xuẩn bộ dáng nói không chừng thật đúng là liền sẽ đem chính mình hống đi ra ngoài ngươi cái này con thỏ đụng phải ta cũng là ngươi xui xẻo với lý lý nhẹ nhàng ôm nó ta bắt được chính là của ta con thỏ tiểu hoa hướng dương ta đi lâu với lý lý gân cổ lên hướng không gian hô một tiếng nguyên bản cũng không nghĩ tiểu hoa hướng dương có thể đáp ứng với Lý Lý đã làm tốt khai lưu chuẩn bị, nhưng là không chờ nàng bán ra một bước, liền nghe được trong lòng ngực con thỏ mở miệng, ngươi phải đi liền đi, đừng đem ta ôm đi. A. À. Với Lý Lý không phản ứng lại đây, mảng đầu óc đều là con thỏ thành tinh. Nàng một nhảy ba thước xa, phía trước còn bảo bối không nhẹ con thỏ, lúc này bị nàng một sợ hãi cấp ném tới trên mặt đất. Ai u, không trung xuyên ra hệ thống thanh âm, ngã chết ta. Với Lý Lý nghe không trung nói, nhìn nhìn lại kia chỉ quỳ rạp trên mặt đất con thỏ, ý gì rãi? Con thỏ là tiểu hoa hướng dương. Vẫn là tiểu hoa hướng dương là con thỏ. Tiểu hoa hướng dương. Nàng thử mở miệng kêu một tiếng, quả nhiên phát hiện kia con thỏ lỗ tai dựng lên. Với lý lý vẫn là có chút khó có thể tin, con thỏ có thể nói. Ước chừng qua 15 phút, với lý lý vẫn là có chút khó mà tin được cùng chính mình nói chuyện nói như vậy nhiều ngày thế nhưng là một con thỏ. Trách không được nó như vậy thích cà rốt nguyên lai like là như thế này. Với Lý Lý một phen nắm lại đây muốn chạy trốn con thỏ, phụng ở trong ngực tả hữu đánh giá, tiểu hoa hướng dương, ngươi thật đúng là làm người ngoài dự đoán Nga. Bất quá nàng đều có không gian như vậy thần kỳ sự tình, kia trong không gian có con thỏ có thể nói, giống như liền cũng không khó tiếp nhận rồi. Ngươi đừng cho là ta tiểu liền khi dễ ta. Tiểu hoa hướng dương trầm rì mắt trợn trắng, ta chính là nắm giữ ngươi có thể hay không đổi tiền quyền lợi nghe được giờ này khắc này còn muốn uy hiếp chính mình thỏ con với lý lý không hề có sợ hãi ý tứ thậm chí còn đang suy nghĩ nếu chính mình đem này con thỏ cấp mang đi kia nơi này đồ vật còn không phải chính mình nguyện ý lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít a à. hai ta cùng vinh hoa chung tổn hại tiểu hoa hướng dương đã nhìn ra nàng ý tưởng dãy dụ mở miệng nói ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ rồi mới làm không đúng là tam tư mà không được kỳ thật với lý lý cũng chính là như vậy tưởng tượng cũng không có thật sự muốn đem nó thế nào nói nửa này trong không gian đồ vật thực không tồi nàng đối trước mắt sinh hoạt vẫn là tương đối vừa lòng thành đi xem ở ngươi như vậy đáng yêu ái phân thượng với lý lý nâng khuôn mặt nhỏ nhi ta đây cũng không đem ngươi mang đi tiểu hoa hướng dương nghe ta nói cảm ơn ngài ta về sau còn sẽ cho ngươi mang cà rốt ngươi chiếu cố hảo chính mình là được tiểu hoa hướng dương nói xong lúc sau liền rốt cuộc chưa nói mặt khác này rõ ràng chính là ghét bỏ nàng nấu ăn làm không rõ còn có thể trông cậy vào gì a à? Với lý lý không nghĩ tới chính mình có bị nó cấp ghét bỏ. Ngươi. Hệ thống ở trong lòng muốn mắng chửi người, cái này cẩu đồ vật ý thế hiếp người, còn ghét bỏ chính mình xuất thân đâu. Với lý lý không biết nó trong lòng suy nghĩ, nhưng là nhìn kia con thỏ ánh mắt sẽ biết. Đi đi. Chương 221 chỉ có thể loại cà rốt. Từ với lý lý đã biết, tiểu hoa hướng dương chân thân là một con thỏ lúc sau, liền lâu lâu lấy một ít cà rốt tới. Đương nhiên, khẳng định không phải bạch cấp A. Khi đều là có thể đổi thật đánh thật tiền đồng. Hôm nay, với lý lý mới vừa đem đổi lấy tiền đồng phóng tới chính mình tiểu túi tiền, liền nhìn đến, tiểu hoa hướng dương, đã gấp không chờ nổi ôm một cây cà rốt ra bên ngoài túng. Một con tuyết trắng thỏ con thoạt nhìn liền cùng mới sinh ra không lâu dường như, hai chân hai chân đều dùng tới cũng liền so một cây cà rốt lớn hơn không được bao nhiêu. Với lý lý mới vừa thay đổi tiền lúc này tâm tình hảo, nàng ngồi xổm xuống thân mình rất có hứng thú nhìn một màn này. Thẳng đến thấy thỏ con quan ngã cái chổng vó, mới phục phục cười ra tiếng tới. Nhìn một cái này không tiền đồ bộ dáng. Với lý lý ngoài miệng ghét bỏ, bất quá vẫn là dùng hai tay đem kia căng cà rốt cấp túng ra tới. Thỏ con được tâm tâm niệm niệm cà rốt, cũng không rảnh lo cùng nàng so đo, há mồm liền phải gặm, lại bị người mang cà rốt cấp sách đi lên. Sợ tới mức nó chạy nhanh ôm chặt cà rốt. Làm gì a? À? còn có thể hay không làm nhân gia hảo hảo ăn một bữa cơm ngươi dơ không dơ a à. thứ này cũng chưa tẩy đâu ngươi liền hướng trong miệng tắt với lý lý ghét bỏ ông nó một bàn tay kéo cà rốt đến bờ sông đi rửa sạch chờ rửa sạch sẽ mới lại đưa cho nó ăn đi chỉ thấy thỏ con ôm cà rốt răng rắc răng rắc ăn vui sướng với lý lý theo bản năng chép chép miệng liền nhìn đến nó yên lặng xoay người keo kịp với lý lý nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng bất quá nàng ở trong lòng đi an ủi chính mình có tiền đồng trong chốc lát đổi điểm ăn ngon là được ai ta nói tiểu hoa hướng dương với lý lý nâng quai hàm nói ngươi liền không nghĩ tới cái gì kêu miệng ăn núi lỡ sao nói nữa nơi này không có cà rốt sao chính gặm thơm ngọt thỏ con đốn hạ theo sau lại tiếp tục gặm không có nó mới sẽ không nói là bị bởi vì bị nó gặm hết đâu với lý lý không nghi ngờ có hắn nghĩ nó còn ăn rất nhiều lần trước đưa tới những cái đó cũng đã sớm không có tung tích, phỏng chừng cũng đều là vào nó bụng. Tiểu hoa hướng dương, ngươi tưởng không nghĩ tới, chính mình loại một ít cà rốt. Bị điểm danh thỏ con quay đầu tới nhìn nàng một cái. Với lý lý chống cầm, tùy tay chỉ một chút cách đó không xa đất trống, nếu là này phiến đều loại thượng cà rốt, ngươi liền tùy thời đều có thể ăn tới rồi. Thỏ con hồng con mắt xoay đầu nhìn về phía nàng chỉ địa phương, tự hồ suy nghĩ nàng lời nói có vài phần tính khả thi. Bất quá hiện thực vấn đề là, tiểu hoa hướng dương chân thân là cái con thỏ, cũng không thể khai hoang cũng không thể quốc đất. Không quan hệ, ngươi có ta a à. Với lý lý vỗ bộ ngực bảo đảm nói, này đó ta đều có thể làm. Thỏ con hồ nghi nhìn về phía nàng, nàng có thể có lòng tốt như vậy. Với lý lý cười hắc hắc, đương nhiên, tiểu hoa hướng dương nếu có thể chi trả cho ta tiền công là được. Quả nhiên, thỏ con yên lặng quay đầu tiếp tục gặm chính mình cà rốt thấy nó không có hứng thú còn trắng chính mình liếc mắt một cái với lý lý nóng nảy ta ra cà rốt hạt giống còn xuất lực ngươi liền phó điểm tiền là được như vậy đều không được nàng cũng chưa tính toán nhiều muốn nó hợp lý hợp theo tiền công đều không bỏ được cấp thật nhỏ mọn liền này còn muốn ăn cà rốt đâu với lý lý trong lòng tính toán nó nếu là không đồng ý khi chính mình kế tiếp liền không cho nó mang cà rốt thấy nó vẫn là không hé răng với lý lý trong lòng tính toán phỏng chừng suy nghĩ từ nơi này chuyển tiền là không có khả năng qua một lát mới nghe được nó rầm rì nói ta không thể mua ngươi làm việc bất quá ngươi có thể ở chỗ này loại bán cho ta đây là nó có thể nghĩ ra được duy nhất chiếc trung biện pháp đã có thể bảo đảm chính mình có mới mẻ của cải ăn còn có thể cho nàng tiền đẹp cả đôi đàn với lý lý mắt sáng rực lên chính là a à, nàng như thế nào không nghĩ tới đâu ở nàng tới nơi này ngày đầu tiên này tiểu hoa hướng dương liền nói quá chính mình có thể ở trong không gian loại đồ vật dưỡng đồ vật sau đó nó dựa theo bên ngoài giá cả tới thu như vậy cùng nó thuê không thuê chính mình có gì khác nhau a à? với lý lý càng nghĩ càng cảm thấy việc này được không bất quá ngươi đến phó tiền thuê thỏ con thấy nàng như vậy vui vẻ nhìn không được mở miệng dội nước lã quả nhiên nàng vừa nghe đến còn muốn tiền thuê cọ lập tức liền đứng lên bất mãn chỉ vào nó cái mũi gian thương gian thương nói là ta không gian, ta yếu điểm đồ vật đến tiêu tiền, muốn loại điểm đồ vật còn muốn phó tiền thuê, liền này còn có mặt mũi nói là của ta. Tiểu Hoa Hướng Dương tự biết đuối lý ôm chặt cà rốt, nhỏ giọng lẩm bẩm, kia đều là quy định a, à, ta cũng không có biện pháp, kia muốn ngươi gì dùng? Với lý lý bóp chặt eo, thấy nó còn ôm chính mình cấp tẩy cà rốt liền khí không đánh vừa ra tới, trực tiếp cấp lay ra tới phải cho nó ném xuống. Đừng đừng đừng, Tiểu Hoa Hướng Dương vội kêu đình nàng mắt trong mong nhìn nàng trong tay cà rốt, có việc hảo thương lượng, hảo thương lượng. Chỉ cần đừng nhúc nhích nó củ cải, vạn sự đều hảo thuyết. Vậy ngươi nói nói sao thương lượng? Với lý lý một bàn tay nắm chặt kia căng cà rốt, trên cao nhìn xuống nhìn nó, như là nó không cho chính mình một hợp lý giải thích, nàng trong tay cà rốt liền trực tiếp bay ra đi giống nhau. Muốn đặt ở trước kia, tiểu hoa hướng dương cũng sẽ không làm nàng uy hiếp đến. Nhưng là này không phải thật lâu không có ăn qua củ cải, hơn nữa trong khoảng thời gian này với Lý Lý lâu lâu cầm củ cải tới, này từ nghèo thành giàu dễ từ giàu về nghèo khó sao. Như vậy, người đất cho thuê tiền thuê liền 10 văn tiền. Với Lý Lý oai đầu nhỏ nghĩ nghĩ, tam văn. Tam, tiểu hoa hướng dương dùng sức lắc đầu, không có khả năng, này cũng quá thấp, căn bản không có khả năng. Ân. Ừ. Với Lý Lý cầm củ cải xoay quanh, tự hồ ngay sau đó liền phải bay ra đi. Ai nha, người cấp quá thấp, bằng không như vậy, tám văn, tám văn ngươi xem có thể hay không. Với lý lý lắc đầu, không được, lại ngẫm lại. quan tiền thuê đều tám văn, đều đủ ở chỗ này mua nhiều ít đồ vật. Dù sao nàng là sẽ không lấy ra tới này tám văn tiền. Tiểu hoa hướng dương khẽ cắn môi, sáu văn, không thể lại thiếu. Tam văn. Với lý lý lại cho giới, ngươi xem có thể biết không có thể hành. Tiểu hoa hướng dương sớm biết rằng nàng là cái vắt chày ra nước hóa, nhưng là cũng không nghĩ tới như thế mặt dày vô sĩ ngươi không thể một văn một văn thêm a à. nó đều là cho nàng vài văn vài văn đi xuống rớt nàng khen ngược ở chỗ này nói đã nửa ngày mới cho trướng một văn tiền với lý lý nhấp nhấp miệng hai văn nữa phốc tiểu hoa hướng dương khó có thể tin nhìn nàng thấy nàng không có muốn mau vui đùa bộ dáng nó bất đắc dĩ đỡ tráng như vậy đi bốn văn tiền cho ngươi thuê một mẫu tùy ngươi loại điểm đi với lý lý ở trong lòng tính toán bốn văn tiền có đáng giá hay không nhưng cái dạng này ở tiểu hoa hướng dương trong mắt đó chính là được tiện nghi còn khoe mẻ. Tiền đề là chỉ có thể loại cà rốt. Với lý lý tự hỏi hạ liền gật đầu, nàng vốn dĩ cũng không tính toán loại khác, trồng ra củ cải liền có thể trực tiếp ở chỗ này bán. Quả thực là một công đôi việc, không thể tốt hơn. Chương 223 ai, nói ngươi đâu? Với lý lý gần nhất mấy ngày rất bận rộn, cuối cùng là ở lần thứ 5 tiến vào không gian lúc sau đem một mảnh nhỏ củ cải loại thường. Hô! Nho nhỏ thân thể tuy rằng ở trong không gian chân cẳng so ở bên ngoài thời điểm là nhanh nhẹn không ít, nhưng tới tới lui lui vịt thời gian dài như vậy, chân cũng toan chân cũng mệt mỏi. Ai, cho ta đấm đấm. Ông cà rốt cảm chính hương tiểu bạch thỏ nghe vậy liền đầu cũng không chuyển một chút, không hề có đem nàng lời nói để ở trong lòng. Với lý lý vương chân ngắn nhỏ đá đá nó, nói ngươi đâu. Chỉ thấy tiểu bạch thỏ chậm chậm hướng bên cạnh xe dịch. Với lý lý xem như đã nhìn ra, Tưởng chiếm nó điểm tiện nghi là liền môn đều không có. Nàng chậm rì rì xoay người lại mặt Triều Thượng, nhìn mặt trên trắng xóa một mảnh, tò mò này lại không có thái dương gì, sao phân chia ban ngày đêm tối. Vừa định hỏi một chút Tiểu Hoa hướng Dương, liền nghĩ đến vừa mới kia con thỏ đối chính mình làm lơ, nàng hừ hừ một tiếng lại quay đầu tới tiếp tục thưởng thức phong cảnh. Trong lòng tính toán chờ chính mình lại lớn lên một ít, liền đem nơi này tất cả đều loại thượng đồ vật, đến lúc đó chính mình tưởng đổi cái gì liền đổi cái gì với lý lý đãi trong chốc lát dẫn theo mấy cân thịt ra tới tỉnh lại lúc sau theo thường lệ nghe được bên ngoài truyền đến tứ thẩm kinh ngạc thanh âm bất quá cũng may trong khoảng thời gian này trong nhà hiếm lạ sự tình quá nhiều các nàng cũng chính là đột nhiên nhìn đến thời điểm kinh ngạc một chút lúc sau liền dựa theo thường lui tới giống nhau đem thịt xử lý rớt này cũng thành vu gia toàn gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình bất quá cũng chỉ có với lão thái trong lòng có cái đại khái với lý lý ở xe tập đi luyện tập đi đường nghe các nàng nói chuyện. Khoai tây nên bào, ngày mai nhiều làm chút ăn, tranh thủ một ngày có thể vứt xong. Với lão thái một bên nạp đế dày tử, một bên nói. Trong nhà khoai tây tổng cộng cũng liền loại một mẫu đất, đều không cần với lão đại bọn họ cố ý trở về, các nàng mấy cái hơn nữa với lão cha là được. Thuận lợi nói cũng chính là một ngày xong việc. Tuy rằng là lần đầu tiên loại khoai tây, nhưng là phía trước Lâm tiểu thiếu gia cấp viết xuống không ít những việc cần chú ý, hẳn là cũng không có gì đại sự. Sáng sớm hôm sau, người một nhà khiên cái quốc rổ xuống đất thời điểm, trên đường gặp được không ít đồng dạng xuống đất đào khoai tây cùng thôn người. Đại gia hỏa đều đối đào khoai tây sự tràn ngập chờ mong cùng tò mò. Lúc này đây đào khoai tây đều là nhóm đầu tiên đi theo với lão cha loại khoai tây, còn có một ít loại hơi chút chậm một chút, đến lại chờ hai ngày. Với Lý Lý cũng đi theo tới, nàng cũng muốn nhìn một chút khoai tây thu hoạch gì dạng. Nàng ngồi ở tiểu xe đẩy, hiện tại Thái Dương đã không như vậy độc, còn có gió nhẹ phất quá, đảo cũng tự tại. Ta trước thử xem. Với lão cha cầm cái quốc xoa tay hầm hè xuống đất, mọi người cũng đều khẩn trương nhìn hắn. Chỉ thấy với lão cha một cái quốc đi xuống, thổ bị phiên lại đây, hắn công lưng đem hòn đất lay khai, rỗng tuyết, gì cũng không có. Này! Với lão cha trong lòng trầm xuống, hắn cùng với lão thái nhìn nhau, theo sau lại huy hạ đệ nhị cái quốc, vẫn là lần đầu tiên giống nhau, vẫn như cũ là cái gì đều không có. Hắn mày nhăn lại, phóng nhãn này một mẫu đất trong lòng có chút nói không nên lời trầm trọng chung quanh có người nhịn không được này sẽ không gì cũng không có đi chúng ta ăn gì a à? kỳ thật hắn những lời này cũng nói ra ở đây mọi người tiếng lòng đại gia hỏa đều trông cậy vào trong nhà loại một chút khoai tây sống qua đâu này nếu là gì cũng không có kia chẳng phải là đoạn đại gia hỏa đường sống sao lúc trước ta liền nói không thể loại khoai tây hiện tại hảo bạch bận việc một hồi ta lúc ấy cũng nói Mấy cái thiếu kiên những người bắt đầu nghị luận sôi nổi Với lý lý biểu môi, sao pháo Từng cái đều là mã hậu pháo Lại đến Trĩ non nớt nộn thanh âm vang lên Chỉ thấy với lý lý trắng đỏn sạch sẽ khuôn mặt nhỏ thường Nho đen dường như mắt to nhìn bên này Với lão cha gật gật đầu Ngay sau đó huy cái quất Lần này không chờ hắn lay hòn đất Bởi vì một cái so với hắn nắm tay đều phải đại Không ít khoai tây thình lình xuất hiện ở đại gia hỏa trước mặt Mọi người trên mặt vui vẻ đặc biệt là với lão cha càng hăng hái hắn cao hứng lại tiếp tục đào cái thứ hai cái thứ ba không nhiều lắm một lát trên mặt đất cũng đã đôi không ít khoai tây hơn nửa cái đầu cũng là cái đỉnh cái đại nhanh lên đều đi đào khoai tây đi thôi thông trưởng kích động bàn tay vung lên thét to vừa mới còn ở bất mãn nói ra nói vào vài người cũng kẹp chặt cái đuôi xám xịt rời đi vu gia người không chịu ảnh hưởng sở hữu tâm tư đều bị này đó đại khoai tây cấp hấp dẫn ở với lão thái các nàng đều đi theo mặt sau đem khoai tây nhặt được trong rổ đi. Khoai tây đại, một cái rổ cũng trang không được quá nhiều liền đầy. Với lý lý còn lại là ngồi ở tiểu xe đẩy oai đầu nhỏ tưởng, này đó khoai tây nếu là bán cho tiểu hoa hướng dương, khẳng định muốn bán không ít tiền đi. Lần trước nhìn đến trong không gian còn có dược liệu đồ bổ, còn có bông vải dệt. Nàng nhìn đến chính mình bên cạnh mấy cái tràn đầy rổ, nhìn nhìn lại còn trên mặt đất bận việc mọi người, với lý lý nhắm mắt lại ở trong lòng mặt niệm khẩu quyết chờ nàng xong xuôi sự tình trở về lúc sau, ly nàng gần nhất một sọt khoai tây đã không, trước hết phát hiện chính là đem khoai tây dọn lại đây với lão thái. Với lão thái nhìn đến một cái. Không rõ còn sửng sốt, phản ứng lại đây liền nhìn đến tiểu cháu gái chính liệt cái miệng nhỏ hướng chính mình cười đâu, này còn có gì không rõ. Hiện giờ trong nhà thường thường liền sẽ nhiều ra tới rất nhiều đồ vật, tuy rằng ngẫu nhiên cũng ít điểm đồ vật, nhưng là thiếu đều là một ít không đáng giá tiền, nhiều ra tới đều là thứ tốt với lão thái tự nhiên minh bạch đây đều là lý lý công lao thấy không một rổ khoai tây nghĩ đến cũng là lý lý cầm đi tổ tôn hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười một cái lúc sau với lão thái liền cầm cái kia không rổ tiếp tục trang khoai tây đi dù sao hiện tại đại gia hỏa ánh mắt đều bị trong đất hấp dẫn đi rồi cũng không ai chú ý tới bên này khoai tây cũng không số tự nhiên cũng sẽ không biết thiếu một sọt chờ đem sở hữu khoai tây đều vận về nhà lúc sau thật đúng là đã là thái dương mau xuống núi lúc nhìn mãn viện tử khoai tây các nàng cũng không nghĩ tới kia một mẫu có thể trồng ra nhiều như vậy. Đại gia hỏa tuy rằng mệt mỏi một ngày, nhưng tâm tình thoải mái, đơn giản rửa rửa, ăn điểm cơm liền về phòng nghỉ ngơi. Chờ tới rồi ngày hôm sau, mới bắt đầu tưởng này đó khoai tây sao xử lý. Các nàng lưu ra tới một ít ăn, dư lại đều cầm đi bán tiền, hơn nữa kia Lâm tiểu thiếu gia nói, thứ này dài quá mầm liền không thể ăn. Nương, ta có cái ý tưởng. Thúy Bình đột nhiên mở miệng nói mọi người ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn qua đi chỉ thấy nàng thần thần bí bí nói nhà ta cũng thật lâu không có ăn qua quán nếu là chúng ta chuyên môn nướng khoai tây các ngươi nói có thể hay không hành này thật đúng là cái mới lạ ý tưởng nếu là thật sự được không kia khoai tây cũng không lo không địa phương bán đi này khoai tây nướng có thể ăn ngon sao ngô thị có chút chần chờ bằng không trước thử xem đi chúng ta trước nướng mấy cái nếm thử với lão thái đề nghị trước nhà mình nếm thử vị có thể nói lại chuẩn bị ra quán sự này nướng đồ ăn là nhà bọn họ sở trường sống càng đừng nói cũng chỉ là nướng cái khoai tây chẳng qua ở các miếng vẫn là nguyên lành cái nướng vấn đề thượng sinh ra khác nhau cùng lắm thì đều thử xem với lão thái chụp bản vì thế liền dùng xiên tre xuyến một ít khoai tây phiến lại xuyến mấy cái toàn bộ tiểu khoai tây không quá bao lớn một lát trong viện cũng đã truyền đến mê người mùi hương lại xoát thượng nhà bọn họ tự chế chấm liêu khi mùi hương càng là tràn ngập toàn bộ sân. Chờ ăn đến trong bụng thời điểm, toàn gia đều dựng ngón tay cái, các phiến khoai tây sẽ càng làm một ít, toàn bộ tiểu khoai tây sẽ càng thêm mềm mại một ít, các có các đặc điểm. Cuối cùng vẫn là với lão thái nói này hai dạng đều làm, các nàng còn muốn nhiều lộng một ít tân đa dạng, như vậy mới có thể càng thêm hấp dẫn người. Nếu thương lượng hảo hết thảy công việc, các nàng đem ra quán thời gian định ở ngày mai. Các nàng đi địa phương vẫn là trước kia chỗ cũ, Bất quá bên cạnh bán đậu hũ lão hán không ở, cũng không biết có phải hay không chịu phía trước tình hình tai nạn ảnh hưởng. Giá hảo sạp, chuẩn bị tốt than hỏa, lại đem xuyến cốt cái thẻ đều đem ra. Bán que nướng nghi chuyện này, các nàng là trước lạ sau quen, trung gian tuy rằng cách thời gian dài như vậy, nhưng là hiện tại cũng là dễ như trở bàn tay. Các nàng phía trước cũng tích cốc một ít khách hàng quen, thấy các nàng tất cả đều là nướng khoai tây, còn so với phía trước giá cả tiện nghi, đều tính toán mua một hai xuyến nếm thử hương vị. Ai biết này một hai xuyến đi xuống, liền hoàn toàn thích cái này mềm mại hơn nữa thì là hương vị. Sẽ không dầu mỡ, cũng sẽ không nhạt nhẽo vô vị, ai có thể dự đoán được một cái khoai tây có thể ăn ngon như vậy. Vu gia mang đến cái thẻ đều nướng xong rồi, còn có rất nhiều người chưa đã thèm đâu. Các nàng bảo đảm ngày mai nhất định còn tới, mọi người mới lưu luyến không rời tan đi. Với lão thái các nàng thu thập sạp về nhà, vừa đến gia liền gấp không chờ nổi đếm tiền. Suốt 357 văn với lão thái ha hả mừng rỡ không khép miệng được, này có thể so các nàng trực tiếp đem khoai tây bán đi muốn tránh nhiều. Chương 224 có phải hay không chơi không nổi. Trong nhà một mẫu đất khoai tây cũng đủ bọn họ ra hơn phân nửa tháng quán nhi. Bọn họ còn để lại nhà mình ăn, với lão thái đếm đến tiền, một mẫu đất bán 12 lượng nhiều, này có thể so các nàng lường trước còn muốn nhiều đâu. Trong thôn có nhân gia đỏ mắt, cũng học nhà bọn họ bán nướng khoai tây, nhưng là luôn là học không tới bọn họ chấm liêu, cho nên lão khách hàng còn đều là đi Vu gia quầy hàng đi lên mua, thật tệ bất quá đi mới đi nhà khác mua. Trong nháy mắt liền vào tháng chạp, gió lạnh một thổi cũng là đến xương lạnh. Với Lý Lý cũng đã thay áo bông quần bông, muốn nói phía trước nàng hận không thể lập tức học được chạy lên, mà hiện tại đừng nói chạy, chính là làm nàng ra cái môn nàng đều không muốn. Quá lạnh. Này cũng quá lạnh. Vu gia toàn gia đều là cần kiệm tiết kiệm quán, liền tính là ở mùa đông cũng không cảm thấy gì, nên làm việc vẫn là làm việc bất quá vào đông cũng không gì muốn làm, cũng không cần đi đồng ruộng làm việc, phần lớn thời gian đều đãi ở trong phòng nạp cái đế giày tử gì. Với lão cha còn lại là thường thường cùng thôn trưởng sau cờ, ngẫu nhiên uống thượng hai chung tiểu rượu. Chỉ có với lý lý cái này mới đến tiểu cẩm lý, mỗi ngày đều đông lạnh đến quấn chặt tiểu chăn, rõ ràng so ấm áp thời điểm muốn héo ba rất nhiều. Thúy Bình dùng hàm răng đem đế giày tử thượng tuyến trắng đứt, quay đầu liền nhìn đến khuê nữ tránh ở trong ổ chăn chỉ lộ ra tới một đôi mắt to ở bên ngoài nàng thở dài, có như vậy lạnh không? Với Lý Lý chớp chớp đôi mắt, lúc sau đơn giản đem đôi mắt cũng nhắm lại, mắt lạnh. Lý Lý, ta đi tìm nải nải chơi đi. Với Lý Lý nghe vậy, hừ hừ cự tuyệt, chủ yếu là từ các nàng này phòng đến nải nải kia phòng còn phải trải qua hành lang, cũng chính là đến ra cửa, quá lạnh, không cần. Ngươi lại nằm xuống đi, không thể được, Thúy Bình đem trong tay đồ vật đều buông, đi qua đi nhéo nhéo chính mình khuê nữ cấp khuôn mặt nhỏ, ngủ tiếp nói, mặt đều phải lớn, với lý lý né tránh, nghĩ thầm đại liền đại đi, tổng so lạnh hảo. Trước hai ngày Nguyên Bảo mụ nội nó ôm Nguyên Bảo tới trong nhà chơi thời điểm, nàng nhìn đến Nguyên Bảo khuôn mặt đều đông lạnh cùng con khỉ mông dường như, nàng mới không cần đâu. Chỉ là nàng người tiểu ngôn hơi, chung quy là trứng chọi đá, vẫn là bị nàng nương từ trong ổ chăn cấp vớt ra tới. Ngô Với lý lý một giật mình, theo sau tiểu thân mình đã bị nhanh chóng nhét vào một cái nướng ấm áp áo bông. Nguyên lai like là Thúy Bình ở làm cơm sáng thời điểm, liền cầm lý lý tiểu áo bông tiểu quần bông đi nồi và bếp trước nướng nướng, chỉ là lúc ấy lý lý căn bản không muốn khởi, cho nên đành phải ở nồi và bếp nơi đó dùng dư ấm áp. Lúc này mới vừa lấy về tới, mặc vào khẳng định ấm áp, xem lý lý tiểu bộ dáng liền đã nhìn ra. Thúy Bình cấp lý lý mặc vào áo bông lại đem móc tre quần bông thượng dây thường hệ thượng, theo sau lại đến một bên lấy ra tới một cái phấn mượt mà vây cổ cho nàng vây thượng. Này vây cổ là nàng mới vừa dệt, dùng đều là ở trấn trên cố ý mua tốt một chút tuyến tử như vậy tuyến quý, bất quá cũng may Lý Lý phải dùng vây cổ không dùng được nhiều ít. Với Lý Lý khuôn mặt nhỏ đều sắp tàn đến vây cổ, nàng tò mò lay lay, thỏa mãn than thở ra tiếng. Cho nàng thu thập thỏa đáng lúc sau, Thúy Bình liền ôm nàng hướng với lão thái phòng đi. Mới vừa vào phòng liền nhìn đến nguyên bảo mụ nội nó liễu bà tử mang theo nguyên bảo tới xuyến môn, bởi vì phía trước lương thực sự, liễu bà tử đến có rất dài một đoạn thời gian không dám đến quá mức gia, cũng chính là khoảng thời gian trước mới lại lui tới với lão thái lúc ấy cũng khí nàng không tuân thủ tin, nhưng sau lại lại xem ở đều là một cái thôn duyên cớ, hơn nữa liễu bà tử lúc ấy cũng không phải cố ý, lúc này mới làm sự tình phiên thiên. Thúy Bình hai mẹ con bọn họ tiến phòng, với lão thái liền chạy nhanh tiếp đón các nàng lại đây ngồi. Kỳ thật với lão thái trong phòng cũng không điểm thang, nhưng là nàng cửa dùng hậu mành, cũng có thể chống đỡ điểm bên ngoài khí lạnh. Với lý lý tới chính mình nải nải trong phòng, tự nhiên là cởi giày bò đến trên giường lôi kéo chăn cho chính mình đắp lên một chút chờ nàng làm xong này đó, mới nhìn đến Nguyên Bảo đang ngồi ở liễu bà tử trong lòng ngược mắt trong mong nhìn chính mình. Chỉ thấy Nguyên Bảo trên mặt bị đông lạnh hồng hồng một khối còn không có hảo, ngược lại giống như so với phía trước càng nghiêm trọng chút, nhìn liền khó chịu. Nàng che lại chính mình mềm một khuôn mặt nhỏ, không được không được, chính mình mới không thể đông lạnh thành như vậy đâu. Trong không gian, tiểu hoa hướng dương ăn uống no đủ lúc sau đang nằm ở trên cỏ chợp mắt, nghe được động tĩnh mở to mắt, Nhìn đến với Lý Lý bọc cùng cái bánh chân dường như chạy chậm lại đây, nó không lưu tình chút nào cười ha ha. Trải qua này mấy tháng ở chung, với Lý Lý đã sớm ở nó trước mặt luyện liền một trương sẽ không e lệ da mặt. Ngươi sao xuyên thành như vậy a? À? Ha ha ha, Tiểu Hoa hướng Dương chỉ vào nàng, cười trên mặt đất lăn lộn, có như vậy lạnh không? Với Lý Lý một mông ngồi ở nó bên cạnh, chờ nó cười đủ rồi, nàng mới mở miệng nói ra hôm nay sở tới mục đích. Gì? Đổi bạc thang tiểu hoa hướng dương ho nhẹ một tiếng thứ này cũng không thể một văn tiền một cân bán cho ngươi lúc trước chúng ta là lúc ấy chúng ta là nói tốt tiểu hoa hướng dương thấy nàng phản bác biết nàng muốn nói gì giải thích nói kia gì ngươi này muốn chính là bạc thang ngươi nếu là muốn đổi bình thường dùng cây ăn quả thang kia vẫn là cho ngươi ấn một văn tiền một cân cho ngươi nhưng là này bạc thang không được với lý lý nhíu mày cây ăn quả thang không an toàn trong thôn trước kia liền có nhân gia bởi vì điểm than huân chết quá, này bạc than tên vẫn là nàng từ gia gia nơi đó nghe tới, gia gia nói bạc than sẽ không huân người chết, chính là giá cả quý một ít, so tầm thường cây ăn quả than muốn quý vài lần đâu. Người bình thường gia đừng nói bạc than, chính là liền cây ăn quả than đều không có mấy cái dùng. Ta mặc kệ, ta chính là muốn bạc than, một văn tiền một cân, ngươi cần thiết bán cho ta, lúc trước chúng ta nói tốt, trong không gian đồ vật đều là thống nhất giới. Với lý lý bất mãn nói. Nhưng khi đó chúng ta cũng chưa nói bạc thang a. À. Nhưng cũng không có nói bạc thang không ở trong đó a. À. Tiểu Hoa hướng Dương bị nàng dỗi á khẩu không trả lời được, há miệng cũng chưa nói ra cái gì tới. Với lý lý đôi tay hoàng ở trước ngực, hừ một tiếng, ngươi tưởng tăng giá vô tội vạ. Không phải, Tiểu Hoa hướng Dương bất đắc dĩ tiếp tục nằm xuống, ngươi biết này mấy tháng ta bồi nhiều ít sao? Nó tất cả đồ vật định giá đều là một văn tiền một cân mà với lý lý cái này âm hiểm xảo trá tiểu thí hài tình chọn một ít quý đổi này mấy tháng xuống dưới nó bồi quần cộc đều sắp đế rớt với lý lý không nghe này bộ ngươi có phải hay không chơi không nổi hai người tranh chấp nửa ngày ai cũng không thể lui một bước với lý lý bóp eo ngươi có phải hay không cho rằng ta không biết ngươi đem đáng giá đều ẩn nấp rồi cuối cùng vẫn là lấy với lý lý vũ lực đem sự tình cấp trấn áp đi xuống tiểu hoa hướng dương bị bắt dựa theo hai văn tiền đem tốt nhất bạc than bán cho nàng. Này mấy tháng, với lý lý không thiếu tích cốc tiền, chỉ là nàng này một cái tiểu túi tiền đều phải thượng trăm văn, càng miễn bàn nàng còn có vài cái phình phình túi tiền đâu. Chương 225 Chiến Loạn Cho nên đương nhà khác đều đông lạnh đến duỗi không khai chân thời điểm, vu gia đã thực hiện bạc thang tự do. Bất quá với lão thái các nàng đều là biết sinh sống, liền tính là trong nhà nhiều nhiều như vậy bạc thang, nhưng là các nàng cũng không có xa xỉ đến một phòng điểm một cái bạc thang chậu. Với lão thái phân phân, lão đại gia hoàng thị cùng lão tam gia một cái phòng, lão nhị gia cùng lão tứ gia một cái phòng, nói như vậy chỉ dùng ba cái bạc than chậu là được, còn có thể tỉnh ra tới hai bồn. Tới rồi ban ngày thời điểm, liền ở nhà chính điểm thượng một cái, toàn gia vây ở một chỗ còn có thể trò chuyện, theo theo hoa gì cũng náo nhiệt. Chờ liễu bà tử ôm nguyên bảo lại đến xuyến môn thời điểm, liền phát hiện trong phòng rõ ràng nóng hôi hổi, này vừa thấy không quan trọng, hảo gia hỏa, liền thang đều thiêu cháy. Liễu bà tử không gì kiến thức, không hiểu gì bạc thang không bạc thang chỉ biết như vậy thang khẳng định không tiện nghi là được nàng nghĩ thầm vu gia chính là có tiền xuyến nhiều như vậy gia môn thiêu bạc thang vẫn là đầu một nhà này cũng dẫn tới sau lại liễu bà tử tới xuyến môn tỷ lệ càng lúc càng lớn đến sau lại cơ hồ liền diễn biến thành ngày đó đều phải tới hôm nay vu gia mẹ chồng nàng dâu mấy cái vây ở một chỗ đóng đế giày cấp mặt thị trong bụng hài tử phùng áo lót liền nghe được trong viện truyền đến liễu bà tử thanh âm mấy người nhìn nhau đều cười lắc lắc đầu, đối liễu bà tử mỗi ngày vừa báo nói cũng là xuất hiện phổ biến. Ai u, hôm nay nhi âm một ngày một đêm, đông chết. Liễu bà tử thuộc về người chưa tới thanh tới trước, thanh âm còn không có rơi xuống đất, thật dày rèm cửa đã bị nhấc lên tới, ăn mặc của áo bông liễu bà tử ôm nguyên bảo vào được. Nàng trước tiến đến bạc thang chậu bên cạnh nướng nướng, mới lo chính mình dọn cái băng ghế ngồi xuống. Hôm nay nhi lãnh nha, đánh giá muốn hạ tuyết. Với lão thái đem hệ xong khấu tuyến cắn đứt nói. Đúng vậy, Liễu bà tử đem lời nói tiếp qua đi, vốn dĩ nghĩ hôm qua Nhi phải hạ đâu, ai biết chống được hiện tại cũng không xuống dưới. Trời giá rét này, không biết lại đến đông chết bao nhiêu người đâu. Hoàng thị thở dài. Hiện giờ cũng không xem như cái gì thái bình thịnh thế, trước có chiến loạn sau có thiên tai, này thế đạo nếu là không có một gian nhà ở che một chút, chỉ sợ là thật sự phải có người có thể đông chết đâu. Kỳ thật đông chết người cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, ở các nàng gia không chạy nạn thời điểm liền nghe nói qua ta có thể có cái phòng ở, lại có miếng ăn, sống yên ổn đem mùa đông qua đi là được. Liễu bà tử thi triển hạ thân tử, thỏa mãn than thở ra tiếng. Nguyên bảo ngồi ở liễu bà tử trên đùi, trong tay cầm thúy bình cấp tiểu ăn vặt, đương nhiên, là mua cấp lý lý. Vu gia đoạn không được lý lý ăn vặt, có thể nói từ nàng có thể chính mình múc đồ vật bắt đầu, liền mua một ít dễ tiêu hóa đồ vật cho nàng mài dũa thời gian. Lý lý cũng hào phóng, nhìn nguyên bảo ăn thơm ngọt, còn chủ động từ giấy dầu trong bao lại lấy ra tới một khối đưa qua đi. Liễu bà tử vội nhận lấy, cười tủm tỉm khen vài phần. Muốn nàng nói a, à, tới vu gia xuyến môn chính là so đi nhà người khác muốn hảo, lại ấm áp tiểu tôn tử còn có ăn vặt ăn. Đối với liễu bà tử ái chiếm tiểu tiện nghi tính nết, với lão thái các nàng cũng biết, bất quá không để ở trong lòng, lý lý ăn vặt tuy rằng đều không tiện nghi, nhưng là lý lý, tránh, nhiều, điểm này nghi cũng chứng mắt. Vài người nói chuyện, liền nhìn đến với lão cha chực phủi trên người tuyết vào được thấy liễu bà tử ở chỗ này cũng chưa nói gì dù sao liễu bà tử cả ngày tới tuyết rơi a à. với lão thái đi qua đi cho hắn vỗ vỗ trên người bông tuyết hoàng thị lại bưng trà nóng làm hắn ấm áp thân mình không tốt lắm phía tây đánh nhau rồi với lão cha đôi tay phủng chén trà ấm tay thở dài nói mọi người cả kinh đánh nhau rồi với lão thái truy vấn sao hồi sự a à. với lão cha uống ngụm trà đem sự tình ngọn nguồn cho các nàng dâm ba câu nói giảng nguyên lai like hôm nay hắn theo thường lệ đi tìm thôn trưởng chơi cờ giải buồn lại thấy thôn trưởng mặt cũ mày ê vừa hỏi mới biết được phía tây đánh nhau rồi hình như là cái cái gì vương gia tạo phản kỳ thật đối với bọn họ này đó dân chúng tới nói ai làm hoàng đế đều không sao cả chỉ cần là vị nhân quân là được các gia thủ nhà mình địa bàn hảo sinh hoạt nhật tử chỉ là này đánh càng ngày càng hung bảo không chuẩn gì thời điểm là có thể đánh lại đây này cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Này nhưng sao chỉnh A? À. Liễu bà tử nằm liệt ngồi ở trên ghế, hoảng loạn không biết như thế nào cho phải. Với lão cha nhìn nàng một cái, theo sau lại dặn dò các nàng, mấy ngày nay nào đều đừng đi, thôn trưởng nói tình huống khả năng không tốt lắm, chúng ta nơi này dựa vào sơn, không phải cái gì chuyện tốt. Liền sợ những người đó tàn vào núi, vạn nhất lại vào thôn đã có thể không xong. Hiện tại chỉ có thể ngóng trong đừng lại triều bên này khuếch tán, nói như vậy, đại gia còn có thể quá mấy ngày sống yên ổn nhật tử. Liễu bà tử không đãi bao lớn một lát, liền ôm chặt tôn tử chạy nhanh về nhà đi. Chờ liễu bà tử rời khỏi sau, với lão cha lại dặn dò mấy lần, làm người nhà mấy ngày nay ban đêm ngủ thời điểm đều cơ linh điểm. Thông trưởng nói, những cái đó đánh giặc thật lại đây, vì chương hiển thân dân cũng sẽ không đối dân chúng thế nào. Liền sợ chịu chiến tranh lan đến lưu dân hỗn tới rồi trong thôn. Với lão thái các nàng tự nhiên là liên tục đáp ứng, mỗi người trong lòng đều bao phủ một tầng khói mù. Thời gian liên tiếp đi qua ba ngày, bên ngoài trừ bỏ phía trước hạ một hồi tiểu tuyết bên ngoài, mấy ngày nay đều bình tĩnh thực. Chẳng qua thiên nhi vẫn là âm u, vốn dĩ đều cho rằng ngày đó sẽ kết cục đại tuyết, ai biết chỉ là linh tinh phiêu chút liền ngừng, trên đường cũng chưa cái gì tuyết động. Này ba ngày liễu bà tử cũng không lại đến xuyến quá môn, với lão thái các nàng vẫn là cùng thường lui tới giống nhau vây quanh bạc thang chậu trò chuyện, chẳng qua không khí hơi chút có chút áp lực. Cứ như vậy, màn đêm lại lần nữa buông xuống, vu gia sớm ăn cơm chiều liền từng người về phòng đi ngủ. Ai biết bình tĩnh duy trì đến nửa đêm, trước hết phát hiện không thích hợp chính là với lão cha. Hắn bị một ít vụn vặt tiếng vang cấp bừng tỉnh, vốn dĩ liền ngủ thiển, tự nhiên là nghe được một chút động tỉnh liền tỉnh. Với lão thái cũng nghe tới rồi động tỉnh, sợ tới mức trái tim bang bang thẳng nhảy. Đây là tới tặc. Làm sao? Nàng đè thấp thanh âm, trong lòng khẩn trương muốn chết với lão cha ý bảo nàng đừng lên tiếng, chính mình còn lại là trần trụi dưới chân giường, phóng nhẹ bước chân, sờ đến trước tiên phóng tới đầu giường để ngừa vạn nhất cái quốc cắt gao nắm chặt ở trong tay. May mắn hắn sớm có chuẩn bị, không nghĩ tới thật đúng là có thể sử dụng được với. Nếu là ít người nói, hắn cần phải muốn đem người bắt lấy, bằng không sẽ đưa tới càng nhiều người. Nếu người nhiều nói, vậy chỉ có thể ngóng trong bọn họ chỉ vì tài, sẽ không giết người. Với lão cha tiến đến cạnh cửa cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh, chỉ có thể nghe được một trước một sau hai người bước chân, hơn nữa đều áp cực thấp, nếu không phải sắp ngủ trước bắt đầu tuyết rơi, người dẫm đến tuyết trên mặt phát ra kẻo kẹt kẻo kẹt thanh âm. Với lão thái ngồi ở trên giường, cũng là ngừng thở cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh. Ước chừng qua 15 phút, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận xung xao, với lão cha nắm chặt cái quốc chạy nhanh đẩy cửa đi ra ngoài.